Y đạo quan đồ. Chương 6, nghe con mới sinh không sợ hổ. Trương Dương ngẩn người một lúc, hắn cũng không có từ trong miệng người kia hiểu được bí thư đến tột cùng là người nào. Chỉ là hắn ngay sau đó nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra là bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ. Hắn không khỏi nở một nụ cười, kỳ thực hắn cũng đã sớm đoán được Lý Trường Vũ có thể sẽ chủ động đến đây tìm hắn, chỉ là thật không ngờ mới đó mà đã nhiều ngày như vậy rồi. Lưu Hải Đào là tài xế của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, qua ánh mắt cũng chứng tỏ được hắn là một người khá linh hoạt. Tại xã hội hiện nay, tài xế của lãnh đạo không phải chỉ có kỹ năng lái xe thành thạo mà còn phải biết đoán được tâm ý xếp như thế nào nữa. Vì là người thân cận bên cạnh lãnh đạo nên có rất nhiều chuyện tài xế của lãnh đạo biết mà người ngoài không biết, lại thường đi làm hộ lãnh đạo những chuyện mà người khác không biết đó. Vậy nên cảm tình giữa lãnh đạo với tài xế thường rất sâu sắc, thậm chí có nhiều người còn coi tài xế như người nhà mình nữa vậy. Audio điện tử võ tấn bền Lưu Hải Đào từ khi sinh ra đã được trời sinh một khuôn mặt luôn tươi cười như vậy, cho nên cũng rất phù hợp với cái nghề này. Nhìn quanh một chút căn nhà nhỏ bé của Trương Dương, không khỏi cảm thán một câu, điều kiện sinh hoạt cũng rất thiếu thốn đó. Trương Dương cũng không nghĩ là thiếu thốn lắm, vẫn đang ngồi cắn hạt dưa ở trên giường, tiểu lưu, người tìm ta có chuyện gì vậy? Lưu Hải Đào nghe thấy đối phương mở miệng ra là gọi tiểu Lưu ngay, chẳng có chút khách khí nào cả, trong lòng cũng có chút để ý. Thường ngày hắn đi ra ngoài, người nào mà không gọi hắn một tiếng Lưu khoa, tiểu tử ngươi tài nhiều, ta đối với ngươi khách khí như vậy mà ngươi lại dám giễu cờ ta. Tuy rằng trong lòng Lưu Hải Đào có chút bất mãn nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười như lúc mới bước vào, Trương Dương, bí thư Lý mời ngươi dùng cơm. Nói ra những lời này thì chút bất mãn của hắn với Trương Dương cũng tiêu tan thành mây khói. Có thể cùng Lý bí thư dùng cơm thì chắc hẳn người đó cũng không phải nhân vật bình thường, vậy mà tiểu tử này lại có thể được chính Lý bí thư mời dùng cơm thì sợ rằng hắn không đơn giản như bề ngoài. Lưu Hải Đào đang tự nhắc nhở chính bản thân mình, không biết tiểu tử này cùng Lý bí thư rốt cuộc là có quan hệ gì, tuy rằng Lý bí thư cũng nói qua, hắn là bạn học của con gái ông ấy, cân nhắc suy nghĩ lại thì cũng có thể là bạn trai của tiểu thư nhưng mà Lưu Hải Đào lại có cảm giác điều đó cũng không phải lắm, nếu như là bạn trai của tiểu thư thì cũng chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong sao, sao phải thần thần bí bí như vậy nhỉ? Hiện tại chính Lý Bí Thư kêu mình đánh xe đi đón tiểu tử này, hơn nữa nơi đến lại không phải là trụ sở huyện ủy. Trụ sở huyện ủy là chỗ của thị trường phu nhân, nhưng mà Lý Bí Thư lại nói Lưu Hải Đào chở Trương Dương đến một tiểu khu tên là Vi Viên ở phía đông nam thị trấn. Chỗ đó ngay cả thị trưởng phu nhân cũng không biết Lý Bí Thư còn một ngôi nhà ở đó sở dĩ Lưu Hải Đào suy xét lại một chút cũng là bình thường, tiểu tử này có nên chăng là con riêng của Lý Bí Thư không nhỉ? Trong lòng tuy vẫn còn thắc mắc không biết sự tình như thế nào, nhưng mà những chuyện như thế này thì tốt nhất là nên nghĩ ở trong đầu, chỉ được để ở trong lòng mà thôi, khẳng định là không dám nói ra nửa lời, nếu như mà để Lý Bí Thư biết được hắn hiện tại đang nghĩ những gì, thì chắc chắc ngay ngày mai hắn phải cuốn gói chăn màn ra đi. Vì làm cái nghề tài xế riêng cho lãnh đạo như thế này, gặp biết bao trường hợp rồi, nên hắn mới thấm nhuần thế nào là cóc chết tại miệng. Vậy là Trương Dương từ lúc sinh ra tới nay mới được trải nghiệm cái cảm giác ngồi trong ô tô, Lưu Hải Đào có ý trước tiên cứ dùng lễ đối đãi với tiểu tử không rõ thân phận này, hay là muốn dùng tiêu chuẩn đối đãi với thái tử gia. Nhưng Trương Dương cũng không có biết cảm kích, tại hắn vẫn cứ tưởng, trước kia chẳng phải chỉ những ai có thân phận cao hơn thì đều ngồi ở phía trước, mà hiện tại, người kia chỉ là một gã xa phu, dựa vào cái gì mà đòi ngồi phía trước ta, khinh thường ta sao? Lưu Hải Đào vừa khởi động ô tô, thì bỗng dưng cái máy điện thoại bên hông xe cạnh Lưu Hải Đào kêu liên hồi, hắn nhìn một chút dòng tin nhắn trên máy, hóa ra là Lý Bí Thư chờ lâu quá nên có chút nóng ruột nhắn tin kêu hắn nhanh nhanh lên. Trương Dương có chút ước ao nhìn cái máy điện thoại của Lưu Hải Đào vừa nói, đồ này đắt tiền lắm phải không? Trong lòng cũng tính toán một hồi, rốt cuộc cũng là huyện Thái Gia, đến cả Sa Phu cũng có điện thoại riêng nữa, Lưu Hải Đào cười hơi chút mất tự nhiên, à, là của Lý Bí Thư cho ấy mà, thực sự là cũng được lãnh đạo quan tâm. Còn chưa rõ thân phận người kia, Lưu Hải Đào nói năng đều rất cẩn thận. Nhưng mà Lưu Hải Đào từ khi nhân được cái điện thoại của Lý Bí Thư cho, lúc đầu hắn cũng sướng đến chết đi được, phải nói rằng những năm 90 thì điện thoại cầm tay cũng được coi là hàng hiếm. Vậy mà hắn, một tên lái xe riêng cho lãnh đạo mà cũng có một chiếc thì cũng là người có chút danh tiếng rồi. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện được nhận cái đồ này cũng chẳng phải tốt đẹp gì lắm, bởi vì trước kia, lúc chưa có cái điện thoại này thì hắn thỉnh thoảng có thể đào ngũ được một lúc, nhưng mà từ lúc nhận được cái đồ này thì lại chẳng khác gì như một cái còng tay vô hình của Lý Bí Thư đeo cho hắn cả. Lúc nào Lý Bí Thư cần dùng hắn thì lúc chỉ cần nhắn tin hay gọi một cú điện thoại là hắn phải lập tức tới liền, cho dù là bão táp mưa xa, cho dù là ngày hay đêm, thậm chí nhiều lúc đang cùng lão bà nảy lửa, nhưng hễ điện thoại kêu lên là phải ngay lập tức co vòi chạy đến chỗ Lý Bí Thư. Người khác nhìn thấy hắn bên ngoài cũng oai phong lắm, nhưng ai biết phía sau cũng nhiều chua xót khổ sở lắm chứ, nghĩ tới đây Lưu Hải Đào không khỏi có chút thương tâm chính bản thân mình. Vừa đi được một đoạn, vượt qua đèn đỏ ngã tư, một cảnh sát giao thông liền tuyết còi chỉ vào xe Lưu Hải Đào, Lưu Hải Đào hạ xuống nửa đoạn cửa sổ xe, mở miệng cái là mắng chửi, ngươi, con mẹ nó mắt mù rồi phải không, nhìn không thấy biển số xe nào hả. Gã cảnh sát giao thông nọ mới vào ngành được một hai ngày, chính xác không có nhận ra biển số xe của huyện Thái Gia, lại bị Lưu Hải Đào mở miệng ra cái là mắng nhức hắn ngay, đang muốn xông lên nói lý, nhưng sớm có một gã cảnh sát giao thông trông già dặn hơn vào tới chắn trước mặt gã, cho gã một phát vào đầu, rồi hướng đến bên này cười cười chào hỏi vài câu. Lưu Hải Đào nhướng mày nhìn lại bên đó, lão tống, thủ hạ của ngươi đúng là tố chất cũng quá kém đó, có khi phải dạy dỗ hắn lại cho cẩn thận đi, Tống lão cảnh sát giao thông chỉ hướng bên này cười cười nói, Lưu Khoa, tiểu tử này mới vào ngành có vài ngày, không có hiểu biết gì cả, lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Lưu Hải đảo ngửa đầu nhìn đèn giao thông, chậm rãi cho xe chạy qua. Giờ khắc này Trương Dương rõ ràng cảm giác được từ trên người Trương Hải Đào phát tán, tản mát ra khí chất hơn người, có điều cũng chỉ là thoáng qua một chút mà thôi. Vừa qua khỏi đèn đèn giao thông, Lưu Hải đảo ý thức được mình biểu hiện dường như có phần hơi quá, hướng đến Trương Dương lộ ra nụ cười khiêm tốn, những người này, bình thường cũng quá kiêu ngạo, ngay cả xe của Lý Bí Thư mà cũng dám chặn lại, nhất định phải giáo huấn bọn chúng một phen mới được. Trương Dương cũng chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện, rồi lại nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại cảnh Lưu Hải đào nổi giận mắng như gã cảnh sát giao thông nọ, coi bộ hắn cũng có chút huy phong. Chiếc xe Santana màu đen từ từ đi vào tiểu khu tên Vi Viên. Những năm 90, Trung Quốc còn chưa có chính thức cải cách nhà ở, buôn bán nhà còn chưa có phổ biến, tiểu khu này là cục dân chính huyện bỏ vốn xây dựng, ý định ban đầu là muốn xây một trại an dưỡng dành cho những cán bộ kỳ cựu của cục đã nghỉ hưu, nhưng lúc xây xong, bởi vì chỗ này địa thế thanh tịnh, hoàn cảnh xung quanh cũng khá đẹp mắt, nên bị huyện ủy nhìn chúng, trực tiếp trưng dụng trở thành nơi nghỉ ngơi của cấp lãnh đạo huyện, cũng là nơi cấp lãnh đạo huyện chiêu đãi khách. Lưu Hải Đào trực tiếp cho xe chạy đến trước một tòa biệt thự nhỏ màu trắng hai tầng, lúc ô tô dừng hẳn lại rồi, Lưu Hải Đào xuống xe trực tiếp mở cửa xe cho Trương Dương, Lý Bí Thư đợi người ở bên trong. Trương Dương gật đầu, cũng không có cùng Lưu Hải Đào nói thêm gì, hướng đến cửa chính bước tới. Vừa đi đến trước cửa, cửa nhà tự động mở ra, một vị lão thái thái khuôn mặt hiền hòa xuất hiện trước mặt. Vị lão thái thái này họ tô là chị dâu của thị trưởng Lý. Sau này Trương Dương mới biết được, Bí Thư Lý trường vũ thủ nhỏ cha mẹ mất sớm, là hắn được anh chị dâu nuôi lớn thành tài, sau này trở nên giàu có cũng không quên ân tình anh chị trước đây. đáng tiếc anh hai lại mất sớm, chỉ còn lại mình chị dâu sống ở quê nhà. ba đứa con gái của anh chị đều đã lập gia đình. Lý Trường Vũ cũng được coi là người có lương tâm, đón chị dâu đến ở cùng. nhưng đáng tiếc là bà vợ của ông ta đối với vị chị dâu này lại lạnh nhạt, suốt ngày toàn châm chọc nói móc, có lúc lại cãi nhau. thế nên Lý Thị Trường phải lén lút an bài vị đại tẩu này tại đây. tô lão thái thái cười tủm tỉm nhìn Trương Dương nói, là Trương Dương phải không? hai ngày nay ta đều nghe lý thúc nói về ngươi còn không mau vào đi hắn chờ ngươi sốt ruột lắm rồi đó lão thái thái liền lôi trương dương đi vào trương dương vừa tức giận lại vừa buồn cười đây rõ ràng là lý trường vũ chiếm tiện nghi của mình ta nguyên là trương thần y một nghìn có lẻ tuổi ngươi mà đòi làm thúc của ta sao bên trong ngôi nhà cũng không có giống như trong tưởng tượng của trương dương chẳng có gì xa hoa tráng lệ cả chỉ là gạch men đá ốp sàn phổ thông Giữa phòng khách cũng chỉ một bộ ghế sofa bằng gỗ đơn giản, tivi cũng là đồ sản xuất trong nước, từ đó cũng có thể nhìn ra vị lý bí thư này cũng là một người thanh liêm. Trương Dương, ngươi ngồi xuống đó đi, ta đi gọi Lý thúc ngươi. Tô lão Thái Thái rất nhiệt tình với Trương Dương, cũng vì thường ngày ở đây, cũng rất neo người, ngoại trừ những ngày lễ Tết, ngày nghỉ thì Lý bí thư mới đến đây thăm hỏi chị dâu, lão Thái Thái đều là sống một mình ở đây. Thời gian rỗi không có việc gì làm, Tô lão liền làm một mảnh vườn nhỏ trồng rau, còn cả mấy cái chuồng gà nữa. Theo Lý mà nói, tiểu khu cao cấp này là không cho phép làm như vậy. Thế nhưng nhân viên quản lý biết đây là biệt thự của Lý Bí Thư huyện ủy, ai còn dám can thiệp vào. Trương Dương Ngươi đã tới. Lý Trường Vũ dáng người thấp bé đứng ở cầu thang phía góc phòng, trên mặt hắn mang theo một nụ cười nhìm nở, hai tay để sau lưng nhìn nhìn Trương Dương, mà Trương Dương hiện đứng ở bên dưới cũng đang nhìn kỹ lại vị Bí Thư huyện ủy này ánh mắt hai người ở trên không trung gặp nhau hai bên đều lộ ra một dáng tươi cười đầy thâm ý lý trường vũ gật đầu hàm nghĩa trong đó cũng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được đại tẩu nhanh nhanh đi làm cơm ta cùng trương dương ở trên lầu nói chuyện một lúc tô lão vô cùng cao hứng trả lời một câu rồi đi làm cơm lão thái thái thực là một người không thích ngồi yên một chỗ thường ngày chỉ cần có người đến chơi là tô lão đã vui mừng phấn khích như ăn tết vậy cũng bởi vì ở đây Tô lão chỉ có một mình, chẳng có ai bầu bạn nên có chút không chịu được. Trương Dương chậm rãi đi lên cầu thang lên lầu, theo Lý Trường Vũ tới phòng làm việc. Lý Trường Vũ đóng cửa phòng lại, đi tới bàn làm việc, ngồi xuống, chỉ chỉ vào ghế sofa đối diện, ngồi đi, không cần khách khí làm gì. Trương Dương nhìn chiếc ghế sofa một chút, ngồi ở dưới này chẳng phải là thấp hơn lão một đoạn sao? Cái vị lý bí thư này có đúng hay không cố tình muốn vậy nhỉ? chẳng nhẽ bởi vì thân cao không bằng người khác nên mới cố ý bắt mình ngồi ở dưới như vậy trương dương vốn dĩ là trương thần y cao cao tại thượng mà giờ đây lại phải ngồi bên dưới cái gã lý bí thư này sao người muốn ta ngồi ta lại cứ đứng ở đây chính ta muốn từ trên mà nhìn xuống người đó đòi dùng tiếng làm quan mà hách dịch sao thấy trương dương vẫn đang đứng nguyên ở chỗ đó nhìn chằm chằm mình lý trường vũ có chút xấu hổ mà gượng cười dù sao lăn lộn trên quan trường cũng đã nhiều năm về nắm bắt tâm lý đối phương hắn cũng có đôi chút kinh nghiệm, hắn có thể cảm thấy rõ ràng trong mắt Trương Dương có chút gì đó bất mãn nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao cả. Lý Trường Vũ cũng là một con người nhanh nhạy, động tác kế tiếp của hắn cũng vô cùng nhuần nhuyễn và cẩn thận. Hắn nhiệt tình đứng lên hai tay cầm cánh tay Trương Dương vừa kéo ngồi xuống vừa nói, khách khí cái gì, đã đến đây rồi thì cứ coi như người một nhà đi, nào, nhanh ngồi xuống đi. Trương Dương cũng không có ý muốn tránh né, cũng cùng ngồi xuống, nếu như hắn muốn phản kháng, thì cái cánh tay nhỏ bé này của Lý Trường Vũ, hắn cũng dễ dàng khoát tay nhẹ một cái cũng đủ làm lão ta bay ra ngoài cửa sổ rồi. Thành công để Trương Dương ngồi ở vị trí trên rồi, Lý Bí Thư cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, tiểu tử ngươi không phải nghĩ ta ngồi trên cao nhìn xuống sao. Hiện giờ ta cùng ngươi ngồi sofa, giờ thì ngươi với ta ngang hàng rồi chứ. Vì sao lại có buổi gặp mặt ngày hôm nay, hai người trong lòng đều biết rõ, nếu như không ai chủ động nói toạc ra, thì chắc là vẫn cứ ngồi trầm mặc như vậy cả buổi mất. Trương Dương chính là một người rất thích lấy tịnh chế động, tính quan kỳ biến, nên hắn cũng không có mở miệng nói trước câu nào, cứ thế trầm ngâm suốt. Lý Bí Thư sau khi đã suy ngẫm cặn kẽ mọi điều mới chủ động xuất kích, trong thời gian rất ngắn đã tìm được nhược điểm của đối phương. Hắn cầm lấy ấm trà bình tĩnh rót đầy hai chén đã để sẵn trên bàn, có vẻ như đã được Lý Bí Thư chuẩn bị sẵn cho buổi gặp mặt này từ trước rồi. Cầm chén trà lên, Trương Dương lại đột nhiên nhớ lại ngày trước chẳng phải tùy Dương đế từng ban chén rượu độc cho hắn cũng giống như cái chén này sao? Nghĩ đến đây tay hắn không tự chủ được mà run rẩy một chút, làm một ít nước trà bị bắn ra ngoài. Lý bí thư thấy rõ ràng vừa rồi trong mắt Trương Dương thoáng có một tia sợ hãi, khóe môi không tự chủ được toát ra nụ cười nhạt, người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi mà thôi, tuy rằng bên ngoài giả bộ mạnh mẽ cứng rắn, nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, mới chỉ có một chút xíu như vậy mà đã sợ hãi rồi. Lưu Trường Vũ đâu biết rằng, người trẻ tuổi kia đâu phải vì hắn mà sợ, mà là xúc cảnh sinh tình, nhớ lại cảnh mình bị giết oan uổng bằng thuốc độc trong cái chén cung y chang như thế này. Trà là loại trà cao cấp, lá trà màu xanh ngọc, màu sắc nước trà trong trẻo, mùi hương thơm nhẹ nhẹ trong mũi, uống rồi mà vị ngọt thanh vẫn giữ trong miệng. Trương Dương trước cũng là một người sống biết hưởng thụ, nếu như là trước kia, uống được loại trà ngon như thế này thì hắn không khỏi có hứng mà làm thơ, phải mực múa bút viết vài bài, tuy rằng hắn từ trước tới giờ viết văn làm thơ cũng không có được tốt lắm nhưng hắn vẫn khoái cái loại nhã hứng đầy vẻ tao nhã này thế nhưng hiện tại hắn không có cái tâm tình kia thậm chí một tiếng khen trà ngon cũng không có chỉ chậm rãi buông chén trà đặt xuống bàn lưu trường vũ là người ở trong quan trường lâu năm lại leo lên được cái chức bí thư huyện ủy này nữa vậy nên nhiễm nhiên trong giọng điệu vẫn không tránh khỏi có chút khí thế bao hàm ở bên trong tuy rằng hắn đã kiệt lực gắng sức làm ra vẻ hòa ái dễ gần với trương dương trương dương chuyện tình ngày đó ta cũng phải đa tạ ngươi nói lời cảm ơn là không thể thiếu được bất kể trong đó có bao hàm một chút ẩn ý nhưng dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng điểm này lý trường vũ cũng không có chối bỏ lý trường vũ luôn luôn tự nhân mình là một người tri ân báo đáp có ơn trả ơn như việc hắn đối xử rất tử tế với người chị dâu trước đây có công nuôi lớn dưỡng dục hắn thành người nếu như lúc mà Trương Dương cứu hắn, không có thấy cái tình cảnh đáng xấu hổ như vậy, thì hắn đối với Trương Dương là thật lòng cảm kích, mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ đơn giản hơn bây giờ rất nhiều. Thế nhưng có những việc không thể quay ngược lại được, tuy rằng Trương Dương là ân nhân đã cứu mạng hắn, nhưng bình tĩnh xem xét lại, thì hắn đối với Trương Dương cảm giác căm thù và cảnh giác lại nhiều hơn cảm tạ. Trương Dương thản nhiên cười nhạt, ánh mắt tuy không có nhìn Lý Trường Vũ, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được Lý Trường Vũ lúc này trong lòng đang tràn đầy thấp thỏm cùng bất an, bị người khác nắm được gáy đúng là không có dễ chịu một chút nào, mà nhất lại là những người giống như Lý Trường Vũ này, những người có thân phận, có địa vị lại càng sợ những chuyện mất mặt như vậy lộ ra, mà càng lo lắng, càng thấp thỏm bất ai thì lại càng không thể nhận ra được bản chất thật sự của sự tình. Thế nhưng Trương Dương lại xem cái chuyện này rất chi là đơn giản, ta cứu ngươi một mạng, ngươi trả ơn ta là được mà, tuy rằng Lý Bí Thư đã đưa một vạn tệ, nhưng mà về điểm này Trương Dương lại có vẻ như hơi ít quá không, phải biết rằng lúc còn ở Tùy Triều, lão tử tiện tay xuống một châm cũng đều phải có giá một trăm lượng hoàng kim, một trăm lượng đó. Huống chi ta lại là cứu mạng của ngươi, mạng sống có thể mua được không? Tính sơ sơ ra thì cũng phải đến hơn một vạn lượng hoàng kim rồi, nhưng vì ngươi là quan thanh liên thôi thì tính cho ngươi năm nghìn vạn nhân dân tệ đi. Nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc thế nào, cũng không có thấy hắn giống Quan Thanh Liêm gì cả. Không có một ức trăm triệu thì đừng có hòng đuổi ta đi được nhé. Thế nhưng Lý Bí thư lại không có nghĩ mọi chuyện lại chỉ như vậy, hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng chính là cái quan hệ mập mờ của hắn với Cát Xuân Lệ bị Trương Dương nhìn thấy, cho rằng Trương Dương là muốn lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp nhằm chiếm được lợi ích lớn nhất, nhưng không có nghĩ đơn giản chỉ là người ta muốn cứu hắn nên mới ra tay châm cứu, cứu hắn một mạng Trầm Mặc cũng là một loại giao chiến tâm lý tinh thần tàn khốc, Lý Bí thư cùng Trương Dương cũng đang giao chiến tinh thần với nhau. Lý Bí thư nhìn biểu tình bất động như núi của Trương Dương, không khỏi sinh ra niềm ưng ý hài lòng với thanh niên trước mặt này, hắn mới chỉ 20 thôi chứ mấy, vậy mà đã có thể kiên định trầm ổn như vậy thì cũng rất khó gặp rồi, tố chất cũng rất khá. Thế nhưng nào hắn có biết rằng, cái người trẻ tuổi trước mặt này, vậy mà kể cả là những kẻ tai to mặt lớn hắn đã từng gặp qua không biết bao nhiêu lần rồi, Đừng nói là một huyện thái gia như ngươi, mà ngay cả đương kim hoàng đế hắn cũng đã từng diện kiến không ít. Vậy nên hắn làm sao mà có thể bị cái uy của lão làm cho hắn sợ được cơ chứ? Trương Dương không nói lời nào, làm Lý Bí thư tưởng rằng hắn muốn chính bản thân mình nói ra điều kiện trước, đành ho khan vài tiếng, "Tiểu Trương, ngày hôm qua ta đến bệnh viện huyện kiểm tra sức khỏe toàn diện, kết quả là ta hoàn toàn khỏe mạnh." Ha ha. Lý Trường Vũ cười to hai tiếng. Nhưng phát hiện ra khuôn mặt Trương Dương vẫn không có biến hóa gì, khóe môi không khỏi hơi nở ra một nụ cười khinh thường, tuy rằng chỉ là một chút đó thôi, thế nhưng lão vẫn để ý Trương Dương một chút thay đổi vẫn không có, tiểu tử này là vật gì vậy, quả nhiên là vẫn còn khinh thường ta. Lý Trường Vũ rất ít khi tức giận, mà có tức giận lão cũng không có để biểu hiện ra bên ngoài, hắn luôn luôn cho rằng, tức giận chính là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn, là một người thành thục lại là một chính khách cấp cao như hắn thì chắc chắn không được phạm vào cái loại cảm giác cấp thấp này, hắn từ lâu đã đạt tới cảnh giới buồn vui gì cũng không thay đổi sắc mặt. Chỉ tiếc rằng, từ cái sự kiện bên bờ sông Xuân Thủy ngày đó, một lý bí thư bình tĩnh trầm ổn tâm trí kiên định mà giờ đây đã có sự biến hóa to lớn. Sự việc đã bại lộ thì không sợ, mà chân chính nớp nấp sợ hãi lại là không biết bao giờ sự việc đó bị bại lộ. Mà đáng sợ nhất lại là tiểu tử đang ngồi trước mặt hiện giờ, hắn là người du nhất biết được cái sự tình ngày hôm đó, hắn ta chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, làm Lý Bí Thư cứ lo lắng không biết bao giờ quả bom này sẽ nổ. Lý Trường Vũ hai ngày này cũng đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, cứ coi như là tiểu tử này đem chuyện ngày hôm đó nói ra ngoài đi, thì cũng làm sao. Một người học sinh vệ giáo, một người xuất thân gia đình công nhân phổ thông, hắn nói ra thì có được mấy ai tin lời hắn nào. Trong khi ta đệ nhất huyện ủy bí thư huyện Xuân Dương, cho dù hắn có nói ra thì người ta cũng chỉ cho rằng là hắn chửi bới bôi nhọ nhân cách của ta mà thôi, Lý Trường Vũ đối với uy tín của chính mình rất tự tin. Mấy năm nay tại huyện Xuân Dương này hắn đều một lòng chuyên tâm công tác, những chiến tích của hắn cũng rõ như ban ngày, tuy nhiên đã làm công tác xã hội, đắc tội với người khác là khó tránh khỏi, vậy nên có người chửi bới, đặt điều vu khống nhân phẩm của mình cũng là điều bình thường. Lý Trường Vũ vẫn đang nguyên man tự suy ngẫm lại. Trương Dương vẫn cứ thong thả đùa bỡn đám khói bay lên từ bàn trà, chỉ thờ ơ nói, đám giang hồ lang băm đó thì hiểu được cái gì. Chỉ một câu nói mà đã phủ nhận hoàn toàn kết quả kiểm tra của một bệnh viện cấp huyện. Lý Trường Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, đó đều là những chuyên gia có tiếng của bệnh viện. Hơn nữa họ đều là thầy của ngươi đó, còn ngươi, cùng lắm thì chỉ là một giáo sinh thực tập vệ giáo mà thôi, dựa vào cái gì mà nói người ta tiểu trương à. Y học là phải có căn cứ chuẩn đoán đàng hoàng, mà đa số chuyên gia của bệnh viện đều đã nói kết quả như vậy, tuy rằng ngươi cũng có chút tài năng, thế nhưng vẫn còn quá trẻ. Những lời này thực sự là uy hiếp trần trụi, tiểu tử ngươi thì đã là cái gì nào? Cứ cho là ngươi nắm được nhược điểm của ta đi, nhưng mà ngươi có chứng cớ sao? Ngươi đem chuyện tối hôm đó ra nói thì có ai tin ngươi không? Lý Trường Vũ tuy lời nói vẫn rất huyền chuyển, thế nhưng hắn lại chuyển xưng hô với Trương Dương Thành, Tiểu Trương, vì vậy giọng điệu cũng có chút thay đổi, đó là sự uy hiếp, uy hiếp trắng trợn, mà những kẻ ngu si cũng có thể nhận ra được. Trương Dương tất nhiên dễ dàng nhận ra được cái ý tứ kia của hắn, nhưng biểu tình hắn vẫn không có chút gì biến hóa, vẫn như thường, chỉ lãnh đạm nói, "Thượng Mã Phong, nếu như không được cứu trị đúng lúc hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cứ coi như cấp cứu kịp đi chăng nữa, nếu không có gặp được ta thì nhất định cũng gặp tai họa mà thôi." Lý Trường Vũ lạnh toát cả người, quả nhiên, thằng nhãi này có ý định muốn uy hiếp mình. Trương Dương không có nghịch khói trà nữa mà để nó bay thẳng lên, chậm rãi nói, người lấy tay ấn thử vào xương sườn thứ ba bên ngực trái đi. Lý Trường Vũ vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, cũng không có làm theo lời Trương Dương nói, căn bản hắn cũng đâu biết xương sườn số ba là ở chỗ nào đâu. Trương Dương lắc lắc đầu, dùng ngón tay điểm điểm vào một chỗ trên ngực trái Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ cũng khép hai ngón trỏ và ngón giữa lại, ấn xuống chỗ Trương Dương vừa điểm vào, chỉ cảm thấy một cảm giác đau nhói như bị kim châm, cơn đau lại từ chỗ hắn vừa ấn xuống mà lan tràn đi khắp toàn thân. Sắc mắt mặt lý trường vũ nhất thời đại biến. Trương Dương lại chỉ chỉ vào một chỗ phía sau tai bên phải của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ lại theo chỉ dẫn, xoa xoa một chút chỗ đó, bỗng nhiên trước mặt hắn tối sầm lại, tim hắn trong nháy mắt đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, gần như muốn từ trong ngực hắn trực tiếp nhảy ra bên ngoài. Lý Trường Vũ theo bản năng lấy tay đặt trước ngực, che phần tim lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, tái nhợt như tờ giấy. Kỳ thực, ngày đêm đó hắn cũng đã tìm mọi tư liệu liên quan đến Thượng Mã Phong, tìm hiểu một lúc lâu, hắn cũng nắm được chút ít, Thượng Mã Phong thuộc về bệnh bộc phát nặng, nguy hiểm cũng tương đương như bệnh suất huyết não, vì vậy ngay ngày hôm sau hắn đã đến bệnh viện để tổng kiểm tra lại toàn thân thể, khiến hắn vui mừng là kết quả rất khả quan, không thấy có triệu chứng gì, hắn đã rất vui mừng với kết quả đó. Vậy nên hắn vẫn cho rằng Trương Dương hôm đó chỉ là đúng dịp cứu mình mà thôi, với lại thể chất của mình cũng không đến nỗi kém, cho nên mới không có lưu lại di chứng gì đúng như theo kết quả mới nhận được của bệnh viện. Nhưng lời vừa rồi của Trương Dương cũng không phải là đe dọa gì, vậy mà hắn vừa rồi mới chỉ chỉ sơ qua một chút mà đã làm hắn phải giật mình ngẫm lại, chỉ điều đó thôi cũng đủ xác định cái người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này có nhiều điểm bí hiểm vẫn chưa để lộ ra. Lý Trường Vũ thấp giọng hỏi, tại sao lại có thể như vậy? Thanh âm của hắn đã có chút run rẩy. Phải biết rằng năm nay hắn mới có 44 tuổi, còn xa mới phải nghỉ hưu, hơn nữa hắn tại huyện Xuân Dương này cũng đóng góp khá nhiều công sức, cũng có nhiều chiến tích hiển hách được các cấp lãnh đạo thành phố khen thưởng, chỉ cần cố gắng thêm ít lâu nữa thì giấc mộng trở thành một cao cấp lãnh đạo thành phố cũng không còn xa vời nữa. Nhưng tất cả những điều đó cũng còn cần phải có một nền tảng sức khỏe tốt, nếu thân thể xong rồi thì tất cả cũng xong luôn, cho dù năng lực của người có giỏi như thế nào đi chăng nữa cho dù quan hệ của ngươi đến đâu đi chăng nữa, sức khỏe, thân thể của ngươi không còn, thì có cho ngươi quyền lực nhiều hơn nữa thì còn ý nghĩa gì nữa. Chỗ nào có người thì chỗ đó có đấu tranh, vốn nhìn hai người Lý Trường Vũ và Trương Dương chỉ là ngồi cùng nhau, mắt đối mắt, nhưng mà thật ra đó lại là một cuộc đấu trí, tuy rằng loại này không có tiếng động, vô thanh vô thức, nhưng lại không thể che giấu được sự tàn khốc và giả dối trong đó. Lý Trường Vũ ngay từ đầu đã chọn phương pháp tranh đấu bằng chính trị tiếp đón Trương Dương, Hắn hiện tại đang nỗ lực dùng chính trị cấp cao mà Uy Áp Thanh niên trước mặt này khuất phục. Thế nhưng căn bản Trương Dương không có tiếp chiêu của đối phương, đối phó với Lý Bí thư này, hắn chỉ cần dùng một thủ đoạn nho nhỏ là cũng đủ rồi, ngươi thì là cái gì? Trong mắt ta, ngươi chỉ là bệnh nhân thôi, mà bệnh nhân thì là có bệnh, chỉ là bệnh đó chỉ có ta có thể trị được giúp ngươi. Ngươi tưởng ngươi đã khỏi rồi sao? Tưởng mình sống rồi chắc, nhất định rồi cũng phải cúi đầu trước ta mà cầu xin thôi bệnh nhân tại trước mặt bác sĩ thì không có bất luận cái gì gọi là cường thế cả, mà nhất lại là vị bác sĩ đã cứu chính tính mệnh mình, hơn nữa, sức khỏe của mình hiện vẫn đang nằm trên tay của người ta. Lý Trường Vũ rất nhanh đã nhận ra được vấn đề này, liền đó, lại là cái khuôn mặt luôn tươi cười niềm nở hòa ái chân thành như mọi khi của Lưu Trường Vũ, nhiệt tình bắt chuyện lại Trương Dương, "Nào, ngồi xuống đi. Uống trà trước đã." Nắm giữ lại quyền chủ động chỉ là bước đầu tiên của Trương Dương. Tiếp đó điều hắn cần phải làm bây giờ là thừa thắng sông lên, từng bước từng bước đánh sụp đổ từng phòng tuyến tâm lý của Lý Bí thư, để rồi đạt được mục đích cuối cùng là muốn hắn phải cúi đầu xưng thần trước mình. Trương Dương cứ đăm đăm chiêu chiêu suy nghĩ như đang đắn đo điều chi. Nhìn thấy bộ dạng đó của thằng nhãi kia, mà Lưu Trường Vũ càng thêm uất hận, hắn thì làm gì biết cái gì gọi là đồng tình, cái biểu tình đó của hắn thật không đúng chỗ tẹo nào, đó mà là đồng tình sao? Đồng tình không phải là cái cái thái độ từ trên cao nhìn xuống mà đó là khinh bỉ người khác. Lý Bí Thư rất căm giận, nhưng Thủy Trung cũng không dám phát tác. Nghĩ đi nghĩ lại thì chính mình bị hắn khinh bỉ cũng không phải là một hai lần gì cho cam, nhưng mà thằng nhãi danh này dựa vào cái gì? Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, hổ lạc bình dương a, à, xuống đồng bằng, Lý Bí Thư buồn dầu sầu não thở dài. Bất quá sầu nào thì cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà thôi, trên mặt vẫn luôn giữ cái nụ cười hòa ái thân thiết đó, là một cán bộ cấp cao kỳ cựu thì đó như là một tố chất chung mà những người như hắn đều phải có. Trương Dương thấp giọng nói, ở đây không có người ngoài, ta cũng nói thẳng luôn. Được, rất tốt, ta cũng thích đi thẳng vào vấn đề. Lý Bí Thư thực sự chịu không nổi cái kiểu loanh quanh vòng vo mãi như vậy nữa, vốn cùng người khác chơi đùa kiểu mèo vờn chuột đó là sở trường của hắn, nhưng mà hiện tại tình thế như vậy thì hắn lại là chuột để người ta đùa bỡn rồi, nếu như tiếp tục cùng người ta chơi đùa thì chẳng phải là tự làm khổ bản thân mình sao mấy ngày nay ngươi không đủ sức giao hợp được đúng không cái gì lý bí thư thấy nao nao lập tức phản ứng lại câu hỏi của trương dương trương dương cho rằng là hắn nghe không hiểu lập tức sửa lại nội dung lời lẽ dễ hiểu hơn ngươi không thể cương cứng được đúng không lý bí thư nét mặt già nuôn nóng lên thầm mắng chửi trương dương hỗn đản cái loại này thì phải nói huyền truyền một chút chứ Ta là hạng người có thân phận, tiểu tử ngươi một chút mặt mũi cũng không cấp cho ta phải không?" Tỉnh táo suy ngẫm lại, hai ngày nay hắn cũng không có làm cái sự tình ấy nữa, có điều buổi tối ngày hôm đó tại bờ sông Xuân Thủy bị Thượng Mã Phong chuyện đó dù sao cũng lưu lại trong lòng Lý Bí thư một bóng ma. Chuyện hôm đó tuy rằng rất sảng khoái, nhưng Lý Bí thư cũng là một người biết nặng nhẹ, dù sao cũng không thể vì một chút khoái cảm mà mất cả tính mạng được. Trương Dương vẫn thấy hắn đứng mãi đó mà chưa trả lời. Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, có hay không cương cứng được. Bởi vì đã thấu hiểu được ít nhiều rồi nên khuôn mặt của Lý Bí thư trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, thở dài nói, đúng là năm tháng không có buông tha con người, có chút phương diện với mấy người trẻ tuổi thật sự là không bằng được. Nói những điều này, sâu trong nội tâm Lý Bí thư cũng rất xấu hổ, tại phương diện này hắn từ trước tới giờ cũng còn thiếu sót nhiều, không có được như ý muốn. Nghe được Lý Trường Vũ trả lời như vậy, Trương Dương nhìn không được nở nụ cười, đó chính là nói mấy ngày nay ngươi cũng không có làm được chuyện ấy, thậm chí ngay cả nghĩ đến phương diện này ngươi cũng không có nghĩ tới, đúng không? Nghe xong, Lý Trường Vũ cũng ngấm lại, thật đúng là như vậy. Từ cái buổi tối hôm đó đến nay, mình tuyệt nhiên cũng không còn có nghĩ tới cái phương diện này nữa. Mình thế nào lại đột nhiên thanh tâm quả dục như vậy nhỉ? Ngón tay Trương Dương để vào phía bụng dưới cách rốn ba thốn của Lý Trường Vũ, ấn nhẹ một cái vậy mà Lý Trường Vũ liền cảm thấy hạ thân một trận đau nhức khó chịu, hắn hai mắt trợn tròn lộ rõ vẻ mặt khinh ngạc hoảng sợ. Trương Dương mỉm cười nói, ta nói rồi, người hiện giờ trên người có nhiều chỗ kinh mạch bị tắc nghẽn, nếu như điều trị chậm, chỉ sợ ngươi sẽ lại bị hiện tượng trúng gió lại thôi. Ánh mắt hắn liếc xuống phần hạ thể của Lý Trường Vũ thì là trong khoảng thời gian ngắn tất sẽ phát sinh trúng gió, nếu như không đả thông kinh mạch, người sau đó cũng vô pháp sinh hoạt vợ chồng được, Đương nhiên ngươi là lý bí thư chắc hẳn không có chú ý tới chuyện này. Lý Trường Vũ trên trán đã toát ra đầy mồ hôi lạnh, ai nói ta không để ý, ta hiện mới có 44 tuổi, để làm một bí thư huyện cho đến bây giờ có thể dễ dàng lắm hay sao? Ta mới có nửa đời nam nhân, nói mẹ nó cái gì thành thái giám thì thái giám thật sao, thử hỏi như thế người ta cũng không thể chịu được. Trong lòng tràn đầy uất ức, nhưng lý bí thư cũng rất nhanh chấp nhận cái sự thực ấy chỉ có đối mặt với hiện thực mới có thể nghĩ được những phương pháp giải quyết vấn đề triệt để, chứ không vẫn cứ u u mê mê thiếu tính quyết đoán thì hắn cũng đã không có được thành công như ngày hôm nay. Lý Trường Vũ cũng đã lăn lộn trên quan trường hơn 20 năm rồi, khứu giác chính trị hắn cũng rất nhanh nhạy, hắn rất nhanh hiểu được rõ ràng, Trương Dương từ trước tới giờ không phải là lớn tiếng đe dọa mình, có lẽ trong người mình có bệnh thật, mà lại là bệnh rất nặng nữa, đến ngay cả những giáo sư có tiếng của bệnh viện huyện mà cũng không có phát hiện ra được điều gì. Nhưng mình vẫn còn có thể được cứu, mà người có thể cứu chính mình lại là vị thanh niên trẻ tuổi trước mặt này. Nghĩ thông suốt được rồi, ánh mắt Lý Bí thư nhìn Trương Dương cũng thay đổi hoàn toàn, vì sao người trẻ tuổi trước mặt mình mà vẫn thản nhiên như vậy, thì ra người ta đúng là cao nhân, người ta thực sự có tư cách cùng mình nói chuyện. Lý Bí thư hoàn toàn hiểu được mình bây giờ đang ở trong hoàn cảnh bị động, thế nhưng cần phải biết được điểm mấu chốt của vấn đề là người ta muốn cái gì. Như thế nào mới chịu giúp mình chữa bệnh? thế nhưng trực tiếp mở miệng cầu xin người ta lại rất là mất mặt. Tuy chỉ là một cán bộ cấp huyện, thế nhưng cái nghệ thuật ám chỉ cùng thỏa hiệp trong lời nói thì Lý Trường Vũ đã sử dụng đến độ lô hỏa thuần thanh rồi. Hắn chậm rãi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi, tuy rằng trên mặt nước không có một chút lá trà nhỏ nào, cái hành động hết mực nho nhã này của hắn như muốn nói nói, ta đây không có sợ, ta vẫn rất chấn định a. À. Đối với mấy cái tình tiết nhỏ này Trương Dương rất ít khi có chú ý đến, hơn nữa hiện giờ trong mắt hắn, Lý Trường Vũ đã ở trong tay mình rồi, cho dù hắn có biểu hiện như thế nào đi chăng nữa, thì ta đây cũng chẳng cần phải thèm quan tâm làm gì. Cũng giống như quan hệ giữa lãnh đạo với cấp dưới, lãnh đạo thì việc quái gì phải quan tâm tới cảm nhận của cấp dưới. Nhưng mà bây giờ tình thế đã được đảo ngược Trương Dương là lãnh đạo còn Lý Trường Vũ lại là cấp dưới. Ngoài mặt Lý Bí Thư vẫn không có chút hoang mang lo lắng nào, vẫn bình thản như thường, đây cũng như là một loại thói quen mang tính hình thức của một quan chức cấp cao, đó cũng là một cách tự điều chỉnh tâm lý, thời gian Lý Bí Thư tự điều chỉnh tâm tình mình cũng không lâu lắm, chậm rãi nói Trương Dương, người năm nay tốt nghiệp phải không? Làm người lãnh đạo, thì dẫn dắt vấn đề là một trong những thủ đoạn chính trị cơ bản nhất, Lý Bí Thư đối với những việc như thế này tự nhiên là quen biết khá nhiều, vậy nên hành động, lời nói cũng uyển chuyển hơn bình thường. Nếu Trương Dương không muốn chủ động đưa ra điều kiện, như vậy thì lý bí thư đây cũng đành phải ra tay dẫn dắt chỉ đạo hắn đôi chút rồi vì đối với một người thực tập sinh mà nói thì cái quan trọng nhất là gì đương nhiên là vấn đề phân phối công tác nhân sự lý trường vô tuy chỉ là một bí thư huyện ủy thế nhưng tại phạm vi cái huyện xuân dương này thì lời hắn nói cũng có một chút trọng lượng tốt nghiệp vệ giáo bằng cấp chính xác là thấp một tí cho dù sinh viên tốt nghiệp ra trường mà vào bệnh viện huyện thì cũng chỉ là một chân chạy việc trong đó mà thôi nhưng mà nếu muốn vào đó thì cũng phải có một số phương pháp nhất định, thế nhưng chỉ cần Bí thư huyện ủy như hắn mở lời thì bất kỳ phòng ban nào trong bệnh viện huyện cũng đều cho hắn được một vị trí lại còn có được những đãi ngộ hơn người nữa chứ. Điều đó cũng như cấp cho hắn một cái chén vàng to bự, so với trực tiếp trả thù lao thì còn muốn hấp dẫn hơn rất nhiều lần. Trương Dương đương nhiên biết Lý Trường Vũ có cái chủ ý gì, nhưng mà đối với hắn thì cái việc phân phối công tác nhân sự thì là cái khái niệm trời ơi đất hỡi nào, nào hắn có biết gì đâu với lại việc làm đối với vị thần y vừa mới đi tới những năm 90 như hắn thì cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Ngoài bệnh viện huyện, hắn hoàn toàn không biết cái vệ giáo là cái gì nữa cơ, nhưng mà Trương Dương vẫn tin tưởng từ lúc đến cái thời đại này, được gặp một số quan chức cao cấp, hắn đối với làm quan cũng phi thường có hứng thú, vậy nên mục đích hôm nay gặp Lý Trường Vũ cũng chính là điều này. Ta muốn làm quan, Trương Dương không cần suy nghĩ nhiều, nói thẳng luôn ra. Lý Trường Vũ ngẩn người, sau một lúc trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhẹ, hắn nguyên vốn tưởng rằng Trương Dương còn có công phu sư tử ngoạc, đưa ra một cái yêu cầu gây khó dễ cho mình, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại đưa ra cái yêu cầu này. Lý Bí Thư rút cuộc cũng buông được tảng đá đè nặng trong lòng, chỉ cần đối phương có điều kiện, thì chính mình vẫn còn có thể trao đổi điều kiện với hắn được. Thế nhưng một thực tập sinh vệ giáo muốn làm quan, quả thật là có chút rắc dối đây, huống chi hắn vẫn còn chưa có tốt nghiệp vệ giáo nữa, ngẫm lại chính mình cũng không có cái năng lực làm hắn một bước lên trời như thế được. Lý Trường Vũ trầm tư suy nghĩ cặn kẽ một chút, sau đó nhỏ giọng trả lời, "Chờ người năm nay tốt nghiệp xong vệ giáo, ta sẽ bố trí." "Ta đợi chờ là một vấn đề, thế nhưng bệnh tình của Lý Bí thư thì lại không thể chờ được một thời gian dài như vậy a." À. Lý Trường Vũ nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Trương Dương, hắn đã có chút phẫn nộ, không kìm chế được mình nữa, đó chẳng phải là uy hiếp mình sao, uy hiếp Trần Trụi tiểu tử này đầu óc có phải có vấn đề rồi hay không Ngươi chỉ là một người gã thực tập sinh vệ giáo đã vậy lại còn chưa ra trường nữa ta cũng không có thể dựng ngươi được lý trường vũ đương nhiên hiểu rõ yêu cầu của hắn cũng thuộc trong phạm vi của mình thế nhưng khẳng định là không phải chỉ muốn làm một cái cán bộ đơn giản như vậy nếu như là ngày xưa có người dám trước mặt hắn yêu cầu đặt điều kiện muốn làm quan như vậy thì hắn không có chần chừ mà tặng đối phương một cái tát rồi thế nhưng hiện tại với cái gã trẻ tuổi trước mặt này, thì hắn không thể làm như thế được, đành phải nén cơn tức giận trong lòng lại, lại nở cái nụ cười hòa ái, thân thiện thường ngày của hắn, Trương Dương à, người muốn giữ chức vụ gì? Lý Trường Vũ bị người ta bắt được khuyết điểm, hôm nay chỉ đành không người mà nhượng bộ thỏa hiệp. Trương Dương gãi gãi đầu, hắn tuy rằng quyết định phải làm quan, thế nhưng đúng thật là hắn chưa từng nghĩ ra sẽ làm quan gì. Huyện Thái Gia đúng là rất huy phong, có hay không Lý Trường Vũ cũng là huyện Thái Gia nhỉ? Hắn cũng không thể đem tất cả tặng cho mình được, hơn nữa, nếu hắn có cam tâm tình nguyện thì cũng còn phải lo lắng cảm nhận của những người khác nữa chứ. Nghĩ tới nghĩ lui chính mình cũng không biết muốn làm quan gì nữa, bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ tới cái vị chu phó viện trưởng bệnh viện huyện kia, cũng rất là uy phong lắm, trong lòng nhất thời có chủ ý, không bằng như vậy đi, ngươi để ta làm viện trưởng bệnh viện nhân dân huyện đi. Lý Trường Vũ thiếu chút nữa mà nhào ra khỏi ghế sofa xông tới cho thằng nhãi con kia một trận hắn rốt cuộc cũng được thưởng thức cái công phu sư tử ngoạm kia rồi, xem ra thằng nhãi này bị bệnh ấm đầu không phải là nhẹ rồi. Lý trường vũ ta cũng chỉ là một bí thư huyện mà thôi, còn cái ghế viện chuyển bệnh viện nhân dân huyện kia là chỗ nào, ta muốn là có thể cho ngươi ngồi vào đó được luôn hay sao? Ngươi, cái con mẹ nó, đã quá coi trọng ta rồi đó. Trương Dương phát hiện được vẻ mặt thay đổi khác thường của Lý Trường Vũ, hắn cũng ý thức được chuyện này cũng hơi làm khó hắn, với lại hắn, Trương Đại Thần Y cũng không phải là người không giảng đạo lý bao giờ, những điều to tát quá thì có muốn cũng không được, nhất định chỉ có thể ở trong phạm vi quyền lực của người ta thôi. Trương Dương nghĩ một hồi đành nhượng bộ một chút, người nếu như có chút khó xử, hay là trước tiên cứ cấp cho ta cái chức bí thư làm cũng được. Lý Trường Vũ lúc này thực sự là tức giận rồi, hắn đã làm chính trị hơn 20 năm, gặp qua không ít loại người rồi, thế nhưng một kẻ vô sỉ, đại vô sỉ như Trương Dương này thì đúng là hắn mới thấy lần đầu âm thầm suy tư, tiểu tử này nếu không phải là suy nghĩ bất bình thường, thì có hay không cố ý muốn ngoạm ta. Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn cứ giữ nụ cười, chỉ là hiện tại nụ cười đó đã méo sạch đi, khuôn mặt cũng nhăn nhó lại, Trương Dương à, người có là đảng viên không? Trương Dương lắc đầu, nếu như là đảng viên thì cũng con mẹ nó không thể làm cái chức bí thư này ngay được. Lý Trường Vũ bao nhiêu oán giận thì cũng chỉ dám để trong lòng, hắn kiên trì giải thích, cái nghề làm quan, cũng không có đơn giản như người nghĩ đâu, muốn tiến thêm một bước thì đều phải nỗ lực hết mình, cũng còn phải kèm theo một cái giá rất đắt đó. Lúc Lý Trường Vũ nói những lời này, trong lòng hắn cũng không khỏi thấy chua sót, lần này có lẽ hắn sẽ phải trả một cái giá khá đắt, cũng không biết vì sao, hắn mờ mờ ảo ảo thấy được đây như mới chỉ là bắt đầu thôi, phía sau không biết còn bao nhiêu phiền não chờ hắn nữa. Quan trường có quy củ của quan trường, không có khả năng một bước lên trời, nếu cộng thêm cả ta tận lực giúp đỡ ngươi, thì ngươi cũng cần phải tích góp từng tí một công lao thì mới được chứ. Lý Trường Vũ biểu tình thập phần chăm chú giải thích, giờ phút này hắn cũng không thể dối trá được. Đúng lúc này thì có tiếng tô lão dưới nhà gọi bọn hắn xuống ăn cơm. Lý Trường Vũ bất đắc dĩ cười cười lấy lệ. Trương Dương cũng mỉm cười, chuyện này cứ để sau đi, chúng ta xuống ăn cơm trước. Trương Dương cũng có thể cảm thụ được sự nhiệt tình của tô lão trong bữa cơm, tô lão đã làm riêng cho hắn một đĩa rau, đối đãi như vậy thật sự là đã coi hắn như người trong nhà rồi. Lý Trường Vũ vẫn thấp thỏm bất an, thế nhưng thấy biểu hiện nho nhã lễ độ của Trương Dương, cũng không thấy hắn trong bữa cơm có nói cái gì khác cả, dần dần cũng yên tâm hơn được phần nào, Lý Trường Vũ luôn cho rằng đạo lý làm người cũng có cao thấp. Biểu hiện ngày hôm nay của Trương Dương làm hắn thấy cảnh giác, tức giận, bất an, cũng có lúc lại làm hắn thấy vui mừng. Cái khác tạm thời không nói, chỉ cần cái công phu diễn trò của hắn ngày hôm nay cũng có thể nhìn ra được tiềm chất làm quan của hắn tay nghề của tô lão thực sự là rất khá thế nhưng lý triều vũ bản thân vẫn còn canh cánh lo lắng một mặt lại đề phòng vạn nhất trương dương lộ ra điều gì nên ăn cũng không thấy ngon trương dương thì thản nhiên ăn hai bát cơm cùng với đĩa rau trên bàn chén sạch tô lão ngày thường rất ít khi được gặp người khác lắm nếu như thỉnh thoảng lý trường vũ có mời người đến ăn cơm thì biểu hiện vẫn hết sức ngại ngùng không dám nói năng hay ăn uống gì cả, toàn khép nép sợ sệt, chứ không như Trương Dương này, ăn uống rất tự nhiên, lại ăn rất nhiều, rất nhanh nữa chứ, điều đó chẳng phải chứng minh được tay nghề của Tô lão hay sao? Tô lão thấy thật vui mừng a. À. Trương Dương sau khi ăn xong, nhận lấy khăn của Lý Trường Vũ đưa lau miệng, thật lòng khen, đại nương, ta đã lâu rồi không có ăn được ngon như vậy, thật cảm ơn. Thích ăn thì thường xuyên đến đây làm khách đi, ta thường ngày cũng nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm cả. Trương Dương còn chưa có trả lời, Lý Trường Vũ đã tiếp lời trước, chị dâu, Trương Dương bình thường việc học tập ở trường còn rất bận, làm gì còn nhiều thời gian như vậy. Trương Dương âm thầm cười nhạt, cái gã Lý Bí Thư này rõ ràng vẫn còn rất đề phòng mình. Tô Lão cũng không cam tâm tình nguyện mất đi một người biết thưởng thức đồ ăn như vậy, làm việc thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Học tập thì cũng phải ăn cơm chứ. Sau này, cứ đến cuối tuần, để Lưu Hải Đào đến đón người đi, đến chỗ Tô Đại Nương ăn cơm, người lớn như vậy mà trông gầy quá, chẳng khác nào còn mỗi xương không. Lý Trường Vũ cũng chỉ còn biết cười khổ, chị dâu thật sự là không có biết, căn bản tiểu tử này với hắn là khắc tinh. Trương Dương cũng không phải là người biết khách khí thật tốt. Sau này ta sẽ thường tới chỗ đại nương ăn cơm, chỉ sợ người chê ta phiền phức thôi. Đại nương vui vẻ còn không kịp nữa là, thế nào lại phiền phức được. Trường Vũ, một chút nữa ăn xong người cấp cho Trương Dương cái giấy thông hành, để những lúc hắn đến đây cũng không có bị người ta hỏi nữa. Lý Trường Vũ trợn mắt há mồm ngây ngốc, ta con mẹ nó như vậy có phải là bị coi thường rồi hay không? Hôm nay nghĩ như thế nào, chỉ có mời một thằng nhãi đến nhà mà lại có lắm chuyện phiền phức đến như vậy nhỉ? Thằng nhãi này tám chín phần là có ý định muốn biến nơi này thành căn cứ cách mạng rồi. Đúng là thỉnh thần dễ, tiễn thần khó a. À. Tô lão thấy biểu tình Lý Trường Vũ như vậy, còn tưởng hắn không vui, trừng mắt liếc hắn mấy cái. Tô lão biết cái thằng em này ngày thường vẫn thủy chung vẫn luôn giữ cái điệu bộ kiểu cách nhà quan như vậy, ít khi thấy hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, bạn học con gái đến nhà ăn cơm mấy bữa thì đã tính là cái gì mà lại có cái biểu tình như vậy. Đang muốn mắng hắn mấy câu cho đỡ bực tức, thế nhưng bỗng nhiên lại nhíu nhíu máy, tay chân loạn quảng, suýt tí nữa thì té ngã, may mà Trương Dương nhanh tay đỡ lấy, đại nương, người làm sao vậy? Trương Bảy, cô em gái từ trên trời rơi xuống. Lý Trường Vũ cuống cuồng chạy tới, cùng trương dương hai người đỡ tô lão ngồi xuống ghế sofa tô lão cười khổ đau nửa đầu ấy mà bệnh cũ rồi một lúc là sẽ đỡ thôi nói tuy dễ dàng như vậy thế nhưng sắc mặt của tô lão lại càng lúc càng xấu tự hồ như cơn đau càng ngày càng nặng thêm lâu nay mỗi lần bệnh phát tác thì đều duy trì liên tục cả nửa ngày vì thế lý trường vũ cũng đã mất không ít công sức mời các chuyên gia về chữa bệnh cho tô lão đáng tiếc bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt hơn hơn thế nữa mỗi năm bệnh tình lại phát tác càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng nặng hơn. Lý Trường Vũ thở dài nói, em đi lấy thuốc cho chị. Tính tình tô lão cũng rất quật cường, chịu đau lắc đầu nói, ta không uống cái thứ thuốc bỏ đi đó, gọi điện thoại cho bác sĩ từ, bảo cô ấy đến châm cho ta mấy mũi là được rồi. Lý Trường Vũ hiển nhiên đối với vị từ bác sĩ kia không có mấy tin tưởng lắm, chị dâu, cô ta cũng đã chữa cho chị 5 lần rồi còn gì, vậy mà bệnh tình cũng có thuyên giảm đâu ta xem ra cô ta cũng chỉ là bọn lang băm giang hồ bịp bợp mà thôi, một điểm bản lĩnh thật sự cũng không có. Lúc nói ra những lời này, Lý Trường Vũ cũng không tự chủ được mà liếc mắt qua nhìn Trương Dương một chút. Nhưng đáp lại ánh mắt đó, Trương Dương lại chỉ cười nhạt không nói làm cho Lý Trường Vũ không khỏi thấy ớn lạnh, có cảm giác bất an. Thằng nhãi này sẽ không nghĩ lầm là ta đang nói hắn đấy chứ. Trương Dương chỉ cười cười hỏi, Lý, Lý Thúc, trong nhà có châm phải không? Ban đầu, theo bản năng hắn vốn định gọi thẳng tên Lý Trường Vũ, thế nhưng trước mặt vị Tô lão này, biểu hiện hơi quá phận đó của hắn coi bộ không có được hay cho lắm. Thôi thì chịu thiệt thòi một lần vậy, cũng coi như là cấp cho hắn chút mặt mũi đi. Lý Trường Vũ cũng ngây người, hắn cũng không có ngờ Trương Dương lại gọi hắn là Lý Thúc, nói thật, hắn cũng không ngờ lại có thể chiếm được cái tiện nghi lớn như thế này từ cái thằng nhãi con kia, nếu như là lúc nãy, hắn chịu gọi mình một tiếng Lý Thúc thì có mất bao nhiêu tiền hắn cũng chịu. Nhưng rồi Lý Trường Vũ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ xem xem nhà có châm hay không. Có, có, Lý Trường Vũ gật đầu, lần trước bác sĩ từ châm cứu cho Tô lão xong, nhân tiện để luôn một bộ châm ở đây để những lần sau còn tới châm cứu cho Tô lão, dù sao cơ hội để quen biết được với vị lý bí thư này cũng không có nhiều lắm, nên cô ta cố ý lưu lại một bộ châm cũng là có ý đồ còn muốn quay lại nhiều lần nữa. Lý Trường Vũ đi ra lấy hộp đựng châm. Trương Dương từ trong hộp lấy ra một cây ngân châm, hơ hơ trên ngọn lửa cồn một lúc. Tuy Tô lão tính tình quật cường, vẫn cố chịu đau từ nãy tới giờ, nhưng bây giờ cũng không chịu được nữa phải rên lên mấy tiếng, sắc mặt từ trắng bệch chuyển qua vàng. Lý Trường Vũ thấy vậy không khỏi sợ hãi, cuống quyết chạy đến chỗ điện thoại, bệnh tình của Tô lão để lâu sợ rằng sẽ chuyên biến xấu hơn nữa, hắn cũng chỉ có còn một người chị dâu này nữa thôi. "Lý Thúc!" tiếng gọi của Trương Dương đằng sau vang lên khiến Lý Trường Vũ phải dừng quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt Trương Dương lại rất ung dung thoải mái, hoàn toàn không coi bệnh tình của Tô Lão hiện giờ để vào trong mắt, chỉ thản nhiên nói giúp ta đỡ lấy đại nương. Lý Trường Vũ cắn cắn môi dưới do dự, chậm rãi đi lại đó, dù sao bệnh đau nửa đầu cũng không có làm chết người, hắn cũng đã bớt lo lắng hơn rất nhiều. Trương Dương lúc nãy đã âm thầm bắt mạch cho Tô Lão, biết được Tô Lão bị đau nửa đầu là do, can thận âm hư, Hắn liền hạ châm vào huyệt ngoại quan nằm ở giữa hai chỉ tay trên mu bàn tay trái Tô lão. Hắn chỉ châm một châm cũng là có ý đồ muốn khoe khoang tài năng của mình trước mặt Lý Trường Vũ, tuy rằng chỉ là một châm đơn giản như vậy, nhưng hắn là thông qua châm này truyền khí vào người Tô lão, tuy rằng chỉ một châm mà có thể khỏi bệnh cũng là hơi quá, nhưng mà cũng đủ để giảm bớt đau đớn cho Tô lão. Một châm vừa hạ xuống, nhất thời cơn đau nửa đầu của Tô lão bỗng chốc biến đâu mất ánh mắt tô lão có chút kinh ngạc pha lẫn cảm kích nhìn Trương Dương, a à, thực sự là thần kỳ, thế nào mà một chút đau cũng không còn thấy nữa vậy. Lý Trường Vũ Dương mắt đờ đẫn chết lặng người, nếu như điều này không phải là tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết hắn, hắn cũng nhất quyết không tin, hắn tuyệt đối không thể tin được chỉ một châm mà thần kỳ đến vậy. Nếu như lúc ở trên phòng làm việc, Trương Dương chỉ cho hắn thấy hắn trong người đang mang bênh, thì hắn vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng hiện tại, Hắn đã dùng hành động chứng thực được tất cả, người ta đúng là cao nhân a. À. Ngay sau đó hắn liền nhớ tới thân thể của mình, suy xét lại lời của Trương Dương thì đúng thật là trong người mình có bệnh thật, hắn không có lừa mình. Ánh mắt Tô lão nhìn Trương Dương cũng có biến đổi, vừa rồi ánh mắt Tô lão dành cho hắn chỉ là yêu mến một người bạn học của cháu mình, với cả vui vẻ vì gặp được một người biết thưởng thức thức ăn do mình nấu. Còn bây giờ ánh mắt đó lại thêm vài phần cảm kích cùng sùng bái. Lý Trường Vũ từ nhỏ đã sống cùng người chị dâu này, đối với chị dâu hắn cực kỳ hiểu rõ, ngay đến chính cả bản thân mình hay người nào khác trong gia đình cũng đều không có được chị dâu yêu mến như vậy. Trong lòng thầm than một tiếng, xem ra cái giấy thông hành kia chắc chắn phải làm rồi. Trương Dương kê cho tô lão một đơn thuốc, rồi dặn Lý Trường Vũ cách dùng, còn nói sau 7 ngày châm cứu thêm một lần nữa là bệnh đau nửa đầu của tô lão có thể tiệt trừ tật gốc. Tô lão mặt mày dạng dỡ vui mừng, bất quá trong lòng vẫn cứ bán tín bán nghi, còn Lý Trường Vũ, kết hợp với những điều Trương Dương thể hiện trước đó thì hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Trương Dương, đích thị là cao nhân. Lúc Trương Dương rời đi, Lý Trường Vũ đã ra tận cửa tiến, ân, Trương Dương, chuyện của người ta sẽ mau chóng sắp xếp. Trương Dương lộ ra nụ cười đầy thâm ý, không vội. Lý Trường Vũ trong lòng lại thầm chửi, người con mẹ nó không vội, ta khinh. Người không vội, nhưng ta vội ta sao có thể cả đời không thể làm cái chuyện của nam nhân ấy được. Tuy thống hận, thầm chửi trong lòng, nhưng trên mặt Lý Trường Vũ vẫn là nụ cười hòa ái đó, nhưng lại có chút nhăn nhó khó coi, cái kia cuối tuần lại đến ăn cơm đi, mẹ nó chứ, từ trước tới giờ có bao giờ nguyên bí thư huyện ủy như mình đây phải khúm núm nịnh bợ người ta như vậy đâu. Đến lúc đó hắn hay đi, công việc đang bận, e rằng không có nhiều thời gian. Chiếm được chút tiện nghi của người khác, là Trương Dương lại bộc lộ cái tính cao cao tại thượng của mình ngay lập tức. Nghe thấy cái thằng nhãi con này lại được thể làm cao, Lý Bí Thư sắp uất ức đến mức không thể chịu được nữa rồi, nhưng vì tương lai sau này của mình, vẫn đành phải nén hết lại trong lòng không dám có một tia bất mãn nào ra mặt, chỉ cười, cười cười cầm tay Trương Dương, người nhất định phải tới đó, không thì Tô Đại Nương sẽ nhớ người lắm đó. Vậy được rồi, Trương Dương làm ra vẻ mặt như cố gắng ngượng lắm, nhưng thật ra trong bụng đã mở cờ hoan hỉ từ lâu rồi. Lúc Trương Dương rời đi, Lý Trường Vũ đem số điện thoại của tài xế Tiểu Lưu cho Trương Dương, tưởng như là vì muốn được sớm gặp lại nên hắn mới làm như vậy. Nhưng thật ra hắn lại là một người lòng dạ hẹp hòi, số điện thoại của chính mình thì không có đưa cho Trương Dương, đây là sợ Trương Dương không có việc gì lại quấy rầy hắn. Hiện tại tâm tình hắn cũng rất mâu thuẫn, hiện giờ hắn với tiểu tử này không có khả năng chặt đứt quan hệ được, thế nhưng lại càng không thể có cái loại quan hệ thân thiết vĩnh viễn, dù sao hắn cũng biết quá nhiều bí mật Tỷ như một quả bom nổ chậm vậy, không biết khi nào thì mất kiểm soát rồi phát nổ lung tung. Lúc Trương Dương trở lại ký túc xá thì cũng đã là 3 giờ chiều rồi, thấy đứng chắn trước cửa phòng 103 là một tiểu cô nương cao gầy, bởi vì nàng ta đứng chắn trước của phòng, nên Trương Dương không nhịn được phải nhìn ngó nàng ta một chút. Tiểu cô nương này mặc một chiếc áo jacket màu lam, tuy rằng nhìn có vẻ mới, nhưng mà hình như lại hơi rộng thùng thình, nàng ta nhìn thấy Trương Dương, đôi mắt nâu to tròn không khỏi mở lớn thêm, như đang nhìn một thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi, nhìn từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên tới đầu. Trương Dương trong lòng lại có chút bất an, đang định hỏi nàng ta, thì nàng ta lại như vừa vui vừa sợ kêu lên một tiếng tiểu ca. Trương Dương không khỏi dùng mình một cái, cảm giác không sai chút nào, thế nào lại có một người em gái ở đâu ra thế này. Đó chính xác là đứa em gái triệu tính của Trương Dương, nhưng mà nàng ta với Trương Dương lại không có quan hệ huyết thống gì cả, nàng ta là đứa con gái duy nhất của mẹ Trương Dương là từ lập hoa cùng bố dượng triệu thiết sinh, năm nay 17 tuổi, hiện đang là học sinh cấp 3, thành tích tuy rằng chỉ là trung bình, nhưng mà lại là người có hy vọng vào đại học cao nhất của triệu gia. Trương Dương đối với gia đình hiện tại của mình hầu hết đều thông qua cuốn nhật ký của bản thân mình trước kia, hắn cũng biết đứa em gái này là người duy nhất đối tốt với bản thân mình, còn hai người anh của nàng ta là Triệu Lập Quân và anh hai Triệu Lập Võ thì những dòng chữ trong quyền nhật ký của hắn nói về hai người này lại toát ra toàn là oán hận, vì vậy Trương Dương hiển nhiên cũng không có chút ấn tượng tốt đẹp nào về bọn họ cả. Triệu Tĩnh kêu một tiếng tiểu ca, nhưng lại thấy Trương Dương không có chút phản ứng gì cả, còn tưởng rằng mình nhận sai người nữa chứ, cũng bởi vì hiện tại Trương Dương giờ ăn mặc khá mốt, trên thì mặc áo khoác da báo màu nâu, dưới thì quần jean với giày thể thao, chẳng qua đó đều là hàng hiệu đắt tiền, tất cả cũng phải đến mấy ngàn tệ chứ không ít, mà nàng ta lại biết được sinh hoạt phí của Trương Dương mỗi tháng chỉ vỏn vẹn có 20 tệ, so với chính mình còn ít hơn một nửa, thế nào mà lại có thể mua được những đồ đắt tiền như vậy. Vì vậy triệu tính cũng ngờ ngợ không dám chắc người trước mặt mình có phải tiểu ca hay không nữa. Từ ánh mắt có phần mê mẩn của triệu tính, Trương Dương liền đoán phải chăng mình có chỗ nào sơ hở bị tiểu nha đầu này phát hiện chân tướng, đành ha ha cười to một tiếng, tiểu tĩnh a à, em tới ký túc xá từ lúc nào vậy? hắn vừa nói vừa móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Triệu tính bị một tiếng gọi, tiểu tính, đó của Trương Dương kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, bình thường tiểu ca cũng gọi mình như vậy, chỉ tại bộ dạng của tiểu ca lúc này có hơi khang khác chút ít mà thôi, nhưng nhìn kỹ lại thì quả không sai, chính là vị tiểu ca của mình. Khi đã thực sự nhận ra được đúng là vị tiểu ca của mình, nàng ta phấn khích hét lên một tiếng vào tới trước gắt gao ôm chặt cánh tay của Trương Dương. Trương Dương cũng bị phản ứng mạnh mẽ của cô em gái này đâm ra có chút hoảng sợ, ta nói tiểu nha đầu ngươi, chớ có làm như vậy nữa, muốn hù dọa chết vị ca ca này phải không? Triệu tính nhẹ nhàng vuốt ve cái áo khoác ra báo màu nâu đắt tiền của Trương Dương, đôi mắt to tràn đầy hưng phấn cùng hâm mộ ước ao ca, ca. Quần áo này là mượn của ai vậy? Trương Dương vừa nghe xong thì choáng váng đầu óc, ta đường đường là một vị đại thần y công danh hiển hách mà phải đi mượn quần áo của người khác hay sao? ta tự mình mua không được sao? Thế nhưng hắn rất nhanh ngẫm lại một chút, quả thật mình trước kia thì không có khả năng mua được mấy thứ này thật, nhưng mà nha đầu kia không nói mình đi trộm mà là mượn, xem ra cũng còn có chút tình nghĩa đây. Trương Dương nở nụ cười hắc hắc một tiếng, tiểu nha đầu ngươi cũng có chút bản lĩnh đó, liếc mắt một cái là nhận ra ngay được quần áo này không phải là của ta. Đó là may mà ta biết ca ca cũng là một người thật thà. Chứ không nếu là người khác thì nhất định là nghĩ ca ca đi ăn trộm rồi Trương Dương khóc không ra nước mắt Nói đi nói lại cả buổi Vẫn cứ nghi ngờ mình đi trộm đồ sao Vào trong nhà Ánh mắt chiếu tính rơi vào chiếc xe đạp địa hình Có bộ phận chuyển tốc ở góc phòng Wow Xe thể thao Thật là đẹp a, à. Có thể đổi được 18 tốc độ lận nữa Thật sự là rất tuyệt Hai tròng mắt của cô em gái nhỏ này thiếu chút nữa đã lòi hẳn ra rồi Là của bạn cùng học mua có kinh nghiệm vừa rồi, Trương Dương cũng không có nhận là của mình mà lại đổ hết cho cái người, bạn cùng học kia. Biết là của bạn cùng học rồi, anh mà cũng đòi mua được sao? Triệu tính cầm tay lái, nghịch nghịch bộ phận đổi tốc độ của xe thật tốt. Tiểu ca, anh nói xem, khi nào thì chúng ta có thể mua được một chiếc như vậy? Nếu ngươi đã thích, cứ lấy đi thử một chút cũng được, dù sao cũng không có ai thấy. Triệu tính hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương, tiểu ca anh thật là mất mặt quá đi. chúng ta tuy rằng không có tiền nhưng mà những chuyện đáng xấu hổ như vậy thì nhất định không được làm. trương dương cũng phát giác mình giờ đây đối với đứa em gái này cũng có chút hảo cảm tiểu tính. tìm anh có việc gì vậy? triệu tính tiếc núi bỏ tay ra khỏi tay xe đạp, có chút bất mãn nhìn trương dương. anh làm như vậy mà coi được à? đã nói là hôm nay về thăm nhà, cơm trưa mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy, cứ mong ngóng anh về mãi. vậy mà đến bây giờ cũng chưa có thấy mặt mũi đâu cả thực sự làm cha tức giận lắm đó. Trương Dương bây giờ đã hiểu mục đích cô em gái đến đây hôm nay. Ngẫm lại thật sự là đau đầu, thế nhưng cứ tránh né mãi cũng không phải là biện pháp lâu dài. Nếu thân phận bây giờ là con, thì nhất định phải diễn cho thật tốt cái vai con này mới được. Triệu tĩnh đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ôm cánh tay hắn làm núng, anh trai tốt, đi thôi, anh đều là hai tuần về thăm nhà một lần, mẹ cũng thường lén chúng ta khóc mấy lần đó, anh không có cảm tình với người khác, thì cũng phải thương mẹ chứ. Đó là coi như anh vẫn còn có chút lương tâm, đi thôi." Triệu Tĩnh lôi kéo Trương Dương đứng dậy. Triệu Tĩnh đến đây là bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũng còn mới đến 8 phần của mình, mở khóa xe ra, đem xe đẩy đến trước mặt Trương Dương, "Tiểu ca, anh lai like em nhé." Anh trai lai like em gái đi thì cũng là chuyện bình thường, Triệu Tĩnh cũng vô tâm, không để ý gì cả cứ nói luôn như vậy, thế nhưng vô hình chung lại là bắt chẹt làm khó Trương Dương bởi vì trương dương cũng chỉ là vừa mới học được cách đi xe đạp đi một mình mà cũng còn không vững tuy không còn bị ngã như trước nữa thế nhưng vẫn cứ rung lắc đi xiên vẹo liên tục vậy thì làm gì có khả năng mà lai like người được nữa chứ hay là em lai like anh nha anh hôm trước bị ngã bây giờ vẫn còn đau trương dương vẻ mặt nhăn nhó thống khổ nói triệu tính vẫn chỉ là một tiểu nha đầu đơn thuần đâu có nghĩ đến là tiểu ca sẽ lừa mình đâu chỉ gật đầu hướng về phía khu nhà ở tập thể của công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp Lai Trương Dương về nhà. Khu nhà ở tập thể của công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp cách bệnh viện nhân dân huyện cũng không có xa lắm, Trương Dương là con trai, so với triệu tĩnh vóc người nhỏ bé mảnh mai thì lớn hơn không ít, lại còn ngồi đằng sau để triệu tĩnh lai, vì vậy dọc đường cũng bị không ít người thấy cảnh này chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận một hồi. Bị người ta nói xấu đúng là không mấy dễ chịu gì cả, Trương Dương thầm hạ quyết tâm, cuối tuần này, dù bất luận thế nào đi trang nữa thì cũng phải học xong cái môn đi xe đạp này mới được đi vào đến khu nhà ở của công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp trên đường cũng gặp không ít người quen đương nhiên trương dương cũng không có nhận ra được ai cả mọi người thấy hắn trở về cũng nhiệt tình bắt chuyện chào hỏi tiểu tam đã trở về rồi đấy à gần đây ngươi đi đâu vậy lâu rồi cũng không có gặp ngươi tiểu tam đó à còn tưởng là ngươi đã ra nước ngoài rồi nữa chứ Trương Dương vẫn duy trì bộ dạng tươi cười vui vẻ vì được về nhà trên mặt, nhưng hắn lại thầm kêu khổ, nhiều người quen như vậy chẳng biết ai vào với ai nữa cả. Một người hắn cũng không có nhận ra được, có điều hắn nhận thấy được hắn tại đây cũng có chút tiếng tăm, mọi người ai cũng biết mặt hắn hết. Ký túc xá xưởng cơ khí nông nghiệp chỉ có hai tầng lầu, đó là nơi để cho các cán bộ trung tầng của nhà máy ở lại. Cha dượng của Trương Dương là Triệu Thiết Sinh là một tiểu tổ trưởng của phân xương gia cụ, cho nên gần 50 tuổi còn không có được căn phòng trên lầu. Một nhà ba người trú tại một căn nhà trệt ở phía nam, trước cửa có một cái sân nhỏ hơn 30 mét vuông, dựa vào vách tường phía đông là nửa gian nhà bếp do mình xây nên, trong cái sân nhỏ có một khoảng đất dùng để trồng rau, bên trong trồng một ít hành lá và tỏi non. Lúc Trương Dương đi vào sân, trong nhà chỉ có một người phụ nữ trung tuổi, đang cắm cúi giật quần áo ở trong một cái chậu gỗ to, ánh nắng vàng buổi chiều tà như vờn xung quanh cái thân hình gầy gầy nhỏ bé đó, nàng ta từng chút từng chút một trà sát quần áo, gân xanh cổ tay nàng cũng theo đó mà nhô lên một chút, tuy rằng mới chỉ 40 tuổi, nhưng tóc trên đầu đã ngả sang màu hoa dâm, vài sợi tóc dài tuột khỏi kẹp tóc rơi xuống chán nàng, một lúc sau nàng giơ tay trái lên, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên chán. Lúc đó mới phát giác có người đã đứng trong sân tự lúc nào. Từ lập hoa nhìn thấy đứa con trai của mình mà vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi nào, qua một lúc lâu mới giật mình, ánh mắt nhìn đứa con trai mình đầy vẻ dịu dàng yêu thương. Trương Dương nhìn chính mẹ của mình, nhìn nàng ta dung nhan tiều tụy, nội tâm không khỏi nổi lên nỗi chua xót khổ sở. Trước khi tới đây hắn cũng đã nghĩ qua nên đối phó với ba mẹ ra sao, nhưng giờ phút này hắn lại không có chút do dự nào, thấp giọng gọi một tiếng tự đáy lòng, mẹ. Lúc gọi một tiếng này, trong lòng hắn lâu lắm rồi mới có được cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc như vậy, bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ không phủ nhận người phụ nữ trước mặt mình bây giờ là mẹ cả. Từ lập hoa nhìn con trai mình một chút, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục công việc giặt quần áo của mình, A Tam, vào trong nhà xem tivi trước đi, chờ mẹ giặt nốt chỗ quần áo này rồi vào làm cơm cho. Dạ, Trương Dương theo sau triệu tính vào giữa căn nhà trệt, bên trong chiếc tivi 14 tấc đang chiếu lại vở kịch truyền hình khát vọng. Những năm 90 thì tivi màn hình huỳnh quang thường chỉ chiếu những vở bi kịch về tình yêu đau khổ, một người đàn ông trung niên vóc người cũng trung bình đang ngồi ở ghế sofa trước màn hình tv vì tv nằm ở gần cửa ra vào nên lúc trương dương bước vào người đàn ông trung niên này cũng đã nhìn thấy hắn cũng không có cử chỉ gì khác vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế xem tv tay phải cầm một chiếc cốc uống trà loại to mặt trên chiếc cốc có hàng chữ của nhà máy cơ khí nông nghiệp cuộc thi đua tay nghề lần thứ năm người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế đó là cha dượng trương dương tên triệu thiết sinh Triệu thiết sinh dơ cốc trà lên uống một ngụm lớn, sau đó lại ngáp một cái rõ to rồi nhíu nhíu mày nhìn Trương Dương, dơ cốc trà về hướng hắn ý muốn kêu hắn đi lấy thêm trà cho hắn. Trương Dương vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ không có chút phản ứng gì, triệu tính cuống quyết chạy tới cầm cốc trà đi lấy thêm, nàng cũng không nghĩ tới sẽ đụng mặt cha giờ này, vội vàng chạy đi lấy thêm trà. Lần thứ hai triệu thiết sinh cũng hướng đến Trương Dương dơ cốc trà lên, ý lại kêu hắn đi lấy trà nữa, lần này triệu tính cũng không có dám qua lấy cốc trà nữa. Trương Dương nhìn có chút hứng thú với người đàn ông trung niên trước mắt này. Triệu Thiết Sinh tuy rằng vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa, thế nhưng ánh mắt hắn tràn ngập vẻ cao ngạo, cả người toát ra khí thế mà trong nhà này không có ai bị được hắn. Ông mày là chủ cái gia đình này, trong cái nhà này ông mày là người có quyền thế tối cao, ông mày sẽ lấy thế áp chế người khác, đây là cường thế. Trương Dương vẫn không hề động đậy. Triệu Thiết Sinh không phải là một người hay bình tĩnh, hắn thấy bực bội, hắn thấy khó hiểu, không hiểu được sao thằng nhóc này hôm nay lại dám ngang nhiên cãi lời hắn như vậy nhỉ? Hắn quay mặt đi, lông mi đậm, mắt khá to, mũi rất lớn, môi lại dày, không thể nói là đẹp được, đấy là còn chưa nói tới xấu xí nữa, có tìm cũng không thấy ai như vậy nữa. Triệu Thiết Sinh lập tức lưu ý tới những sự khác thường của Trương Dương, nhưng tất cả chỉ là khác vẻ bề ngoài khi mặc quần áo không như mọi ngày mà thôi, về phần thay đổi bên trong, thằng nhãi này vẫn còn xa mới đủ trình độ đó được. Triệu Thiết Sinh lại uống một chút trà trong cốc, hắn cũng thầm kinh ngạc sự thay đổi đột một vẻ bên ngoài của Trương Dương. Hắn cũng biết rằng Trương Dương với con bé Triệu Tĩnh bất đồng về cách ăn mặc. Những đồ Trương Dương đang mặc hiện giờ thì chỉ có con bé Triệu Tĩnh mới để ý tới, còn thằng nhãi này thì có bao giờ ăn mặc cái kiểu như vậy bao giờ đâu. Triệu Thiết Sinh thấy Trương Dương về gặp mình mà lại ăn mặc cái điệu bộ này, trong lòng không khỏi dâng trào ý chí chiến đấu, thằng nhóc, trước mặt ta mà dám ăn mặc như vậy sao? Ông đây sẽ chừng trị ngươi một phen nhưng mà triệu thiết sinh lại rất nhanh mà thất vọng, trương dương chỉ kinh thường mà liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời nào, cứ thế ung dung thản nhiên đi ra cửa. Triệu thiết sinh chỉ ngây ngốc ngồi trên ghế nhìn bóng lưng trương dương, trước điệu bộ hách dịch ra dáng người có quyền uy của triệu thiết sinh, trương dương cũng không có một lời nói, hành động nào chống lại cả, hắn cũng không có phủ định, đúng là hắn ở trong cái nhà này không có một chút quyền uy nào. Chỉ là trong trí nhớ triệu thiết sinh, cái loại tình huống như hôm nay chưa từng có phát sinh bao giờ cả hắn thực sự đã nổi giận giơ tay lên cầm cái cốc trà trong tay ném xuống sàn nhà cái cốc uống trà bằng sứ trắng men đập trên nền nhà xi măng phát ra tiếng vỡ thật lớn triệu tĩnh đứng bên cạnh giờ đây khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ đến trắng bệ cả rồi triệu thiết sinh từ ghế sofa đứng lên hướng về cửa sải bước đuổi theo trương dương thằng nhóc con người đứng lại cho ta đầu tiên là nghe thấy tiếng chén vỡ trong nhà sau đó là tiếng quát mắng của chồng mình, Từ Lập Hoa sợ hãi, bỏ hết quần áo đang giặt trong chậu xuống, chân tay luống cuống che chở trước người Trương Dương Lão Triệu. Con trai vừa mới trở về, người định làm cái gì vậy? Triệu Thiết Sinh giận dữ gầm lên chẳng khác gì một đầu sư tử hùng hổ từ trong nhà xông ra. Hắn đường đường là chủ cái gia đình này, là người có uy quyền nhất nhà vậy mà bao nhiêu năm rồi cũng không có bị khiêu khích như ngày hôm nay. Từ Lập Hoa thấy chồng nổi giận như vậy sợ đến không thốt ra được lời nào lão triệu triệu thiết sinh vừa chạy từ trong nhà ra thở hổn hển đang lửa giận đùng đùng lại thấy từ lập hoa đứng chắn trước người trương dương liền tát cho nàng một cái thật mạnh từ lập hoa bị cú tát như trời giáng đó mặt mũi tối sầm lại đứng còn không vững nữa ngã nhào xuống đất mẹ triệu tính bắt đầu khóc nức nở nâng mẹ từ trên đất đứng dậy ba người làm cái gì vậy khóe môi từ lập hoa bắt đầu dỉ máu nhờ triệu tính đỡ khó khăn lắm mới đứng dậy được nhưng nàng ta vẫn như cũ đứng chắn trước người Trương Dương, túm lấy cánh tay hắn, tiểu tam, nhanh. Nhanh xin lỗi ba người đi, ngươi, đứa nhỏ này, thế nào hôm nay lại không hiểu chuyện như thế? Trương Dương thương tiếc nhìn mẹ, hắn từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe miệng mẹ. Từ lập hoa nhìn đứa con trai mình, trong lòng dâng tràn nỗi chua xót khổ sở, nàng ta muốn khóc, thế nhưng lại không dám khóc, tuy rằng đã cố gắng dằn lòng rồi, thế nhưng vành mắt vẫn đang đỏ lên tiểu tam, nhanh xin lỗi ba đi. Hắn không phải ba ta, Trương Dương gần từng chữ một, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt âm lãnh nhìn triệu thiết sinh, giận đến cơ mặt giật giật, hắn không xứng. Tiểu tạp trùng, triệu thiết sinh chửi bới hết sức ác độc, hắn đưa tay lấy cây gậy gỗ ở góc tường. Từ lập hoa sợ tới mức vội vàng cố gắng đẩy Trương Dương về phía cửa, tiểu tính, mau mau mang anh người đi trương dương không rõ vì lẽ gì mẹ lại phải sợ hãi cái gã này như vậy với cái hành động vừa rồi của hắn người như thế chẳng khác nào một gã vô lại đầu đường xó chợ cả bất kể hắn trước kia là trương thần y hay bây giờ chỉ là một gã sinh viên quê mùa thì cũng đều khinh thường loại người như thế đây chính là cấp bậc trình độ căn bản hắn và triệu thiết sinh không có cùng một tầng lớp nếu như theo tính tình trương dương thì nhất định sẽ cho tên miệng phun ra toàn phân này một trận thế nhưng dù sao thằng nhãi này vẫn có cái danh phận là cha dượng của mình cái khái niệm khính lão đắc thọ thì Trương Dương vẫn phải có, thế nhưng trung gian vẫn còn một người mẹ đáng thương như vậy nữa, cuối cùng người chịu khổ vẫn là mẹ, Trương Dương thực sự rất hối hận chuyến trở về thăm nhà này của mình. Triệu tính kéo tay Trương Dương chạy về phía ngoài cửa, Triệu Thiết Sinh cầm gậy gỗ nhất quyết không chịu bỏ qua cho Trương Dương hướng về phía hai người đuổi tới, nhưng lại bị từ lập hoa gắt gao ôm chặt lấy, Triệu Thiết Sinh thức giận cùng cực, giơ gậy nện thẳng xuống bả vai từ lập hoa. Bông! Gậy gỗ đập vào người phát ra một tiếng nặng nề, nhát gậy đó đánh trên người từ lập hoa thế nhưng nó chẳng khác nào đánh vào lòng Trương Dương. Hắn bỗng nhiên không chạy nữa, xoay người lại, giờ đây trong mắt của Trương Dương đã vằn đầy tia máu, ánh mắt uất hận căm phẫn giận dữ chỉ muốn giết người của hắn rơi trên người triệu thiết sinh làm lão ta phải nuốt lại vào trong bụng những lời thô tục định văn ra. Tiểu ca, đi mau, triệu tĩnh nỗ lực lôi Trương Dương ra ngoài cửa, Trương Dương nhẹ nhàng khoát ra khỏi tay nàng bước từng bước một hướng đến triệu thiết sinh đi đến. Một khí thế vô hình nặng nề như một tòa núi lớn hướng đến triệu thiết sinh áp bước xuống, triệu thiết sinh tuy trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi, nhưng bao năm qua hắn đã quen với cảnh áp bước người, chứ chưa bao giờ bị áp bước lại như vậy, liền dơ gậy lên quát lớn, ta đánh chết. Gậy mới dơ lên được một nửa, câu cũng chưa có nói xong đã bị Trương Dương cướp lấy cây gậy trong tay từ lúc nào rồi. Triệu thiết sinh cũng không có ngờ được thân thủ của Trương Dương lại nhanh như vậy, hắn vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Trương Dương đã vung cây gậy trong tay lên, nhằm hướng đầu hắn ta mà nện xuống. Tiểu Tam, từ lập hoa sợ đến mức giọng đã khàn khàn đi rồi, trong đôi mắt tang thương tràn đầy nước mắt, hắn là ba ngươi. Cây gậy trong tay Trương Dương dừng lại giữa không chung, qua một hồi lâu hắn mới ném cây gậy ra chỗ khác, ba ta sớm đã chết. Hắn xoay người hướng ngoài cửa đi ra cũng chẳng thèm ngoái nhìn lại lấy một lần, Triệu thiết sinh ngơ ngác nhìn cây gậy trên mặt đất, nhưng hắn giờ đây cũng không còn dũng khí nào mà đuổi đánh Trương Dương nữa, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ cũng chẳng nói gì cả. Đến lúc bóng dáng Trương Dương dần dần mất hẳn ở ngoài cửa, từ lập hoa lúc này mới đuổi theo, vừa đuổi theo vừa gọi lại tiểu tam. Nàng ta móc từ trong túi áo ra 15 đồng, định nhét vào tay Trương Dương. Trương Dương mỉm cười đem tiền trả lại nàng, sau đó lắc đầu, mẹ, ta không có thiếu tiền, sau này cũng sẽ không về cái nhà này nữa, nếu như người nhớ ta thì hãy đến bệnh viện tìm tiểu tam từ lập hoa vì quá thương tâm mà cũng không kiềm chế được bản thân nữa nước mắt cứ thế lăn dài trên má trương dương lúc nãy mới được cảm giác thắng lợi ở chỗ lý bí thư xong còn chưa sung sướng hết thì giờ đây đã bị người nhà đột nhiên xuất hiện phá hủy sạch hắn thực sự là rất buồn bực thảo nào mình trong nhật ký câu nào trang nào cũng đều toát lên vẻ thù hận triệu thiết sinh cũng không có cái ý nghĩ tốt đẹp gì cho kham hắn là chỉ muốn mình biến đi cho rồi, chỉ sợ lão ta lại giận chó đánh mèo làm khổ đến mẹ thôi. vừa đi ra đến cổng khu nhà tập thể thì triệu tính đã đạp xe đạp đuổi tới, vừa đạp vừa cố gắng gọi với trương dương lại anh. lúc nãy tiểu nha đầu cũng sợ đến khóc suốt, trên mặt vẫn còn lộ rõ mấy vệt nước mắt. trương dương không khỏi nở nụ cười, vươn tay phải dùng ngón cái lau đi mấy vệt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, rồi hỏi có chuyện gì vậy tuy rằng cũng chỉ mới gặp cô em gái này một lúc thế nhưng trương dương cũng có hảo cảm sâu sắc với nàng ta đúng như trong nhật ký nói không sai trong cái gia đình đó chỉ có từ lập hoa và triệu tĩnh là thực lòng đối đãi với hắn như người một nhà nếu như đã là tới thế giới này trở thành trương dương thì nhất định hắn phải tiếp nhận mọi thứ của mình trước kia là người thân là sung sướng là phiền nào kể cả là những uất hận dồn nén bao nhiêu năm hắn cũng đều phải chấp nhận hết thảy nghĩ thông suốt được mọi điều hắn cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều với thực lực của hắn thì tại thế giới này hắn vẫn có thể một mình sống tốt được còn những chuyện nhàn chán kia hắn cũng không có muốn để tâm đến nữa cũng chẳng cần so đo làm gì từ giờ lại sống một cuộc sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ anh mình đi ăn cơm đi triệu tĩnh nhỏ giọng nói trương dương nở nụ cười nhẹ ta không có đói bụng anh phải đi đó cô gái nhỏ nhưng tính tình lại rất quật gương không muốn chịu thua Trương Dương không lay chuyển được nàng ta, cũng bất đắc dĩ gật đầu, đi ăn cũng được, chỉ có điều là anh mời đi. Triệu tĩnh cười gật đầu. Hai anh em Trương Dương hướng tới quán sủi cảo phía đối diện khu nhà tập thể công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp đi đến, vừa vào quán Trương Dương đã gọi to một cân bánh sủi cảo. Một đĩa rau xào cũng hai chai rượu, triệu Tĩnh nhìn Trương Dương bất chợt có chút ngẩn người. Nhà đầu, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Anh, em thấy dường như anh đã thay đổi thật rồi hai anh em thân thiết với nhau từ bé nên triệu tính cũng không có để ý gì nhiều, cho tới bây giờ nàng ta nghĩ gì trong đầu cũng đều nói ra hết. Trương Dương trong lòng lại có chút khẩn trương, nhưng mà cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại một chút, dung mạo thì chắc là không có gì biến đổi rồi, có chăng thì chỉ là mình có hơi khang khác với, mình trước kia mà thôi, nghĩ thông suốt rồi trên mặt vẫn đang lộ vẻ tươi cười, đâu có thay đổi gì đâu. Audio điện tử võ tấn bền chương 8, ý nghĩa của quyền thế. Anh cũng trở lên dũng cảm, hào phóng nhỉ. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, lẽ nào ta trước đây rất nhát gan, nhỏ nhen sao? Không khác là mấy, triệu tính nói xong không nhịn được cười khanh khách, hai huynh muội vừa ăn vừa nói chuyện, bất chi giác màn đêm đã buông dần, Trương Dương sợ triệu Tĩnh về muộn lại bị mắng, đem chén rượu uống hết, sau đó gọi tính tiền, triệu Tĩnh muốn tranh trả tiền với hắn, lại bị hắn gạt sang một bên, Hai huynh muội đi ra khỏi quán, Triệu Tĩnh dúi vào tay Trương Dương 10 đồng. Trương Dương trong lòng cảm động một trận, rốt cuộc là cùng một mẹ sinh ra, tình cảm chính là như vậy a, à, hắn lắc đầu cười, nha đầu ngốc làm gì thế. Anh không thiếu tiền. Anh, xem người gầy đến cái dạng gì rồi, cầm mau. Triệu Tĩnh gấp đến độ rậm chân. Trương Dương vươn bàn tay to lớn xoa xoa đầu Triệu Tĩnh, ca thật sự không thiếu tiền, dạo này vừa tìm mấy việc lặt vặt ở bệnh viện làm vừa kiếm chút tiền tiêu bằng không ta sao mời nổi người ăn triệu kính bán tín bán nghi nhìn hắn thực không trương dương gật đầu mau trở về đi kẻo muộn mẹ lại lo lắng ca có đúng sau này anh không trở lại triệu kính do dự hỏi trương dương nghĩ chốc lát chuyện này để nói sau gần đó bỗng vang lên một giọng nói thô thiển tiểu muội đang làm gì thế triệu kính nghe thấy giọng nói kia sợ tới mức cuốn quyết đem tiền giấu ngay vào trong túi Trương Dương xoay người nhìn lại, thấy gần cái cột đèn ba thanh niên có dáng vẻ lưu manh đang đứng, trong đó có cái tên vừa lùn vừa béo. Đại ca, Triệu tính sợ hãi kêu, người tới chính là đại ca của họ Triệu Lập Quân. Triệu Lập Quân là công nhân ở xưởng máy công nghiệp, bình thường cũng chẳng làm việc gì tử tế, toàn tụ tập phá làng phá xóm, trong đám lưu manh vùng này cũng có chút tiếng tăm. Hắn mặc một cái áo khác quân đội cũ, bởi vì chiều cao có hạt, nên cái áo khoác ngoài dài đến tận gần cổ chân, người thì lại béo, cộng với cái dáng đi nghênh ngang, nguyên là muốn ra vẻ ta đây nhưng đáng tiếc lại làm cho người ta muốn liên tưởng đến con chim cánh chụt. Chân hắn đi một chiếc giày quân dụng được đánh đen bóng. Ta cứ tưởng ai, hóa ra là lão Tam A, triệu lập quân tiến tới, đưa tay ra định vỗ lên đầu Trương Dương mấy cái. Vốn ấn tượng của Trương Dương đối với tên này hay ho gì, liền đưa tay lên chặn tay hắn lại, trên mặt lộ vẻ khó chịu tiểu tính, ta đi thôi. Triệu lập quân sừng sốt, quá khứ tên tiểu tử này thấy mình như chuột thấy mèo hôm nay thế nào lại đổi tính hai tên huynh đệ của hắn bên này trông thấy tủm tỉm cười triệu lập quân nhất thời tức giận trong lòng thằng láo toét này con mẹ nó ta chào mày là tao coi trọng mày cho mày chút mặt mùi là mày không biết điều ngay phải không ánh mắt hắn lộ ra vẻ tham lam dừng lại trên chiếc áo da của trương dương tay sờ sờ áo lão tam áo này đẹp đấy cho ta mượn mặc hai ba ngày trương dương chẳng thèm đáp lại hắn xoay người bước đi lại bị triệu lập quân túm lại con mẹ mày điếc hả tao đang nói với mày đấy trương dương không khỏi có tức giận hai cha con họ triệu này đúng là cái loại cục xúc giống nhau chẳng sai tí nào trương dương lạnh lùng nhìn triệu lập quân nói buông tay đừng có tự kiếm phiền phức triệu lập quân nghiến răng nghiến lợi được a à, mày liều nhỉ dám trêu gan tao a à. con mẹ nó chứ mồm thì nói là coi như là huynh đệ một nhà thế mà mở mồm ra thì một chút đạo dức cũng chẳng có Trương Dương không giận mà lại cười, bỗng nhiên vươn tay phải, nhanh như chớp tát hai phát vào mồm Triệu Lập Quân. Triệu Lập Quân ngây người, bình thường chỉ có khái niệm hắn đánh người, thế nào hôm nay lại bị người khác cho ăn tát. Hơn nữa kẻ tát hắn lại chính là đứa mà bình thường toàn bị hắn bắt nạt. Hai thằng đồng bọn bên cạnh cũng giật mình, bình thường đều là Triệu Lập Quân khi dễ đệ đệ hắn, hôm nay thế nào lại đảo lộn, trước mắt mấy người, lại bị Lão Tam cho mấy phát vào mồm, chuyện này chúng ta nên giúp hay không đây? bất quá cái gì cũng có quy củ của nó thanh quan khó xử việc nhà mâu thuẫn nội bộ nhân dân tự nhân dân giải quyết ngoại nhân không tiện nhúng tay vào chuyện gia đình người ta triệu lập quân ngây người quá nửa ngày mới phản ứng rút từ trong áo ra một cái tuyết dài nửa thước gào lên khan cả giọng con mẹ mày tao phế mày không đợi hắn đứng lên trương dương sông lên đạp một cái lần này hắn tức giận là thật ra chân cũng nặng một cước đạp trúng mũi triệu lập quân triệu lập quân ngã thẳng cẳng trên mặt đất bật máu mồm máu mũi. Triệu tính sợ đến cuống quyết chạy lên ngăn cản Trương Dương, hai tên tiểu tử kia thấy thế không ổn cũng chạy tới. Trương Dương chỉ vào mặt Triệu Lập Quân, nếu như không phải tả nể mặt tiểu muội thì hôm nay ta đã phế ngươi rồi. Ngươi nhớ cho kỹ, chỉ cần ta biết mấy người họ Triệu các ngươi dám khi dễ mẹ ta, tiểu muội ta, ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn sao 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 con mẹ, đánh mày tao cũng thấy bẩn tay. Ca, Triệu tính ngạnh túm Trương Dương lôi đi, hai tên tiểu tử kia cũng rút tuyết ra đuổi theo, Trương Dương chừng mắt một cái, một cỗ khí thế bức người tỏa ra, muốn chết hả? Hai tên tiểu tử sợ đến run rẩy trong lòng nghĩ hai huynh đệ các người đánh nhau với chúng ta một chút quan hệ chẳng có, nhất thời tránh sang một bên. Trung Quốc chẳng bao giờ thiếu người xem náo nhiệt, bên này vừa mới đấu võ, xoang quanh đã tụ tập lại hai ba chục người, đa số đều là công nhân xưởng máy công nghiệp. Trương Dương tuy rằng chẳng để ý tới, nhưng triệu tính đã thẹn đến muốn chui xuống đất, dù sao việc xấu trong nhà không không nên chuyển ra ngoài, xem ra chuyện tối nay sắp trở thành chuyện để đàm tiếu mấy ngày tới. Ra sức đánh triệu lập quân xong, bực tức trong lòng Trương Dương đã giảm đi nhiều, cùng triệu tính chia tay xong, miệng nhoẻn cười, thoải mái bước về ký túc xá. Xem ra vẫn là làm người không nên tỏ ra nhu nhược, người càng nhu nhược thì càng bị kẻ khác khi dễ, như cha con vô lại triệu thiết sinh này cũng đều ước hiếp mẹ con mình, con mẹ các ngươi, cứ chờ trương mỗ phát đạt rồi ta cho các người biết tay. Tỉnh táo ngẫm lại, mẫu thân từ lập hoa đúng là khổ, theo cái tên hỗn đản triệu thiết sinh này, phỏng chừng mấy chục năm chắc chẳng có lấy một ngày yên ổn. Nhớ tới mẫu thân tóc hoa dâm, mặt tiều tụy, trương dương không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm qua một thời gian nữa phải mẫu thân cùng muội muội ra ngoài, đoạn tuyệt không liên quan tới nhà triệu thiết sinh kia. Trạng vạng hôm chủ nhật, đám thực tập sinh cũng đã quay trở về ký túc xá. Trương Dương trở lại ký túc, thì Trần Quốc Vĩ đã tới rồi, đang ngồi uống rượu cùng vài tên Giang Thành đồng học, mấy tên này hoàn cảnh gia đình cũng không khác gì hắn, bình thường chính là một nhóm, Trương Dương tuy cùng phòng với Trần Quốc Vĩ nhưng thật sự chẳng hợp với hắn cho lắm. Nhưng thật ra Trần Quốc Vĩ gần đây đối với Trương Dương cũng có nhiều đổi mới, chủ động mời Trương Dương nhập vào. Trương Dương một là vừa mới ăn no về, hai là không muốn ngồi cùng mấy tiểu tử này, hơn nữa trong số bọn chúng cũng không ít đứa từng khinh mình nghèo hèn tội hì phải tự kiếm lấy khó chịu. Từ chuyện này có thể thấy được trương thần y từ lúc tới thời này đã không ngừng tiến bộ, đã bắt đầu biết đọc cảm nhận người khác. Trương Dương nói có chút việc muốn ra ngoài, mới đi ra tới gần cửa, đã thấy cánh cửa mở tung ra, vương duệ một gã thực tập sinh giang thành hấp tấp chạy vào hô, không hay rồi, Hồng Linh cùng tả hiểu tình bị bảo vệ nhà ga bắt giữ rồi, mau đi xem thế nào. Thằng nhãi này cũng là một trong số đông những kẻ theo đuổi tả hiểu tình, nên khi nàng xảy ra chuyện thì hắn cũng sốt sắng hơn so với người khác trương dương cũng hơi hơi lo lo người khác gặp chuyện thì hắn mặc kệ nhưng liên quan đến tả hiểu tình thì không thể không để ý tới cả đám vội theo vương duệ chạy tới nhà ga huyện thực ra sự tình cũng không có gì là quá phức tạp là hồng linh cùng tả hiểu tình đi tàu mải buôn chuyện với nhau không may bị một tên trộm lấy mất đồ đạc khi xuống xe mới phát hiện ra là vì cùng túi đồ đạc đã bị cuốn xui hơn là vé tàu cũng mất luôn theo Đương nhiên không có vé thì sẽ gặp phải chút rắc rối, Hồng Linh vốn tính cách có phần chua ngoa, lại vừa lúc mất hết đồ đạc đang bực tức trong người, thế là to tiếng với kiểm soát vé, vậy là cả hai đều bị bảo vệ giữ lại. Vương Duệ biết chuyện lập tức chạy về viện nhân dân huyện, nhưng phải cái hôm nay là chủ nhật, phòng hành chính chẳng ai làm việc, mà phòng bảo vệ đối với vài việc của thực tập sinh thì tất nhiên chẳng thèm quan tâm, nên chỉ có thể chạy về khoa gọi bạn bè tới hỗ trợ. Chục gã thực tập sinh tới nhà ga, nhao nhao định kéo thẳng vào phòng bảo vệ. Bên trong một gã bảo vệ cao to đi ra, thấy nhiều sinh viên như vậy, hắn nhất thời bực mình quát, làm gì thế? Muốn tụ tập gây rối à? Cái thời điểm những năm đầu 90 này, người ta đối với việc tụ tập gây rối rất là kiêng kỵ, đám thực tập sinh này tuy là đông, nhưng kinh nghiệm xã hội còn ít, bị đối phương quát lên như thế, nhất thời im phăng phắc. Bảo vệ kia họ Phúc, cũng không phải là nhân viên trong biên chế nhà ga chắc bởi có chút quan hệ nào đó nên được tới đây làm công. Thấy quát một tiếng mà cả đám kia im hết, hắn nhất thời có chút tự cao mà làm gắt thêm. Ngươi, ta nhận ra ngươi rồi, được lắm, còn dám đi gọi người tới hả? Có tin ta đem bắt cả lũ nhốt loại không, hắn chỉ vào vương duệ mà quát. Trong đám người bỗng vang lên một giọng lười biếng, một thằng bảo vệ quen, có cái gì mà vênh váo. Tên họ Phúc kia nổi giận, ánh mặt vội lướt tìm cái kẻ vừa phát ngôn vừa rồi. Trương Dương bước lên chỉ vào mặt hắn nói, người dựa vào cái quyền gì mà ra vẻ đòi bắt người. Họ Phúc đang mở mồm định nói thì lại bị Trương Dương chẹn họng, cảnh sát với bảo vệ bọn ta còn biết phân biết nhá. Ta nói cho ngươi, lập tức thả người, bằng không thì chờ xui xẻo đi. Họ Phúc kia vốn là tên chuyện cáo mượn oai hùng, về điểm này hắn đã bị biểu hiện của Trương Dương làm cho có chút rung động, hơn nữa thấy bề ngoài bóng bẩy của Trương Dương chắc là cũng có gia cảnh, chưa biết chừng có thể là công tử nhà lãnh đạo nào đó. Nghĩ tới đây ngữ khí của hắn nhất thời mềm dẻo đi vài phần, đang còn điều tra tình huống, chuyện dù nhỏ cũng phải làm cho rõ ràng chứ. Trương Dương đến thời đại này cũng đã được một thời gian, đối với nhân tình thế thái cũng có chút hiểu biết, ít nhất trong chuyện này hắn có thể khẳng định bảo vệ không có quyền bắt giữ người. Hắn không nhịn được hất hàm, mẹ kiếp, nó nhảm ít thôi. Lập tức thả người, sở dĩ Trương Dương dám biểu hiện như vậy là vì hắn nắm chắc, cùng lắm thì làm một cuộc điện thoại cho bí thư kia, đến cả bố cái nhà ga này cũng xong chứ đừng nói đến tên bảo vệ quèn nhà ngươi. Đám thực tập sinh kia thấy Trương Dương vậy không khỏi bội phục, nhưng trong lòng có chút lo lắng, vạn nhất hắn chọc giận người ta, chuyện dối chỉ sợ càng dối thêm. Bất quá, cả đám đều là nam nhi trai tráng, khí huyết phương cương, tất cả lớn tiếng phụ họa theo Trương Dương, thả người. Lập tức thả người. Họ phúc kia hơi trột, chuyện này thật có chút không ổn, hắn cũng minh bạch dù gì bảo vệ cũng không có quyền bắt người, chuyện này đích xác là đối lý. trưởng phòng bảo vệ của bọn hắn hàn truyền bảo, vốn đi bộ đội 3 năm sau đó xuất ngũ được cho làm bảo vệ trưởng đương nhiên là có liên quan đến cha hắn, bất quá tiểu tử này không ít lần bôi do vào mặt cha hắn, thường này người ga ỉ thế hiếp người thành thói, dần trở thành bá chủ ở cái nhà ga này. Tả hiểu tình cùng Hồng Linh nguyên bản cũng là có lỗi, nhưng do tả hiểu tình xinh đẹp làm cho hàn truyền bảo động tâm tư, viện cứ tội trốn vé bắt giữ lại, rồi mặt dày mà lân la tiếp cận. Tả Hiểu Tình là một cô gái thông minh, nói một hai câu là hiểu ngay ý đồ tiểu tử này, không nhịn được nói, như vậy chúng ta về bệnh viện trước, tiền vé chúng tôi sẽ đưa trả không thiếu một xu. Hàn Truyền bảo mặc bộ đồ bảo vệ, làm ra vẻ, ho khan một tiếng nói, ta nói hai quý khách, người thế nào còn không ý thức được sai lầm của mình. Trốn vé là việc nghiêm trọng, không phải cứ đem tiền ra bù là xong, đây là. Hồng Linh phẫn nộ, ta không hiểu ngươi là cái dạng người thế nào hiện tại là chúng ta bị trộm mất hết, người thế nào lại đem chúng ta trở thành đối tượng trốn vé? Hàn truyền bảo trợn mắt, lời ngươi là có ý gì? Ngươi tên gì, đã trốn vé còn nói năng cái kiểu như thế có hợp lý không? Lúc này bên ngoài đám thực tập sinh ồn ào loạn cả lên. Hàn truyền bảo bên trong thấy vậy bực mình mắng tên họ Phúc kia đúng là ngu ngốc, có mấy tên sinh viên mà cũng không trị được. Hắn đi ra cửa quát, đứa nào quấy rối bắt hết cả lại. Trương Dương thấy thế tiếp lời, là ta đó, tới mà bắt. Vương Duệ sợ sự tình loạn lên, vội kéo Trương Dương lại, cười cười với Hàn Truyền bảo, chúng ta tới mua vé bổ sung. Hàn Truyền bảo sắc mặt trầm xuống, mua vé bổ sung thì xong hả? Các ngươi hiện tại tụ tập gây rối nhiễu loạn chị An, chuyện này ta nhất định truy cứu. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Hàn Truyền bảo thấy hắn cười thế có chút trột dạ, vội chừng mắt nhìn Trương Dương, vừa rồi là ngươi thách thức ta bắt ngươi phải không? là ta. Hàn truyền bảo gật đầu, nói với tên bảo vệ họ Phúc bắt hắn mang vào trong. Họ Phúc đắc ý nhìn Trương Dương, nghĩ tiểu tử này thật không may, tay sờ vào cái rùi cui bên hông. Đám thực tập sinh thấy hắn định động thủ không khỏi có chút khiếp đảm, vương Duệ huyết tay Trương Dương, chúng ta đi trước đi. Trương Dương không để ý đến hắn, nheo mắt nhìn tên họ Phúc, vào thì vào đi, ta sợ ngươi chắc. Hắn bước hướng phòng bảo vệ mà đi đến họ phúc kia thấy thế cũng bỏ ý định sử dụng rùi cui, thập phần uy nghiêm liếc nhìn đám thực tập sinh, đều cút xa ra cho ta, đứng gần bị thương dáng chịu. Phòng bảo vệ bến xe vốn cũng quen với cái loại tranh chấp kiểu này, mấy tên trong đó thấy vậy, có hai gã đứng lên. Họ phúc hướng bọn chúng nháy mắt vài cái, ý bảo tiểu tử này đắc tội trưởng phòng, đợi chút nữa rồi cho hắn chút giáo huấn. Một người đẩy cửa phòng, Trương Dương ở ngoài cũng thấy được tả hiểu tình cùng Hồng Linh. Tả Hiểu Tình ngồi gần bếp sưởi, yên lặng tựa vào ghế, Hồng Linh thì vẫn lớn tiếng cãi lộn với mấy tên bảo vệ. Hai người thấy Trương Dương tiến vào thì đều ngẩn người ra. Tả Hiểu Tình có chút kinh ngạc mở to hai mắt, "Trương Dương?" Đôi mắt trong suốt lộ vẻ kinh nghỉ, tuy là nàng chẳng để cái nhà ga nào ức vào trong mắt, nhưng hai cô gái mà bị vây bắt ở đây dù sao cũng có chút sợ, thấy Trương Dương xuất hiện tự nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều. Trương Dương cười cười, Hàn truyền bảo đưa mắt nhìn một cái, một gã bảo vệ đóng cửa phòng lại, gã họ phúc đứng sau lưng Trương Dương vung rùi cui lên định đập Trương Dương. Xem ra trong cái phòng bảo vệ này lệnh của Hàn truyền bảo cũng giống như thánh chỉ. Trương Dương cư nhiên không thèm tránh né, mặc cho lưng bị ăn một côn, sau đó thân thể mềm nhũn ngã ra đất. Tả hiểu tình cùng Hồng Linh sợ hãi hét lên. Họ phúc cũng hơi giật mình, rõ ràng một gậy này hắn dồn toàn lực mà đối phương chỉ là một sinh viên, vạn nhất đánh nó thành tật thì rắc rối to. Hàn truyền bảo vẫn không buông tha, mẹ nó, thế mà cũng dám láo tuét với tao, đánh tiếp. Họ phúc thấy Trương Dương nằm im ri trên mặt đất đâu còn dám đánh tiếp, hắn vội ngồi xuống xem xét xem Trương Dương ra sao, thấy không thở nữa sắc mặt tái lật đi, lắp bắp nói, trưởng phòng, hắn, nói còn chưa rõ, Trương Dương bỗng nhiên ngồi dậy, chán nhắm ngay mũi họ phúc đụng một cái. Với cự ly như thế, tên kia vô pháp tránh né, thảm thiết kêu lên một tiếng ngã lăn ra đất, hai tay bịt mũi mà máu vẫn chảy ròng ròng ra. Một gã bảo vệ khác thấy không ổn vội cầm rùi cui vào tới, bị Trương Dương gạt chân một cái cũng lăn ra đất. Hàn truyền bảo vốn quen kiểu cậy đông bắt người khác, thấy Trương Dương nhẹ nhàng xử lý hai tên thì cũng hơi trột, thấy Trương Dương bước tới, hắn cũng vội huy hai quyền nhằm Trương Dương mà đánh. Trương Dương nắm tay hắn, lựa chiều kim đồng hồ mà quay một cái, ca ba một tiếng, tay phải hắn đã bị chật khớp. Hàn truyền bảo đau đớn thét lên như lợn bị chọc tiết. Đám bảo vệ bên ngoài nghe thấy vội chạy vào. Thấy Trương Dương đang túm hàn truyền bảo rúi đầu vào cái lò sưởi Dừng tay, tấn công người thi hành công vụ là phạm tội người có biết không? Trương Dương vẫn cười, cứ bình tĩnh, đừng tự tìm phiền phức, thằng nhãi này ám toán ta trước, ta chỉ tự vệ thôi. Đầu hàn truyền bảo ngày càng gần cái bếp, lửa làm cho cả mặt lẫn cổ hắn đều thấy nóng, thậm chí cảm thấy tóc đang bị xém dần sợ hãi hét lên tiểu tử người biết ta là ai ta quản gì ngươi là ai con mẹ nó không phải là ngươi thích khi dễ người khác sao hôm nay để ta cho ngươi nếm chút hương vị hàn truyền bảo biết hôm nay đụng phải đá tảng rồi hắn dù sao cũng lăn lộn nhiều hảo hán là phải biết tiến biết lùi giọng run run người anh em có gì chúng ta từ từ nói chuyện có được hay không tả hiểu tình biết trương dương một không sợ trời hai chẳng sợ đất nếu không ngăn cản chưa biết chừng hắn nướng đầu tên kia thật. Xã hội hiện tại là xã hội pháp trị, xảy ra chuyện lớn dù sao cũng là không hay ho gì, tả hiểu tình vội khuyên, trương dương, thôi bỏ đi. Hồng Linh bực tức nói, quên là quên thế nào, chúng ta là người bị hại, đã bị mất hết cả đồ đạc, bọn chúng không điều tra thì thôi, trái lại còn giam chúng ta ở đây, thật quá quát. Hàn truyền bảo thấy ngày càng gần cái lò, nếu không nhận sai, chắc 8 phần 10 là tiểu tử này muốn nướng đầu mình. Vội vàng, đều là sai lầm của chúng ta, làm oan người tốt, huynh đệ, đại tỷ ta bồi thường tổn thất mấy người." Tả Hiểu Tình nghe được hắn nói vậy, cũng nhỏ giọng khuyên Trương Dương. Vẻ tức giận trên mặt Trương Dương cũng giảm, Trương Thần Y tuy rằng đi tới xã hội hiện đại chưa lâu nhưng cũng hiểu được xã hội phong kiến qua rồi, đây là xã hội pháp trị Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp. Dần Trương Dương mới buông Hàn Truyền bảo ra, hắn ôm cánh tay mà suýt xoa vội chạy sang một bên. Trương Dương chỉ vào hàn truyền bảo, người bồi thường tổn thất cho bạn của ta ngay lập tức, nếu không cai tay kia của ngươi cũng không cần tới nữa đâu. Hàn truyền bảo kinh sợ, cánh tay phải này đã hoàn toàn không khiển nổi nữa. Đang nghĩ ngợi tìm cách xin lỗi thì lúc này tiếng có xe cảnh sát vang lên, có tên bảo vệ đã lên lén báo cảnh sát từ lúc nào. Sở cảnh lại cũng ngay gần ga nên nhận được tin cái thì liền có mặt. Thấy việc trở lên rắc rối lớn, cả đám thực tập sinh tụ tập bên ngoài vội tản hết đi chẳng ai muốn bị lôi lên sở cảnh sát, biết đâu lằng nhằng lại ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Bốn vị cảnh sát tới đầu tiên đều là quen biết với Hàn Truyền Bảo, vì là trực thuộc khu quản lý nên thường ngày cũng có giao tiếp không ít, bởi vậy quan hệ đôi bên đâu có đơn giản. Dần đầu là đội trưởng Vương Trung Khoa đi vào, người này cùng Hàn Duy Cha của Hàn Truyền Bảo có quan hệ không tồi. Thấy có người ẩu đả ngay trong nhà ga, Vương Trung Khoa phát hỏa, dừng lại. Đây là xã hội pháp trị, có kẻ dám cư nhiên ẩu đả với nhân viên nhà nước thật đúng không coi pháp luật ra gì. Hàn Truyền Bảo thấy công an tới, lập tức đứng dậy, đau đớn cứ như giảm đi ngay, ôm cánh tay bị thương chạy đến trước mặt Vương Trung Khoa, "Vương sở, chính là hắn, hắn không những trốn vé mà còn đánh người thi hành công vụ, ngài xem, thiếu chút nữa thì phế tay ta luôn rồi." Vương Trung Khoa nhìn tay Hàn Truyền Bảo, lại nhìn gã họ Phúc nằm bẹp dưới đất, mắt phát hảo nhìn Trương Dương. Nội tâm cũng có chút bất ngờ. Tên tiểu tử này cũng khá thật, không nói tới Hàn Truyền Bảo, nhưng mấy tên bảo vệ còn lại đều thuộc dạng cao to lực lưỡng có sức khỏe không ngờ cũng bị hắn hạ hết. Vương Trung Khoa lặng lẽ tính toán một chút, chỉ cần là tấn công người thi hành công vụ cũng đủ để bắt tên này rồi. Vương Sở lạnh lùng nhìn Trương Dương, hắn đối với ánh mắt nhìn của mình cũng có lòng tin, không ngờ tiểu tử trước mặt thản nhiên chẳng có vẻ gì sợ hãi. Vương Trung Khoa quát lên, giải hắn về. Hồng Linh thấy to chuyện cũng bất ngờ cả mắt, mồm miệng nhanh nhỏ của nàng cũng không kịp phát huy. Tả Hiểu Tình bước lên một bước, đứng cạnh Trương Dương, các người là cảnh sát, như vậy hẳn là biết giam giữ trái phép người khác là vi phạm pháp luật. Vương Trung Khoa ngẩn người ra, từ cách ăn mặc, nói năng của Tả Hiểu Tình, hẳn không phải là xuất thân từ gia đình phổ thông. Hắn công tác ở cảnh vụ đã lâu năm, đối với các án lệ là cực kỳ thính hắn cũng biết hàn truyền bảo thường ngày chuyên tác oai tác quái và có cái bệnh háo sắc chuyên làm phiền con gái người ta sự tình hôm nay tám chín phần là như vậy nói thật lòng thì vương trung khoa coi thường tên cậu ấm kia nếu không phải vì nể mặt ông già của nó thì hắn cũng mặc kệ nó ra sao thì sao vương trung khoa chẳng thèm để ý đền tả hiểu tình mang đi ngữ khí dứt khoát là thể hiện rằng hắn đứng về phía hàn truyền bảo công bình mà nói một tay hàn truyền bảo lỏng khỏng gã họ phúc thì mũi mồm lẫn lộn cả hai đều không phải là xây sát nhẹ nhàng, tiểu tử này cũng nên vì chính bản thân mình mà biết điều một chút. Tả hiểu tình vội chặn hai tên cảnh sát đang đi tới, các người không được bắt hắn đi. Biểu hiện của tả hiểu tình cũng làm cho Trương Dương có chút cảm động, Hồng Linh Á khẩu đứng đấy, nàng thường ngày thấy tả hiểu tình luôn ôn nhu nhàn thục, thế nào lại liều lĩnh vì tiểu tử này thế. Hồng Linh chợt cảm thấy một điều gì đó. Trương Dương cho tới bây giờ chưa bao giờ làm việc khinh suất, sự tình nặng nhẹ hắn đều hiểu được, Giả như hắn làm mọi việc không kể tới hậu quả thì mấy tên bảo vệ kia thảm hơn nhiều. Trương Dương cũng biết cái quân hàm kia nghĩa là gì, đến thời đại này càng lâu, hiểu biết của hắn càng sâu, trên mặt cười nhẹ nhàng nói, "Ta có thể gọi điện một cái được không?" Tên cảnh sát ngay trước mặt quát lên thập phần uy nghiêm, "Không được." Trương Dương đang muốn phát hỏa lên, Vương Trung khoa lại nói, "Cứ để hắn điện một cuộc, chuyện này cũng cần phải thông báo tới gia đình." Vương Trung khoa làm vậy cũng là hắn thấu tình đạt lý. Cô luận là Trương Dương và Tả Hiểu Tình đều không giống xuất thân từ gia đình phổ thông, Trương Dương lại có can đảm gây rối chín phần là sau lưng có chỗ dựa. Tả Hiểu Tình cùng Hồng Linh là bị mất trộm trên xe lửa từ Giang Thành về Xuân Dương, chưa biết chừng có thể là cán bộ nữ ở Giang Thành. Dù sao thì cũng chưa rõ ràng, nên cứ tạm giữ hình ảnh một cảnh vụ công bình hết mình vì pháp luật, sau có gì thì cũng dễ xử lý. Trương Dương sau khi được cho phép, lấy điện thoại phòng bảo vệ gọi điện cho Lưu Hải đào lái xe của Lý bí thư nói đến lưu hải đào cũng thực sự là không may hôm nay đương là cuối tuần được nghỉ ngơi tranh thủ cơm sớm rồi lên giường đang cân vợ tới đoạn cao trào thì điện thoại rung. ước đến phọt máu hận không thể chửi thẳng vào mặt cái thằng đang gọi điện lưu hải đào vẻ mặt thống khổ con mẹ nó ngày hôm nay thật quá đen thấy dòng số là hiện thị nhưng vẫn là phải cầm máy lên nghe tiểu lưu phải không ta trương dương đây lưu hải đào sửng suốt nửa ngày mới nhớ ra trương dương là ai bà ngoại nó, tiểu tử ngươi cũng dám gọi ta là tiểu lưu. Lưu Hải đào ước đến suýt cầm điện thoại mà đáp, nhưng nghĩ lại lý bí thư cùng tiểu tử này quan hệ hết sức vi diệu. Làm lái xe dù cũng có chút địa vị nhưng đều là được nhờ hơi lãnh đạo, đành nén giận mà đáp Trương Dương à, tìm ta có việc gì. Trương Dương lúc này mới sơ lược kể chuyện vừa nãy ra, cuối cùng bẻ thêm một câu, tiểu lưu, người giúp ta liên hệ với lý bí thư nhé. Lưu Hải đào thầm mắng thằng dở hơi kia, có cái chuyện này mà cũng đòi liên hệ Lý Bí Thư. Hắn hỏi rõ sự tình, trong đầu cũng có chủ ý. Nghe Trương Dương gọi điện, Vương Trung Khoa nghe thấy Lý Bí Thư nội tâm không khỏi run rẩy. huyện Xuân Dương này, nhắc tới Lý Bí Thư thì phản ứng đầu tiên là nhớ tới Bí Thư huyện ủy Lý Trường Vũ. Nhưng ý nghĩ này cũng nhanh chóng giảm bớt, tiểu tử này nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, thế nào lại có thể nhắc cái liên hệ với Lý Bí Thư ngay? Đang tự cười bản thân mình thì thấy Trương Dương Tùng tỉm cười nói vào điện thoại, Vương Sở nghe điện thoại chút đi. Vương Trung Khoa ngẩn người, đi tới tiếp ống nghe, tim đập cũng nhanh lên một chút. Vương Sở A, ta là Lưu Hải đào tài xế riêng cửa huyện ủy Bí Thư. Vương Trung Khoa đương nhiên biết Bí Thư Lý Vũ Trường nhưng lại chẳng biết lái xe riêng của ngài, tuy là như vậy nhưng vẫn khách khí. Vâng, xin chào. Chuyện đây là như thế nào vậy? Các người xử lý có vấn đề gì sao? bất quá theo ta thì chuyện nhỏ này hà tất làm khó mấy sinh viên làm gì trương dương là cháu họ của lý bí thư nếu ngài biết chuyện chắc sẽ không tốt lắm đâu phương sở tất nhiên là kính sợ lý bí thư nhưng không có sợ tên lái xe này giả như trực tiếp lý bí thư gọi điện đến thì hắn sẽ không do dự mà thả đám kia đi thế nhưng lưu hải đào gọi tới thì lại là chuyện khác xem ra thứ nhất quan hệ trương dương và lý bí thư cũng chẳng ra sao dù tên tài xế kia có nói là cháu trai nhưng cũng chỉ là nói quá lên có dùng mông mà nghĩ cũng biết nếu là cháu trai thật thì phải thông qua tên tài xế làm gì. Thứ hai, Vương Trung Khoa không ưa cái giọng điệu của tên Lưu Hải Đào này, dù gì thì hắn cũng là một cán bộ, có tôn nghiêm của mình, đâu thể để một tên lái xe trước mặt mình mà lên giọng ra vẻ. Thứ ba, chắc gì tên này đã là lái xe của Lý Bí Thư. Vương Trung Khoa cười cười, không nhanh không chậm nói, người tốt nhất nên tới đây một chuyến. Nghĩ cho cùng nếu người không đến tức là người cùng Trương Dương kia cấu kết lừa gạt cán bộ, vậy ta sẽ có thêm lý do để xử tên trương dương kia lưu đào hải nghe thấy đối phương cúp máy nhất thời nổi giận một tên đồn trưởng công an thôi mà cũng dám thái độ như thế với mình đến cục trưởng cục công an huyện cũng chưa chắc đã dám như vậy a à. càng là tiểu nhân vật bên cạnh lãnh đạo thì thường càng trọng mặt mũi phương sở kia chạm vào đúng vẩy ngược của lưu hải đào làm cho hắn cảm thấy mình như bị coi thường không nói không rằng lưu hải đào mặc luôn quần áo chuẩn bị đi chuyện này giờ không chỉ là vấn đề của Trương Dương nữa, mà hiện tại còn là giữa hắn và tên tiểu đồn trưởng kia. Lưu Hải Đào hiện trong lòng nghĩ phải tới xem mặt mũi tên Vương Trung Khoa kia, xem rút cuộc hắn là ai mà dám không nể mặt Lưu Mỗ. Vợ hắn đang sắp lên được đến đỉnh, ai rè chồng lại bị lôi đi, hậm hực mà ném ra một câu, đi rồi không phải về nữa đâu, tới chỗ bí thư mà ngủ. Lưu Hải Đào sừng sốt, cậu giận hờn này của vợ lại nhắc nhở hắn một chút, chính mình cứ lỗ mãng mà tới thế có ổn không? tuy là vì bí thư làm việc nhưng làm tốt mà lãnh đạo không biết thì chẳng hóa làm xuông à? với cả tên đồn trưởng kia rất là không thèm nể mặt mũi người khác, biết đâu hắn có chỗ dựa thì sao? phân vân một hồi rồi cũng đưa ra quyết định nên tham khảo ý kiến của bí thư trước. lý trường vũ cũng vừa mới nghỉ chưa lâu nhận được điện thoại của lưu hải đào cũng có chút mất hứng. lưu hải đào nghe điện cũng nhận ra xếp có chút bất mãn. Nội tâm tuy bất an nhưng cũng âm thầm thích chí, hắn có thể hình dung ra Lý bí thư cũng đang làm nghĩa vụ, nộp thuế cho vợ. Người của ngươi không để yên cho ta làm nốt nghĩa vụ của ta, thì ta cũng phá ngang nghĩa vụ của ngươi, đáng đời a. À. Lý Trường Vũ nghe thấy được chuyện của Trương Dương, lập tức trở nên trầm mặc, thằng nhãi vô liêm sỉ, sao không làm ông bớt lo một chút hả? Tiền ta cũng đã cho ngươi, trước vị ta cũng tận lực giúp ngươi sắp xếp, dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian chứ. Người mẹ nó không có một chút nhẫn nại nào, sao nhanh như vậy mà đã gặp chuyện rồi. Tức thì tức, nhưng chuyện này vẫn phải xử lý, Lý Thường vũ mặt không đổi sắc nói, tiểu lưu, hắn có nói tên của tôi ra hay không? Lưu Hải Đào suy nghĩ một chút, hình như không có, Trương Dương chỉ gọi điện thoại tới, vốn tôi cũng không muốn làm phiền đến ngài, nhưng tay đồn trưởng công an họ vương kia, tôi đã nói hắn là cháu trai của ngài, nhưng hắn nói bí thư thị ủy đến đó cũng không được, hắn phải theo lẽ công bằng chấp pháp, sau đó liền cúp điện thoại, tôi suy nghĩ một chút, chuyện này phải trưng cầu ý kiến của Lý Bí Thư. Lý Trường vũ cau mày lại, ở trên chính đàn chém giết, hắn nghe ra được trong lời nói của Lưu Hải Đào có chút khoa trương, tiểu Lưu đang tận lực làm cho mình tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái tay tiểu sở trưởng này khẳng định bất kính với mình, bằng không tiểu Lưu vừa nói ra thân phận của mình, chuyện này sao vẫn không được giải quyết. Tự nhiên lại làm loạn lên đến nỗi để mình phải xuất đầu. Lý Trường Vũ trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng nói một câu, chuyện này cậu không cần lo, tôi đi xử lý. Lưu Hải Đào như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nghe được những lời này của Lý Trường Vũ, hắn hiểu rằng, việc xúi giục làm huyện thái gia tức giận đã thành công, trong lòng không khỏi đắc ý, mẹ kiếp, một tiểu sở trường mà dám làm cứng với ta, ông muốn xem người hôm nay sẽ làm như thế nào. Lý Trường Vũ ở bên này cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng Thiệu Vệ Giang cục công an huyện, hôm nay là cuối tuần. Thiệu vệ Giang cũng đang bận rộn làm công việc hiến thân cho bà xã của hắn, bởi vì uống thêm một chút rượu, đồng chí vệ Giang hôm nay hùng phong lẫm lẫm, lần chiến đấu này là lần phát huy tốt nhất trong năm nay của mình, đang trong lúc cao hứng, điện thoại lại vang lên, thiệu vệ Giang có một căn bệnh, chỉ cần nghe thấy chuông điện thoại là ngừng chiến đấu, nhìn vẻ mặt thất vọng của bà xã. Đồng chí vệ Giang có chút căm tức, sao 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 thật biết chọn thời gian, ông không quản đến mày. Nhận điện thoại mới biết, thì ra người gọi chính là lão đại của mình, chức vị và quyền lực đều hơn hẳn mình, sự tức giận trong lòng trong phút chốc tiêu tán sạch sẽ, cười ra mặt nói, thì ra là Lý bí thư, có gì cần chỉ giáo. Lão Thiệu à, tôi có một đứa cháu trai tên là Trương Dương, bị đồng công an ở gần ga bắt, nguyên nhân chuyện này không được rõ ràng, nhưng đứa nhỏ này dường như rất ủy khuất, vốn tôi muốn để tài xế tiểu Lưu đi xử lý một chút, đáng tiếc là hắn không có năng lực này, lão Thiệu. Thực sự xin lỗi muộn như thế này rồi mà vẫn gọi điện thoại cho anh, quấy giày anh nghỉ ngơi. Thiệu vệ giang là ai chứ, có thể để Lý Thường Vũ tự mình gọi điện thoại khẳng định quan hệ rất không bình thường, tài xế tiểu lưu không có năng lực. Người ta nói rất mịt mờ, thiệu vệ giang nhất thời hiểu được ý tứ trong những lời này, nhất định là người nào đó không nhìn xa trông rộng không cho người ta chút mặt mũi, Lý Trường Vũ mới hỏi tội mình. Thiệu vệ giang vội vã dãi bẫy, mình sẽ lập tức đi hỏi chuyện này. Lý Trương Vũ từ từ nói một câu, tôi thấy chuyện này có thể là do Trương Dương có lỗi, hắn chỉ là một học sinh, khó tránh khỏi có chút khi huyết phương cương của tuổi trẻ. Lão thiệu à, anh phái điều tra thật rõ, vô luận là ai làm sai, cũng phải xử lý thật nghiêm, không nên nể mặt. Thiệu vệ giang trong lòng cảm thấy ớn lạnh, mẹ ơi, người ta dù sao cũng là lãnh đạo, người thấy người ta nói công bằng, một câu tuổi trẻ khí huyết phương cương liền chối bỏ toàn bộ sai lầm của người thân mình, ai bị xử lý thật nghiêm khẳng định là tiểu sở trường không để cho hắn mặt mũi, thiệu vệ giang trong lòng có chút tức giận, thế nhưng cũng không dám nói ra, còn phải nói hai câu giả vâng, lý trường vũ bên kia mới cúp điện thoại. Thiệu vệ giang từ từ buông điện thoại, đồn công an cạnh nhà ga, trong đầu hắn rất nhanh hiện ra một cái tên Vương Trung Khoa, nhắc đến tới Vương Trung Khoa quả thực là một lão cảnh sát, năm nay 40 tuổi, làm cảnh sát so với thiệu vệ giang chậm hơn hai kỳ, người đã leo lên được vị trí như thiệu vệ giang, suy nghĩ đầu tiên không phải là sai phạm của đối phương, mà điều đầu tiên suy nghĩ đến phía sau đương sự cuối cùng là người nào. Phía sau Trương Dương chính là bí thư huyện ủy Lý Thường Vũ, người ta đã đánh chống Dương cờ cho mình thấy, Vương Trung Khoa lại không có chỗ dựa vững chắc, thiệu vệ giang chỉ cố kỵ một điều, dù sao bọn họ cũng cùng làm trong hệ thống cảnh vụ, không thể tỏ ra yếu kém trước Lý Thường Vũ được, những nghĩ đi nghĩ lại, chuyện Lý Thường Vũ sắp được thăng chức gần đây mọi người đều biết, nếu như hôm nay kết quả xử lý không thể làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn, sợ rằng sau này quan hệ sẽ không tốt, ai cũng đều biết Lý Thường Vũ là người có thù cất báo. Người như vậy không thể trở thành bạn thì thôi, ai cũng không nguyện ý có một địch nhân như vậy. Thiếu vệ giang năm nay mới 41 tuổi, cấp bậc hành chính là phó ban, hắn còn muốn tiến lên phía trước một bước, cho nên quan hệ với Lý Thường Vũ càng trở nên quan trọng. Nghĩa thấu cái được cái mất, thiệu vệ giang lập tức cầm lấy điện thoại, đang chuẩn bị gọi đến số máy của đồng công an cạnh trạm xe, nhưng lập tức liền sửa lại chú ý, chỗ hắn ở cách bến xe đường dài không xa lắm, nếu như Lý Trường Vũ đã tự mình gọi điện thoại đến, hắn phải biểu thị mình cũng coi trọng việc này, tự mình đi một chuyến. Cục trưởng phu nhân vẫn còn ẩm ướt đang nằm trên giường chờ sẵn, vốn tưởng Thiệu Vệ Giang sau khi nghe đi nghe điện thoại sẽ tiếp tục chiến đấu, thế nhưng đã thấy hắn bắt đầu rời giường mặc quần áo, nhịn không được sự thất vọng ở trong lòng, sau này không cho ông chạm vào tôi nữa sau đó dùng chăn che kín đầu. Thiệu cục trưởng ở sau lưng cười nhạt, thiếu phụ đã luống tuổi, người uy hiếp được ai? Cho rằng ông muốn động vào ngươi à, ta là do chủ nghĩa nhân đạo, chưa phát giác mình đang nhớ tới cái mông tròn vo của tiểu cán sự phòng tuyên truyền, người luôn luôn lão luyện như thiệu cục vậy mà cũng dựng lên. Trương Dương cũng không biết một cú điện thoại của mình đã tạo nên biết bao oán phụ, bầu không khí trong phòng bảo vệ của công ty vận chuyển hành khách như gươm tuốt khỏi vỏ, Vương Trung Khoa cố ý muốn dẫn Trương Dương đi, tả hiểu tình lại che trước mặt Trương Dương, tôi cũng muốn gọi một cú điện thoại. Vương Trung Khoa có chút tức giận, đêm này làm sao vậy chứ? Dáng vẻ của ông dế bị ức hiếp lắm sao? Cảm đám đều muốn ức hiếp ta, đã gần nửa giờ trôi qua mà vẫn không gặp tay tài xế của Lý Bí Thư. Vương Trung Khoa cho rằng Trương Dương 89 phần là cố ý lấy đại danh của Lý Bí Thư ra dọa mình. Mức nhẫn nại của con người cũng có mức độ, vương sở trưởng của chúng ta cũng như vậy, Lúc này hắn đang cảm thấy quyền lực của mình không ngừng bị mấy tiểu bối này khiêu chiến, lửa giận trong lòng đã không thể dập được, vẻ mặt bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, không được, tất cả đều phải về đồn công an. Tả Hiểu Tình không có chút sợ hãi nào, ông dựa vào cái gì? Cho dù muốn bắt người, cũng phải chú ý đến thủ tục chứ, ông làm như vậy có phải là phạm pháp hay không? Một con nhóc tự nhiên dám giáo huấn mình, Vương Trung Khoa cười lạnh một tiếng, nói ra một câu cực kỳ mạnh miệng, ở chỗ này, ta chính là pháp luật. Tả hiểu tình cũng cười lạnh nhìn lại hắn, nếu như ngươi không có cho ta gọi, ta dám cam đoan ngày mai ngươi vì giam giữ người vô tội trái phép mà bị cấp trên xử lý. Uy hiếp, đe dọa, cho dù là đứa trẻ lên ba cũng có thể nhận biết được đây là uy hiếp trần trụi, thế nhưng dù là cảnh sát lão luyện vậy mà khi nghe những lời đe dọa này của tả hiểu tình hắn cũng có chút giật mình sợ hãi, cũng khó mà trách được, đôi mắt, khí chất khi đó của tả hiểu tình cũng toát lên một sự kiên định cứng rắn, sự tự tin đó vô luận như thế nào cũng không có một chút giả dối, mà đó thực sự là cái uy của người có uy quyền. Khi con người gặp nguy hiểm thì bản năng tự nhiên sẽ có phản ứng lại, mà cái loại phản ứng này thì cảnh sát còn muốn nhanh nhạy hơn người khác một chút. Vương Trung Khoa bắt đầu cảm nhận được sự tình càng ngày càng khó giải quyết, thế nhưng dù sao hắn cũng là một cảnh sát lão luyện, làm sao có thể chấp nhận được cái sự thực là đối mặt với tả hiểu tình này hắn lại có thể vì một chút biểu hiện của một tiểu nha đầu đó mà sợ hãi được hắn không thể làm cái chuyện không giữ chút mặt mũi nào là không cho tả hiểu tình gọi điện như vậy cả, như vậy chẳng phải càng chứng minh được là hắn sợ nàng ta sao. Chỉ hư lạnh một tiếng, số điện thoại bao nhiêu, ta sẽ gọi cho người nhà ngươi. 8 triệu 736 928 Vương Trung Khoa nghe xong cũng nhận định được dãy số này cũng thuộc trong thành phố, hắn đánh mắt cho một viên cảnh sát bên cạnh, gã cảnh sát kia liền gọi đến số điện thoại đó, thế nhưng sau khi có người bắt máy, hắn lại đâm ra đứng yên một chỗ chết lặng người, cũng không có biểu hiện gì cả chỉ là sắc mặt càng lúc càng trắng bệch ra, hồi lâu sau mới tỉnh lại, tay chân luống cuốn nhìn về phía Vương Trung Khoa, là cục, là cục trưởng, là điện thoại của điền cục trưởng. Vương Trung Khoa cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ của mình. Trong đầu một tiếng nổ lớn, hắn tuy rằng chỉ là một tiểu đồn trưởng còn con, thế nhưng cũng có biết cái vị cục trưởng cục công an giang thành họ điền kia. Điền Khách Long tại Cục Công an huyện Giang Thành thực sự là cũng có tiếng tăm, gần như là không ai là không có biết đến tên lão, không ai là không biết lão là một người cáu kỉnh hay nóng này, không ai là không biết lão là một người thủ đoạn có tiếng. Vương Trung Khoa giờ đây cũng không có dám hoài nghi cuộc điện thoại này là giả danh nữa. Gã cảnh sát phụ trách gọi điện thoại giờ tay phải nắm ống nghe đã bắt đầu run rẩy đứng lên. Câu đầu tiên mà hắn nghe được cũng là câu mà có thể làm cái sự nghiệp cảnh sát của hắn bây giờ đi tong alo, ta là Điền Khánh Long. Vẫn là cái phong cách tiếp điện thoại đầy khủng bố của Điền Cục trưởng Cục Công an, chỉ cái câu nói đầu tiên đó thôi cũng đã đủ làm cho mấy gã cảnh sát phổ thông này sợ đến vãi cả gia quần, một sự uy áp đáng sợ không thể nói hết thành lời được. Gã cảnh sát phụ trách nghe điện cảm giác tựa hồ như giờ đây hắn không phải là cầm cái ống nghe nữa mà là một quả lựu đạn đã kéo kíp nổ rồi, hắn hận không thể trực tiếp cầm cái quả lựu đạn này ném qua cho người khác được. Vương Trung Khoa khi nghe đến cái tên này thì ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, là cục trưởng đại lão gia, người ta là phó phòng. Mình chẳng qua chỉ là một tiểu đồn trưởng mà thôi, trước mặt cục trưởng đại lão gia thì hắn chẳng khác nào một tiểu hài tử mới chập chững biết đi cả, thế thì làm gì còn cái gọi là uy quyền nữa chứ. Hắn giờ đây thực sự là đã sợ rồi, lưng đã toát mồ hôi ướt súng từ lúc nào không hay, tay chân cũng run rẩy không có dám nhận cú điện thoại này nữa, giờ ánh mắt hắn lại chuyển về phía tả hiểu tình thế nhưng trước kia thì là ánh mắt khinh thường muốn uy áp đối phương đã chuyển thành cầu xin. Hắn cảm giác được chính hắn đã bất chi bất giác vướng vào một sự tình vô cùng rắc rối và nguy hiểm, trước mắt người có thể giúp hắn thoát được khỏi cái sự tình này duy nhất chỉ có tả hiểu tình đây. Tả hiểu tình lạnh lùng đi tới viên cảnh sát phụ trách điện thoại, hờ hững cầm cái điện thoại trong tay hắn, dượng à, con là tả hiểu tình. Điền Khánh Long cười vang một tiếng, mà tất cả mọi người trong phòng cũng đều nghe thấy được tiếng cười nghe như vui vẻ nhưng đầy chất khủng bố đáng sợ đó, đúng là lời nói của Cục trưởng Cục Cảnh sát huyện có lực sát thương cực lớn. Là hiểu tình à, tối muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại là có chuyện gì vậy? Dì ba có ở nhà không? Tả hiểu tình cũng không có nhắc tới sự việc tối hôm nay, tuy rằng chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy thôi thế nhưng lại làm cho sắc mặt tất cả mọi người ở đây không khỏi giãn ra, nếu không phải người ngu ngốc thì chắc chắn phải nghe ra được cái vị cục trưởng cục công an huyện Giang Thành kia là dượng của tả hiểu tình. Ngay cả Hồng Linh ở một bên cũng phải trợn tròn mở to hai mắt ra mà nhìn vị bạn học này của mình, không một chút che giấu nào, vừa ngỡ ngàng không thể ngờ được, lại vừa ước ao thèm muốn. Xem ra những tin tức mà nàng ta nắm giữ được về người bạn học này không có tẹo chính xác gì cả, bối cảnh của người ta thực sự là thân bất khả chắc mà, cục trưởng cục công an Giang Thành Điền Khánh Long là cha dượng của y dì ba của ngươi đi du lịch rồi, chẳng phải con bé ngươi cũng biết rồi sao? Vẫn là cái giọng mà mọi người trong phòng có thể nghe thấy được đó oang oang nói trong điện thoại. Vương Trung Khoa lo sợ thấp thỏm bất an đứng một bên, nhìn nhìn tả hiểu tình ánh mắt cầu xin mong muốn tả hiểu tình nhìn vạn lần đừng có nói cái chuyện xảy ra tối hôm nay. Tả hiểu tình chỉ nợ một nụ cười nhẹ là con quên mất, thật là, là do làm việc hơi bận cũng không có nhớ rõ được lắm, chỉ là bỗng nhiên nhớ gì ba muốn trò chuyện cùng gì ba một việc. Cú giác nhạy bén của cảnh sát Điền Khánh Long phát hiện có chút gì đó không đúng, thấp giọng hỏi, "Hiểu Tình, là con có đúng hay không không có chuyện gì? Có hay không có ai khi dễ con vậy?" Hai chân Vương Trung Khoa giờ đây từ run rẩy đã chuyển sang mềm nhũn ra rồi chẳng còn chút sức lực nào nữa, đứng còn không vững, chỉ trực ngã xuống nền nhà. Thế nhưng Tả Hiểu Tình lại khôn khéo không có nói ra gì cả, chỉ có nói không có việc gì hết cả, sau đó ân cần hỏi thăm bệnh tình huyết áp cao của Điền Khánh Long, rồi cúp điện thoại luôn thực sự là nàng ta cũng chỉ muốn dọa cho đám người ở đây sợ mà thôi, cũng không có muốn làm to chuyện làm gì, sợ rằng có người lại nói là nàng ta dựa vào quyền thế người thân mà dở giọng kiêu căng ngạo mạn làm cao khinh thường người khác. Vương Trung khoa chán, mặt cổ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn cũng phải nhìn tả hiểu tình bằng một ánh mắt ngưỡng mộ cùng khâm phục, thật là một nữ hài tử không đơn giản chút nào, nàng ta từ đầu tới cuối cũng không có đề cập tới chuyện tối nay một chút nào cả, thế nhưng chỉ một cú điện thoại đó cũng đủ chứng minh được bối cảnh đáng sợ của nàng ta như thế nào, hơn thế nữa chỉ sợ đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Người ta cũng không có muốn truy cứu hành động của Vương Trung Khoa, bởi vì đối phó với một tiểu đồn trưởng như hắn, người ta cũng không cần dùng đến áp lực của Cục trưởng Cục Công an huyện làm gì, thế chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ châu sao. Giải quyết được cái vấn đề rắc rối này xong, sắc mặt tả hiểu tình cũng không có bất luận cái gì thay đổi, không có một chút đắc chí nào cả, vẫn là sự tự tin bình thản bước tới đứng bên người Trương Dương, nhẹ giọng hỏi, đồn trưởng Vương, chúng tôi có thể đi được không? Vương Trung Khoa tự đáy lòng đã nhận thua nữ hài tử này, cũng không có một chút hận ý nào với tả hiểu tình cả, chỉ có là cảm kích. Nếu như là người ta muốn trả thù mình, chỉ cần để lộ ra một chút sự việc ngày hôm nay thôi, thì cái vị cục trưởng cục công an huyện Giang Thành Đại Lão ra kia không có động đậy một ngón tay thì hắn cũng đã xong đời luôn rồi vương trung khoa đang muốn nhân cơ hội này rút lui êm thấm một phen thế nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng còi xe cảnh sát cảm giác bất an của vương trung khoa lúc nãy đã yên ổn lắng xuống giờ đây lại nổi lên mãnh liệt hắn cảm giác như chuyện tình ngày hôm nay sợ rằng không có dễ dàng nữa rồi trong khi hắn còn đang lo sợ thì gian phòng ngoài đã vang lên tiếng của thiệu vệ giang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy trong phòng không ai có cam đảm dám nhìn vào mắt thiệu vệ giang cả vương trung khoa thấy triệu vệ giang xuất hiện trong đầu giờ đây chỉ là một khoảng trống rỗng. Ngày hôm nay là ngày nào, ta mẹ nó chứ, không nhẽ hôm nay ra khỏi cửa ta không có xem hoàng lịch, chẳng nhẽ ta lại bước nhầm chân ra khỏi nhà. Vương Trung Khoa vẫn đang tự thầm chủi rủa chính bản thân mình, đều là một đám xúc sinh cãi nhau mà thôi, người sao 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 nếu không có thèm muốn tiểu cô nương xinh xắn đó thì sao lại làm loạn lên như vậy. Người tưởng cha ngươi là nghiêu bức, cũng chỉ bất quá là một tiểu quản lý công ty vận chuyển hành khách, tưởng có thể dựa vào hắn ta mà hách dịch được sao? ngươi chính là muốn tự tìm chết vậy mà lại còn định lôi ta chết cùng ngươi nữa chắc? Vương Trung Khoa vì việc này mà hận bản thân mình mãi không thôi. Thiệu vệ ghi ngay cả nước mắt nhìn Vương Trung Khoa cũng không có, chỉ thấp giọng gọi ai là Trương Dương. Trương Dương cười tủm tỉm đứng dậy, bằng trực giác hắn có thể cảm giác được cú điện thoại kia vừa rồi của mình cũng có chút tác dụng a. À. Thiệu vệ giang đi về phía trước một bước sau đó vươn tay cầm lấy tay phải trương dương trương dương à là ngươi phải chịu ủy khuất rồi người yên tâm đi chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo thiệu cục trưởng rõ ràng là muốn thiên vị cho trương dương thiên vị thì đã làm sao ông đây là cục trưởng cục công an huyện xuân dương ở cái huyện xuân dương này ta muốn thiên vị người khác thì ai dám có nửa lời phản đối nào vương trung khoa đến bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu hết rồi cái gã trương dương trẻ tuổi trước mặt mà mình nhất định đòi bắt này ra cảnh sợ rằng cũng thực sự làm người ta phải giật mình, lại nhớ tới cái cuộc điện thoại kia của hắn gọi cho tài xế của Lý Bí Thư Lưu Hải Đào, vậy chẳng phải phía sau hắn chính là vị Bí Thư huyện ủy nhân dân Lý Trường Vũ Đại Lão ra đó sao? Vương Trung Khoa giờ đây tâm tình đã chết lặng, mình đúng là không có mắt, lại đi trêu vào hai cái người không nên trêu vào nhất này, đúng là tự mình tìm chết rồi hàn chuyện bảo từ nãy tới giờ vẫn cứ một mực cúi gằm xuống đất không có nửa điểm dám ngẩng đầu lên nhìn đám người trương dương nữa hắn cũng không phải kẻ ngu si mọi chuyện phát sinh từ đầu đến cuối hắn đều chứng kiến rành mạch biết chính mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi ai mà có thể nghĩ đến được chỉ có trêu đùa hai tiểu cô nương trông hiền lành dễ thương đáng yêu như vậy thôi mà lại có thể dẫn tới cái chuyện tình lớn như thế này ai bảo người ta là nữ đài khuê các ai bảo ra thế người ta có quyền thế đáng sợ đến như vậy chuyện gì vừa xảy ra Thiệu vệ giang mãi tận bây giờ mới nhìn về phía vương trung khoa, ánh mắt tràn đầy sát ý, tiểu tử ngươi dám gây phiền toái cho ta, ai dám gây phiền toái cho ta, ta nhất định tìm hắn gây phiền toái lại gấp 10 lần. Thiệu cục trưởng từ lúc làm quan tới giờ vẫn chứ thủy chung giữ nguyên tắc nghề nghiệp này của mình, mà hắn cũng không có biết lúc nãy cục trưởng cục công an thành phố danh thành Điền Khánh Long gọi điện thoại tới đây, nếu như hắn mà biết vừa rồi xếp của mình gọi điện xuống đây hỏi thăm thì nhất định hắn đã không có nhiều lời như vậy trực tiếp đạp cửa sông vào nện cho cái tên Vương Trung Khoa kia một trận để tỏ lòng với cấp trên. Trương Dương và Tả Hiểu Tình vẫn không có nói gì, Hồng Linh đã dành trước đem hết thảy sự việc tối nay nói qua một lần, cái đặc điểm duy nhất của tiểu nha đầu này là nhanh mồm nhanh miệng giờ đây được phát huy hoàn toàn, đương nhiên Trương Dương cũng phát hiện thêm một điểm mạnh nữa của nàng ta đó là tài thêm mắm thêm muối cho câu chuyện đỡ tẻ nhạt, không biết là tài nấu nướng của nàng ta thế nào, chứ việc gia công thêm vào câu chuyện để câu chuyện trở nên sinh động hơn thì phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp và thành thục. Trương Dương cũng tự than, về điểm này thực sự mình không có bằng được một phần vạn nàng ta. Tuy rằng biết rõ Hồng Linh đã thêm mắm thêm muối vào đại bộ phận câu chuyện, thế nhưng Vương Trung Khoa hết lần này tới lần khác cũng không có dám cãi lại một lời nào, càng nghe hắn càng cảm giác được mình cứ như đang rơi vào một cái vực sâu không đáy. Hắn nhận thấy thời gian bây giờ sao mà trôi qua thật lâu, mà hắn cứ rơi cứ rơi mãi vẫn chưa thấy đáy của cái vực đó đâu cả, thậm chí đến cả hô hấp càng ngày hắn càng thấy trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mãi cho đến bây giờ tả hiểu tình mới lên tiếng, cắt đứt câu chuyện hay dài lê thê của cô bạn Hồng Linh, thôi bỏ đi, chỉ cần nói rõ sự việc chính là được rồi, đồn trưởng Vương, hiện tại chúng tôi có thể đi được rồi chứ. Vương Trung Khoa như kẻ chết đuối giữa biển vớ được phao, ánh mắt cảm kích nhìn tả hiểu tình gật gật đầu, thật đúng là một cô bé tốt bụng rộng lược, vừa nhìn đã biết là khuê nữ đại các có ăn học của một gia đình giàu có. Thế nhưng thiệu vệ giang bên này lại lắc đầu phản đối, không được. Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ rằng, bằng không chúng ta, cảnh sát nhân dân thế nào mà ăn nói với nhân dân được, thế nào mà ăn nói với quốc gia được. Các ngươi có còn nhớ hay không chức trách của cảnh sát nhân dân là gì? Còn nhớ hay không những lời tuyên thệ vì nhân dân phục vụ? Chức trách của cảnh sát nhân dân là bảo vệ sinh mệnh người dân, cùng tài sản an toàn mà không phải là những điều ngược lại. Thiệu cục trưởng nói năng rất có khí phách dọa người, ánh mắt tràn ngập đe dọa nhìn vào hàn truyện bảo, đưa tay chỉ vào mũi hắn nói, người có quyền hạn chế tự do người khác từ bao giờ thế. Người đây là phạm tội, người có biết không? Hàn chuyện bảo tuy rằng từ nãy tới giờ vẫn sợ hãi, thế nhưng ngoài miệng vẫn còn chút kiên cường, thế nhưng hắn cũng đánh ta mà, ý tứ của hắn thừa nhận là hắn tuy rằng có hạn chế tự do của bọn họ, thế nhưng hắn cũng là người chịu đòn, thực lòng mà nói chính hắn còn chịu thiệt thòi nhiều hơn. Nhưng nào ngờ hắn càng biện minh thì lại càng làm cơn tức của thiệu vệ giang nổi to hơn, người có hiểu hay không hiểu thế nào là tự vệ chính đáng. Vương Trung Khoa, người thử nhìn lại người của người quản lý đi, thực là chẳng ra làm sao cả. Chuyện này, người ngay tối nay nhất định phải xử lý sao cho tốt, ngày mai lên cục báo cáo lại cho ta, nếu không thì cứ ngồi đó mà viết bản kiểm điểm luôn đi. Trương Dương nhìn vẻ ngạo nghễ của thiệu vệ giang mà thèm muốn, hắn so với mấy gã cảnh sát phổ thông ở đây thực sự là uy phong hơn rất nhiều, một tia hâm mộ cùng khát vọng tràn ngập người hắn, thực là thống khoái, thế mới đáng làm nam nhi chí hướng bốn phương đầu đội trời chân đạp đất uy vang dội chứ. Ngẫm lại chính mình từ trước tới giờ, cũng chỉ là có qua lại với mấy đám đầu trâu ngựa hay là dạng chó theo đuôi chủ mà thôi, chẳng đáng là gì, tuy cũng có trái ôm phải ấp, sống mơ mơ màng màng thế nhưng thực là quá lãng phí đời người rồi. Một người đã từng trải thì tiếp thu vấn đề, tiếp nhận những sự việc đã qua trên một góc độ sẽ hoàn toàn khác trước kia, đó chính là sự đề thăng của cảnh giới nhân sinh của mỗi con người. Trương Dương có thể cảm nhận được cảnh giới của mình đang tăng lên rõ rệt, hơn nữa tăng lên không phải chỉ có một chút. Sự việc dường như sắp được ổn định rồi vậy mà Thiệu Vệ Giang tới lại làm xáo trộn hết cả lên, lại làm Vương Trung Khoa một phen khổ sở nữa không thôi. Thiệu Vệ Giang tự mình dẫn Trương Dương ra đến tận ngoài cửa đồn, đây là một thắng lợi, thực sự là thắng lợi to lớn giờ ánh mắt Hồng Linh nhìn Trương Dương không còn là ánh mắt coi thường cùng hèn mọn nữa. Người ta chỉ là một thực tập sinh vệ giáo, thế nhưng lại có quan hệ thập phần đáng sợ, quen biết thân mật với cả cục trưởng công an huyện như thế kia thì thực sự là quá dọa người mà. Còn tả hiểu tình thì nàng ta từ bây giờ chỉ có mà liều mạng theo sau nịnh bợ, hiện tại cái trực giác của con gái của nàng ta mách bảo, cô bạn cùng học này của mình bối cảnh sợ rằng còn đáng sợ hơn Trương Dương nhiều lần, Đáng lẽ ra là thiệu vệ giang muốn tự mình lái xe đưa cả bọn Trương Dương về bệnh viện, thế nhưng Trương Dương lại một mực cử tuyệt ý tốt của hắn, mà thiệu vệ giang cũng chỉ là đang diễn trò, hắn không phải là diễn trò cho đám thuộc hạ xem, mà là đang diễn trò cho Lý Bí Thư Đại Lão ra xem, là hắn muốn thông qua miệng Trương Dương để truyền đạt biểu hiện của mình hôm nay, là chính mình đối với chuyện này có quan tâm bỏ và đã ra công sức nhiều như thế nào, đây là một loại khoe khoang đòi công trắng trợn. Trương Dương đương nhiên thừa biết cái thành ý này của hắn, thế nhưng vẫn cứ một mực từ chối. Thiệu vệ giang cũng là một người biết tiến thủ, thấy đối phương tỏ rõ quan điểm như vậy, hắn cũng không có trình diễn cái màn lấy lòng cấp trên này nữa. dù sao làm việc gì cũng không thể quá mức được. nếu cứ một mực trước mặt trương dương làm cái điệu bộ đó, thì chẳng khác nói nói cho cả thiên hạ biết thiệu cục trưởng cục công an mình đây lại phải đi nịnh bợ một thằng nhãi danh à? vương trung khoa từ nãy tới giờ sắc mặt rất khó coi, chỉ dám đi theo sau thiệu cục trưởng cùng tiểu tổ tông trương dương. Hắn cước bộ nặng nề quay lại phòng làm việc, ngón tay chỉ hàn chuyện bảo nói một câu, "Ta cho ngươi 12 giờ đồng hồ, trước 10 giờ sáng mai, đem tất cả những thứ mấy nàng ta mất về hết đây, bằng không ta cho ngươi đẹp mặt." Vương Trung Khoa nói như vậy không bởi chỉ vì áp lực của cấp trên, mà hắn đối với tình hình bên trong mấy cái bến xe cũng biết khá rõ. Bến xe là nơi làm ăn của bọn trộm cướp cùng mấy đồng nghiệp ở đó có thể giúp được tiểu tử này tìm về mấy cái thứ kia. Vương Trung Khoa thực sự cũng không có dám nghĩ tới mấy cái hậu quả cuối cùng, hắn cũng chỉ có khả năng làm giảm bớt trách nhiệm của mình đi mà thôi, và lại nhắc đến hai cái chữ trách nhiệm này, hắn cũng chỉ biết cười khổ, sự tình đã phát triển đến cái mức không thể vãn hồi lại được như thế này, thì hiển nhiên là có muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không có được nữa rồi, nhưng mà như thế nào mà có thể giải quyết được trong một ngày đây? Nhóm thực tập sinh vui vẻ cao hứng trên đường đi về bệnh viện huyệt, thật sự là rất vui mừng, đó là lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh có thể đàn áp được cái đám cảnh sát thường ngày vẫn hách dịch đó mà hồng linh không thể nghi ngờ chính là người hưng phấn nhất trong cả bọn nàng ta giờ có một kinh nghiệm đáng nhớ nhất trong đời được một lần thể hiện màn kể chuyện cực kỳ sinh động cái màn sự việc phát sinh buổi tối ngày hôm nay thực sự là rất nhập tâm vào tác phẩm của mình quên hết mọi thứ xung quanh lời lẽ cứ thế mà tuôn ra cũng khó trách được chuyện thêm gia vị vào câu chuyện tuy bị tả hiểu tình đột nhiên cắt ngang, thế nhưng nàng ta vẫn cứ cho rằng đó thực sự là một câu chuyện hay đáng để viết thành sách ha. Tả hiểu tình vẫn là bộ dạng lãnh đạm, tự tin chẳng màng gì thế tục xung quanh như mọi ngày mà bước đi, ở trong mắt Trương Dương, người con gái này dường như là không có biết vui buồn như bình thường là gì, chỉ có vẻ lãnh đạm khó gần, thực đúng là một cô gái danh môn khuê tú được lớn lên trong lễ giáo điển hình. Thế nhưng đáy lòng Trương Dương qua sự việc phát sinh vừa rồi, Hắn lại có cảm giác nàng ta với mình hiện giờ lại như càng gần sát hơn thì phải. Hai người sóng vai cùng đi phía sau, tuy rằng Vương Duệ đã chờ cho mấy tên nam sinh chủ động đi lên tới hỏi thăm Tả Hiểu Tình, thế nhưng đến lần hắn cũng chỉ được nụ cười nhẹ của nàng ta mà thôi, cũng không có cái gì là rụt rè e sợ lễ phép cả, mà vẫn là thái độ hờ hững băng lạnh như thường ngày, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác như luôn có một khoảng cách với Tả Hiểu Tình vậy, khiến cho mấy gã mơ tưởng cũng không dám tiếp cận gần gũi nàng mà cũng chỉ đứng từ xa mơ tưởng mà thôi cho nên rất nhanh cũng chỉ còn có một mình trương dương đi bên cạnh tả hiểu tình mà phải nói là tả hiểu tình cố ý đi muốn cùng với trương dương mới đúng một hồi lâu hai người cũng không có nói tiếng nào ngẫu nhiên hai ánh mắt cùng bắt gặp nhau hai người đồng thời đều nở nụ cười nhẹ đây là một loại cảm giác ăn ý vô cùng vi diệu giữa hai người với nhau tả hiểu tình rốt cục vẫn phải lên tiếng ngăn hồng linh lại nếu không ngăn cản cái miệng nhanh nhỏ của cô nàng này lại chỉ sợ rằng một lúc nữa thôi, chẳng biết nàng ta có thể thiêu diệt cái gia cảnh của mình thành ra như thế nào nữa. Ánh mắt Hồng Linh nhìn tả hiểu tình biểu lộ rõ sự sùng bái cùng kiêng kỵ, thế nhưng ẩn ẩn vẫn có tia đố kỵ bất bình, đồng dạng là hai cô gái tuổi mới lớn, đồng dạng là thực tập sinh học viện y khoa Giang Thành, hơn nữa thành tích của nàng ta so với tả hiểu tình còn tốt hơn một chút, nhưng mà một khi đem ra thế vào trong đó, thì sự chênh lệch giữa nàng ta với tả hiểu tình thực sự không thể hình dung ra được nữa, có lẽ chẳng có thứ gì có thể lấp được cái khoảng cách này được, quả nhiên vận mệnh con người ta là do ông trời sắp đặt sẵn rồi. Ánh mắt Hồng Linh nhìn qua Trương Dương cũng không còn là khinh bỉ cùng lạnh lùng trước kia nữa, chỉ một cú điện thoại mà có thể mời được cả cục trưởng cục côn an huyện Xuân Dương xuống tận cái đồn bé bé đó đưa hắn ra, thì hắn sợ rằng cũng không có phải là một người thực tập sinh vệ giáo đơn giản như vậy. Hồng Linh giờ đây thực sự đã hiểu, không thể nhìn người ta qua hình dáng bên ngoài được. Thế nhưng làm nàng ta ngạc nhiên nhất lại là hành động thong dong sóng vai đi cùng bên người Trương Dương của Tả Hiểu Tình, hết thảy nhìn có vẻ như tự nhiên, có vẻ như hài hòa, thế nhưng mà một điều lạ là cả chặng đường, hình như hai người bọn họ vẫn đi cạnh nhau thì phải. Chương 9, gió đầu giường cắt đại đội. Cả bọn cùng chia tay nhau ở phòng khách khu ký túc xá, Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương bằng một cặp mắt trong suốt như dòng suối mùa thu êm đềm đẹp mê đến người, thanh âm nhỏ nhẹ nói ta bỗng nhiên quên mất là chưa có nói tiếng cảm ơn ngươi trương dương nở nụ cười nói cảm ơn phải là ta mới đúng nhớ lại cái cảnh vương trung khoa xuất lĩnh một đám cảnh sát muốn bắt mình về đồn là tả hiểu tình vẫn cứ gắt gao che chắn trước người hắn không cho đám người kia mang hắn đi trương dương đối với cô nàng ngoài lạnh trong mềm này ngập tràn cảm kích tuy rằng tả hiểu tình có thể dũng cảm như vậy một phần là do bối cảnh sau lưng nàng ta thế nhưng phải biết rằng ngay tại lúc đó lại không có người nhà nàng ta ở đó vậy mà nàng ta vẫn dũng cảm đối đầu với một đám cảnh sát như vậy thì cũng cần phải có một dũng khí khá lớn. Vậy thì chúng ta hòa nhau nhé, tả hiểu tình lưu lại cho Trương Dương một nụ cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng lướt qua người hắn, đi lên cầu thang. Trương Dương ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hình bóng xinh đẹp của nàng khuất dần trên lầu, vẫn chưa phát giác ra mình giờ này có chút mất tự nhiên, thẳng đến khi Trần Quốc Vĩ cùng Vương Duệ xông lên gắt gao ôm bờ vai hắn, này. Trương Dương người đó nha, cái công phu kia thật sự là rất tuyệt đó, non người cũng uy phong lắm đó. Mà đó là cái công phu gì vậy? Phân cân thác cốt thủ, Trương Dương chỉ vỏn vẹn nói mấy chữ đó xong mà kệ hai người kia đứng chân ngốc một chỗ hồi lâu mà chẳng hiểu gì cả, thản nhiên đi về ký túc xã. Hàn truyện bảo là người có thể cảm nhận được đầy đủ nhất sự lợi hại của phân cân thác cốt thủ, mà cũng là Trương Dương đã hạ thủ lưu tình nên hắn cũng chỉ có bị chật khớp tay vào viện bó bột mà thôi. Thế nhưng lúc vào viện khám, hàn chuyện bảo lại giật mình sợ hãi thêm một hồi bởi vì kết luận của bác sĩ cũng chỉ là trật khớp đơn giản mà thôi thế nhưng điều kỳ quái lại là vị trí trật khớp này lại cực kỳ khó hiểu ngay đến cả bác sĩ chuyên gia khoa chỉnh hình bệnh viện nhân dân huyện mất nửa ngày trời cũng không có nắn lại được khớp tay của hàn chuyện bảo trở về vị trí cũ thế nên bác sĩ cũng chỉ khuyên hắn nên đi bệnh viện đông y huyện thì may ra mới chữa được vậy nên hắn mới cắn răng nhịn đau đến bệnh viện đông y khám thử mà lão chủ nhiệm khoa chỉnh hình bệnh viện Đông Y lại có quan hệ qua lại với cha của hắn, làm cha hắn cũng phải vác cái mặt già đến tìm chủ nhiệm khoa cầu cạnh một phen. Thế nhưng lúc xem qua phim chụp ích quang, vị chủ nhiệm khoa chỉnh hình kia cũng phải lắc đầu chào thua, bó tay không giải quyết được trường hợp này chỉ nói thủ pháp nắn gân trở lại vị trí cũ là không có khả năng. Nếu như không chịu phẫu thuật thì phải lên đến bệnh viện cấp thành phố xem rồi. Câu nói này làm hai cha con hàn chuyện bảo trợn tròn hai mắt mà nhìn, phải biết rằng cái vị lão chủ nhiệm khoa chỉnh hình bệnh viện Đông y này, ở tại cái thành phố Giang Thành, về khâu phẫu thuật chỉnh hình nắn gân thì lão ta gần như là người có tay nghề đứng đầu rồi, nếu như mà lão ta đã nói như vậy thì cả cái thành phố Giang Thành này sợ rằng cũng chẳng có ai có cách chữa khác cả. Hàn Duy Chính nhìn bộ dạng đứa con trai này của mình, vừa thấy yêu thương đau xót lại vừa căm tức, căm tức chính là bởi vì hắn thế nào mà lại có thể trêu vào nhiều thế lực đáng sợ như vậy cùng một lúc được. Đau lòng là vì dù sao hắn cũng là con trai mình, cũng không thể trơ mắt ra nhìn hắn chịu tội oan uổng được. Còn hàn chuyện bảo thì lại đem hết thảy tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Trương Dương, chẳng qua hắn cùng lắm cũng chỉ là một thằng hoát con miệng còn hôi sữa, mà lại làm cho ông mày mất mặt đến như vậy. Đã thế bộ dạng hắn bây giờ trông thật là thảm hại khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói đừng cho ta nhìn thấy mặt hắn một lần nữa, bằng không ta nhất định bẻ gãy hai chân. Hắn còn chưa nói hết câu, gáy đã bị cha hắn hung hăng tát một phát. Hàn Duy chính phẫn nộ, chừng mắt nhìn hắn, tiểu tử thối nhà ngươi lại muốn tìm rắc rối cho ta phải không? Người ta chỉ có gọi một cú điện thoại mà thiệu cục trưởng cục công an cũng phải tự mình mò tới, ngươi thử nghĩ xem đằng sau hắn là người nào. Đó là huyện ủy Lý Bí Thư đó, lại còn cả cái vị cục trưởng cục công an thành phố Điền Khánh Long. Hàn chuyện bảo bị cha mắng đến không dám ngẩng đầu nên, vừa rồi là hắn cũng chỉ vì tức giận quá mà nói như vậy thôi, Tất thảy mọi chuyện từ đầu tới cuối hắn cũng được chứng kiến tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, nếu như mắt hắn không bị mù, tai hắn không có bị điếc thì cũng có thể nhận ra được thế lực phía sau của hai người kia to lớn đến nhường nào, thực sự là không nên một lần nữa trêu vào cái tổ ong vò vẽ đó nữa, nếu không chỉ sợ lần sau hắn không chỉ có gãy một cái tay đơn giản như vậy thôi đâu. Mà cho dù hắn không có quan tâm tới gia cảnh phía sau hai người Trương Dương và Tả Hiểu Tình đi chăng nữa, thì với cái năng lực chỉ nhấc tay thôi đã biến mình cùng hai gã thuộc hạ dưới tay đánh thành ra cái dạng này rồi, mà hắn cũng chỉ mới 20 tuổi chứ mấy, trông lại thư sinh yếu ớt nhỏ con như vậy, nhưng thực sự là quá cường bạo. Hàn Duy Chính thì bình tĩnh lão luyện hơn, vẻ mặt ngoài như không hề quan tâm, thế nhưng trong đầu lại vẫn đang tính toán xem chuyện này nên giải quyết như thế nào. Vừa rồi Vương Trung Khoa ở điện thoại cũng đã đem sự tình kể lại một lượt, làm hắn cũng không khỏi nổi giận một trận. Hàn Duy chính không chỉ lo lắng cho thương tích của con mình, mà làm cho hắn lo lắng thực sự chính là những ảnh hưởng kéo theo phía sau đó nữa. Thiệu Vệ Giang, Lý Trường Vũ, Điền Khánh Long bất kể là một người nào trong số họ cũng không phải là người mà lão có thể đối chọi lại được, mà cái thằng con ngỗ nghịch chuyên gây hại này có bao giờ thèm để ý đến chuyện gì phát sinh phía sau bao giờ đâu. Hàn Duy chính vẫn đau đầu về đứa con này của mình nhiều năm như vậy, hắn khắc khổ cố gắng nỗ lực bao nhiêu năm kinh doanh hắn mới có thể leo lên được vị trí hiện tại, Thực sự là rất gian nan, nếu vì đứa con trai lông bông ngỗ ngược này mà mất hết tất thảy thì thật sự là hắn không thể chấp nhận được. Hàn Duy Chính có thể cảm nhận được nếu như không giải quyết được cái chuyện này một cách êm thấm, sợ rằng sự nghiệp của hắn cũng đi tong luôn, cả đời này đừng mong có ngày ngóc đầu lên được. Hàn Duy Chính cũng nhanh chóng đưa ra một quyết định, "Tiểu Bảo, nhanh chóng điều tra xem hai cô gái đó đánh mất vật gì, rồi đem vật đó trả lại cho người ta." Trước đó Vương Trung Khoa đã nói qua cho Hàn chuyện bảo rồi hàn chuyện bảo thở dài một tiếng, con đã hỏi qua gã tài xế xe khách đó rồi, chắc là một thằng đàn em của tôn bá tử làm, con cũng đã gọi điện thoại cho hắn rồi, thế nhưng mãi mà cũng không có thấy ai bắt máy. Hàn Duy Chính không nhịn được mắng một câu, không có tiền đồ gì cả, người cả ngày chỉ biết xong chơi cùng cái bọn trộm đồ cướp giật đó thì có cái gì tốt đẹp. Cái bọn đó thì có gì mà thành thật với đáng tin. Hắn dừng lại một chút, mà các nàng ta mất vật gì vậy? Người phải ghi chép lại cho thật rõ ràng, rồi phải nhanh chóng đi mua lại cho ta, mất cái gì phải mua lại bằng được cái đó, thực sự mua không được thì phải báo lại cho ta. Ngôn tình sủng Cha, hàn chuyện bảo lúc này mới ý thức được chuyện mình gây ra so với hắn dự tính còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng đừng làm cái trưởng ban bảo vệ đó nữa, tôn chuyện phúc cùng cái đám tham gia đánh nhau cùng ngươi tất cả đều đuổi về nhà hết đi. Cha, đừng có gọi ta là cha, hàn mỗ ta thế nào lại sinh ra một đứa con ngỗ nghịch chỉ biết lông bông gây chuyện như ngươi được. Hàn Duy chính căm giận nghiến răng chửi bới. Mắng đứa con hàng ngày mình vẫn yêu thương thì người đau lòng vẫn là cha, thế nhưng dù yêu thương đến đâu cũng không thể dung túng bao che cho nó làm gây chuyện thị phi được. Nói là nói vậy thôi chứ vì đứa con bảo bối này hắn có thể hạ thấp cái đầu cao ngạo xuống, thậm chí không màng đến mặt mũi mình nữa. Cho nên sáng sớm hôm sau, hắn tự thân mang hàn chuyện bảo đến chỗ Trương Dương xin lỗi, Sở Dĩ hắn chọn đi tìm Trương Dương giải thích xin lỗi trước bởi vì hắn là nam sinh, đàn ông nói chuyện với nhau đương nhiên là dễ dàng hơn một chút. Thứ hai là thế lực sau lưng Trương Dương là bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ lại là người có máu mặt, có chức quyền to nhất, lão ta so với Điền Khánh Long cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành xem ra còn đáng sợ hơn. Vì nếu như Điền Khánh Long muốn đối phó với mình thì hắn cũng phải vận dụng một chút thủ đoạn còn vị bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ Đại Lão ra kia thì chỉ cần một câu nói thôi là Lão cũng phải vạn kiếp bất phục rồi. Mà nguyên nhân quan trọng nhất Lão muốn gặp Trương Dương lại chính là tác phẩm của Trương Dương, khiến thằng con trai bảo bối của hắn chật khớp tay chịu đau đớn một đêm mà không có cách nào chữa được. Như vậy thì là chỉ có mình Trương Dương mới chữa được mà thôi, có câu ngạn ngữ thế nào nhỉ? Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, đại trưởng phu thì phải biết nặng nhẹ, biết thời thế, biết có dối, lúc nào phải cúi đầu chịu nhục là phải cúi đầu, bất kể đối phương là ai, bất kể đối phương tuổi tác như thế nào, mà nói ngay như nguyên huyện ủy bí thư lý trường vũ so với tuổi mình còn trẻ hơn biết bao nhiêu lần, thế nhưng mà không chỉ riêng mình, sợ rằng cả cái huyện Xuân Dương này ai ai cũng phải cúi đầu trước hắn. Trương Dương là lần đầu tiên được gặp gỡ vị giám đốc công ty vận chuyển huyện Xuân Dương này. Hàn Duy Chính năm nay 45 tuổi, chẳng biết đúng hay không nữa nhưng với người ngoài thì lão ta vẫn nói là 46 tuổi, dù sao là đúng hay sai thì mọi người cũng không có lấy cái chuyện đó ra làm trò cười cả. Hắn vóc người cũng không cao, vẫn là một cái bụng bia ục ịch của mấy vị giám đốc, trông thế chứ coi bộ lại rất hòa hợp với cái mặt mập mạp của hắn. Đỉnh đầu tóc đã chọc mất hơn phân nửa, thế nhưng tóc trước chán lại mọc rất dài, sau đó dùng lược trải cho ngay ngắn lại vuốt ra tận phía sau đầu. Coi như là chi viện giúp đỡ cho cái địa phương ít tóc giữa đỉnh đầu. Mốt thời nay thì phải dấu lớn, dấu bé, thấy hàn duy chính mang theo hàn chuyện bảo đến trương dương cũng mơ hồ đoán được thân phận lão giờ đây ánh mắt của hàn chuyện bảo nhìn trương dương đã không giống như ngày hôm qua không còn cái gì là kiêu ngạo ương ngạnh khinh thường người khác nữa mà chỉ là còn lại sợ hãi cùng đau đớn cánh tay phải bị chật khớp của hắn đã dằn vặt làm khổ hắn suốt cả đêm không ngủ được sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch ra rồi hai mắt vì cả đêm đau buốt không ngủ được mà cũng vằn đầy tơ máu rồi hàn duy chính mỉm cười đi tới nhiệt tình vươn tay về phía trương dương muốn bắt tay hắn vị này chính là trương dương phải không ta là hàn duy chính giám đốc công ty vận chuyển trương dương cũng không có để ý đến lão chỉ lạnh lùng đưa mắt liếc qua hàn duy chính một chút hai tay vẫn cứ đút vào túi áo dài trắng của bác sĩ một hồi lâu vẫn cứ đứng như vậy hai tay hàn duy chính vẫn cứ giữ nguyên trạng thái muốn bắt tay người khác trong không trung như thế từ nãy tới giờ hàn duy chính trong lòng cũng nổi giận rồi nhưng mà lão biết là vì nguyên nhân gì mà hôm nay lão phải vác mặt đến đây, đó chính là đi cầu cạnh người khác, người ta muốn chèn ép mình thì mình cũng chỉ đành biết nén nhịn mà thôi, không có dám bất cứ một điểm nào phản kháng đối chọi cả, dù có thống hận đến đâu cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, không có nửa điểm dám để lộ ra mặt ngoài. Tuy trong lòng Hàn Duy Chính đang thống hận chửi rủa thằng nhãi con trước mặt một phen, thế nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười hòa ái ấp áp như mùa xuân của lão, Trương Dương à, ở đây nói chuyện không có tiện. Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện được không? Trương Dương ngó qua ngó lại xung quanh một chút, quả thực, bệnh viện buổi sáng nên người qua người lại cũng khá đông, mà nói chuyện ở giữa hành lang như vậy thực sự là cũng có hơi bất tiện. Từ biểu hiện của Hàn Duy Chính, Trương Dương cũng đã đoán được phần nào mục đích chính bọn họ tới đây ngày hôm nay. Trương Đại Thần y hắn đây lòng giả dạ cũng không có hẹp hòi, ngày hôm qua sở dĩ hắn phải ra tay dạy bảo cho gã Hàn chuyện bảo với đám đàn em kia một trận cũng bởi vì tả hiểu tình phải chịu ủy khuất, là bọn chúng cậy lớn cậy đông bắt nạt, gây khó dễ cho bọn người tả hiểu tình, dù rằng Trương Dương hắn theo chủ nghĩa hòa bình, thế nhưng cũng phải tức giận mà xuống tay. Trương Thần Y tuy rằng võ công cao cường, thế nhưng hắn vẫn một mực trung thành với cái chủ nghĩa anh hùng ngày xưa, quân tử động khẩu chứ không động thủ, cũng chỉ muốn giảng đạo lý mà thôi. Cũng là niềm tình thái độ thành khẩn của Hàn Duy Chính ngày hôm nay, nghe hắn nói hai ba câu cũng không có việc gì. Trương Dương tại bệnh viện huyện chỉ là một thực tập sinh còn con, đương nhiên hắn cũng làm gì có phòng làm việc riêng, vậy mà muốn tìm một chỗ thích hợp để nói chuyện thì thực sự là không có dễ dàng gì. Thế nhưng cái việc này lại không có làm khó được Hàn Duy Chính, bởi vì ngày hôm nay hắn đến đây bằng một chiếc Toyota 7 chỗ ngồi, thân là giám đốc công ty vận chuyển, điểm ấy phương tiện di chuyển cao cấp tất nhiên là phải có. Hàn Duy Chính tuy là giám đốc, nhưng nếu suy xét tới cùng thì cũng chỉ là một người cán bộ cấp phổ thông mà thôi, Tuy vậy hắn cũng hiểu khá rõ thế nào là chính trị, thế nào là dư luận xã hội. Ngày hôm nay đến đây xin lỗi Trương Dương, cái chuyện tình mất mặt này thì càng ít người biết càng tốt, cũng vì thế nên đến ngay cả lái xe riêng hắn cũng không có cho vào, suốt trận này cũng chỉ có hai cha con hắn mà thôi. Tuy vậy chuyến này đến bọn họ là đàm phán hòa bình cùng xin lỗi, chứ không có phải đến gây chiến. Đóng cửa xe lại, Hàn Duy chính lúc này mới thở vào nhẹ nhõ một hơi xem ra tiểu tử này cũng không phải cái hạng người không biết giảng đạo lý. Người ta đã chịu đến đây thì chẳng khác nào cũng chính là đã biểu lộ thái độ của mình rồi, nghĩa là chính mình còn có khả năng có thể đàm phán hòa giải được vụ này. Hàn Duy chính lặng lẽ đánh mắt ra hiệu cho thằng nghịch tử của mình một cái, ý bảo hắn đến đây. Trước lúc đến đây, hắn cũng đã phải dặn đi dặn lại cả nghìn lần thằng con ngỗ ngược chuyên đi gây chuyện này của mình rằng, cho dù trong lòng ngươi có hận người ta đến nhường nào, cho dù ngươi có muốn trả thù đến đâu, thế nhưng hôm nay, quyền chủ động là nằm trong tay người ta thì ngươi chỉ có một con đường, đó là ngậm miệng xin lỗi người ta. Mà hơn thế nữa chuyện này cũng là do hàn chuyện bảo hắn khiêu khích trước, vì vậy trong lòng có chút đối lý, cũng không dám nói gì nhiều chỉ cúi đầu, thanh âm nhỏ nhẹ như mũi kêu của mấy người đại cô nương, xin lỗi. Ngươi nói cái gì, Trương Dương rõ ràng là nghe được, thế nhưng vẫn cứ giả vờ làm ra cái bộ dạng chăm chú lắng nghe lắm vậy mà lại không có nghe ra cái gì cả. Hàn chuyện bảo bởi vì dồn nén tức giận quá mức cùng với xấu hổ mà mấy cái mụn trứng cá cũng đỏ cả lên, từ nhỏ tới lớn hắn đã bao giờ phải chịu cúi đầu trước người khác như vậy đâu, vậy mà hôm nay không chỉ bị đối phương khinh thường lại còn sỉ nhục hắn đến như vậy nữa, thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, "Xin lỗi. Ngày hôm qua là ta sai." Tuy rằng là thằng con trai bảo bối của mình đi xin lỗi người ta, tuy vậy Hàn Duy chính lại cảm thấy như chính mình đi xin lỗi người ta còn muốn khó chịu hơn, hắn cũng chỉ có mỗi một thằng con trai này từ nhỏ tới lớn là một tay hắn nuôi nấng, cũng chưa bao giờ để cho hắn phải chịu nửa điểm ủy khuất, thế nhưng hôm nay lại phải dương mắt nhìn nó bị người khác làm nhục, trong lòng lão nổi lên một nỗi chua xót khó tả. Lão cuống quyết lấy mấy thứ chuẩn bị sẵn trong túi cầm ra đưa đến Trương Dương, những thứ đã mất đều ở đây cả, chỉ có mấy thứ là không có tìm lại được, công ty chúng tôi sẽ dựa theo giá cả thị trường mà bồi thường lại đầy đủ. Mặt khác để tỏ lòng xin lỗi đến hai vị nữ hành khách, công ty chúng tôi sẽ bồi thường một nghìn nhân dân tệ. Trương Dương mở túi ra xem, nhìn qua mấy thứ đồ bên trong gì gì đó, có ví tiền, có cả máy điện thoại di động, còn cả mấy thứ đồ trang điểm của con gái nữa. Chỉ có điều nhìn thoáng qua thì hình như mấy thứ này là đồ mới thì phải, tem dán bên trên trông còn khá mới. Hàn Duy chính đem một ngàn nhân dân tệ đưa cho Trương Dương, nếu như là phía sau Trương Dương không phải là bí thư huyện ủy lý trường vũ thì hắn cũng sẽ không có bỏ ra một số tiền xương máu lớn như vậy, phải biết rằng hắn tuy là giám đốc thật đó, nhưng tiền lương cũng chỉ có được hơn 200 đồng mà thôi. Trương Dương cầm một ngàn tệ cũng không có xem qua, trực tiếp ném luôn vào trong túi đựng đồ, nhàn nhạt, nhạt nói, được rồi, ta quay lại trả đồ cho tả hiểu tình. Thấy Trương Dương đứng dậy tưởng muốn rời đi, hàn duy chính cuống quyết giữ tay hắn lại Trương Dương. Còn có việc gì nữa? Trương Dương là biết rõ rồi nhưng vẫn cứ giả vờ hỏi lại, từ đầu hắn đã nhìn thấy hàn chuyện bảo sắc mặt trắng bệch cứ một mực cúi gầm đầu xuống ôm lấy cái cánh tay phải, hắn cũng đoán được phần nào ý đinh của hai cha con gã này rồi, trong lòng âm thầm cao hứng, thế nhưng vẻ mặt ngoài lại vẫn cứ giả đò như ta là cao nhân ở ngoài xa ngàn dặm không biết, không nghe, không thấy, không hiểu chuyện đời thế tục. Hai cha con Hàn Duy chính là có việc cầu cạnh người ta, cho dù Trương Dương có mặt ngoài làm lạnh hờ hững, không thèm để ý đến thì bọn họ cũng chỉ đành nén giận, không có dám phát tác ra ngoài lại sợ đối phương mất lòng thì công toi hàn duy chính kéo con trai đến trước mặt trương dương ngày hôm qua đều là tiểu bảo có lỗi ta đã cắt chức trưởng ban bảo vệ của hắn rồi cũng đã đuổi việc mấy tên bảo vệ không biết trời cao đất dày kia chỉ mong ngươi đừng có để bụng chuyện cũ nữa còn nữa tiểu bảo biết mình sai cung đã dằn vặt cả đêm qua không ngủ để ăn năn hối lỗi rồi hắn đi gây chuyện bị người ta dạy dỗ là đúng thế nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ người non dạ cũng đã biết nhận sai rồi cũng nên để cho hắn một cơ hội sửa sai mới đúng ngươi xem trương dương trả lời một cách vô cùng sảng khoái được ta tha thứ cho hắn vậy cơ không còn việc gì nữa phải không không có việc gì nữa thì ta đi được rồi chứ cái điệu giả bộ ngu ngơ không hiểu chuyện của trương dương đã đạt đến độ lô hỏa thuần thanh rồi thế nên hắn cũng chẳng ngại mặt dày mà lại thể hiện sở trường của mình một lần nữa hàn duy chính rốt cục cũng không có nhịn nổi nữa đành phải nói thẳng ra lời đề nghị trương dương người xem có thể hay không chữa trị cánh tay cho tiểu bảo trương dương cũng dừng lại trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười, ta cũng chỉ là một thực tập sinh, sợ rằng có muốn cũng không thể giúp được gì cho hắn, ở đây là bệnh viện huyện, hay là ngươi mang hắn qua khoa chỉnh hình hỏi thăm mấy cái lão chuyên gia ở đó một chút đi, ta nghĩ là cũng không có gặp vấn đề gì khó khăn lắm đâu. Hàn Duy Chính bắt đầu nhận thức được tiểu tử trước mặt mình thực sự là một người lợi hại, nhìn qua thì hắn cũng chỉ mới có hơn 20 tuổi thôi chứ mấy, thế nhưng ăn nói cùng cử chỉ hành động, ngay đến cả nét mặt điệu bộ giả ngây của hắn thì thực sự là quá thành thục không có một tí khuyết điểm nào nếu như là người bình thường không phải người lão luyện như mình đây thì cũng chưa chắc nhìn ra được gã thanh niên trước mặt này từ nãy tới giờ vẫn là đang dở trò giả ngây ngô mà nhìn lại thằng con trai mình đây bất kỳ là mặt nào thì hắn cũng không phải là đối của tiểu tử trương dương kia đồng dạng đều là thanh niên mới lớn cả thế sao lại có thể tranh lệch nhiều đến như vậy được nhỉ hàn duy chính âm thầm cảm thán cảm thán sự lợi hại của trương dương cũng đồng thời cảm thán chính bản thân mình trên phương diện dạy con cái đã thất bại hoàn toàn. Dưới tình huống như vậy, lão ta cũng biết là có quanh co lòng vòng mãi thì cũng chẳng tiến tới đâu cả, đành cười khổ nói, ta thực không dám giấu giếm nữa, là tối qua ta cũng đã mang hắn đến bệnh viện huyện, rồi tới cả bệnh viện đông y gặp chuyên gia nữa, thế nhưng ai cũng bảo cánh tay hắn bị chật khớp cực kỳ phức tạp, phủ pháp nắn gân lại là không có khả năng, thế nên hôm nay mới tới tìm ngươi. Trương Dương cười cười khinh thường, xem ra cái huyện Xuân Dương nho nhỏ này không có lấy một danh y có thực lực chân chính nào rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp chữa trị. Hàn Duy Chính nhạy cảm nhận ra được cái dáng điệu cười đầy khinh thường đó của Trương Dương. Hắn cũng thấp giọng đưa ra điều kiện, chỉ cần ngươi chữa trị cho cánh tay tiểu bảo cho thật tốt, ta nhất định sẽ không hẹp hỏi đâu. Hàn Duy Chính vẫn luôn quan niệm, tiền có thể làm được rất nhiều chuyện, cũng bởi vì bây giờ cái khí thế bức nhân kia của Trương Dương, mà lão ta đành phải xuất ra pháp bảo cuối cùng này. Trương Dương nở nụ cười rạng rỡ sau đó hắn để cái túi đựng đồ xuống, chậm rãi ngồi lại xuống ghế, từ thái độ của hắn có thể thấy được, hắn với cái đề nghị hấp dẫn kia của Hàn Duy Chính cũng có hứng thú thật lớn, chỉ là hiện tại cần đàm phán lại chút lợi ích mà thôi. Hàn Duy Chính cẩn thận dò hỏi trước, người xem, một ngàn nhân dân tệ thế nào? Trương Dương tuy rằng bây giờ đối với cái khái niệm nhân dân tệ này vẫn còn có chút mông lung, thế nhưng vài lần tiêu pha phung phí cũng đã cho hắn biết, một ngàn tệ đúng là một con số không nhỏ rồi, với một người công nhân bình thường, cho dù hắn có làm cật lực cả nửa năm cũng không có được số tiền lớn như vậy. Tuy rằng trương thần y hắn trước kia tại đại tùy chiều phí khám bệnh của hắn là rất cao, thế nhưng dù sao cũng còn phải xem tiềm lực của đối phương như thế nào đã chứ. Trương Dương trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ra giá, thế này đi, đúng năm nghìn tệ, thiếu một xu ngươi cứ việc dẫn hắn đi phẫu thuật đi. Hàn Duy Chính cũng trợn mắt hít một hơi lãnh khí lớn, cái công phu sư tử ngoạm của tiểu tử này cũng thực sự là đáng sợ, nếu như là đi phẫu thuật cũng không có mất nhiều tiền đến như vậy, tiểu tử này rõ ràng là thừa cơ lừa bịp tống tiền mình. Lão cũng không định đáp ứng, bất quá mắt vừa chuyển qua nhìn thằng con trai mình chịu đau đớn cả đêm qua giờ đây vẻ mặt đã tiểu tụy lắm rồi, cũng chỉ là 5.000 tệ mà có thể làm dịu đi nỗi thống khổ của nó, tuy rằng số tiền này không hề nhỏ một chút nào, thế nhưng với một giám đốc công ty vận chuyển như lão ta thì con số này cũng không tính là quá lớn một cái bộ dạng đam chiêu suy nghĩ cực kỳ khó xử của lão qua đi, cuối cùng cũng thở dài một hơi nói cứ như vậy đi, trước tiên ta cứ đưa cho ngươi một ngàn tệ tiền đặt cọc. Số tiền còn lại ta sẽ kêu tiểu bảo tự mình đưa tới cho ngươi. Không thành vấn đề, Trương Dương biết thừa là Hàn Duy Chính đã chuẩn bị từ trước một ngàn tệ rồi, sau đó hướng đến Hàn Truyện bảo đi đến, tiểu tử này thấy Trương Dương nhìn mình cười lạnh lẽo, trong lòng không khỏi ớn lạnh một phen, qua một đêm chịu thống khổ, giờ đây hắn thực sự là đã sợ công phu của trương dương rồi, cũng không có dám ý nghĩ muốn trả thù như trước nữa. hiện tại hắn chỉ muốn mau mau chữa lành cánh tay rồi không bao giờ muốn gặp lại gã hung thần này nữa. trương dương đặt tay trái lên đầu vai hàn truyện bảo nhấn một cái, còn tay phải dùng sức vỗ mạnh một cái vào khớp xương khử tay hắn, cùng với tiếng kêu thảm khốc của hàn truyện bảo là tiếng khớp xương cách một tiếng trở về vị trí cũ. xong rồi, hàn truyện bảo bán tín bán nghi nhìn lại trương dương. Trên chán hắn vì đau quá mà mồ hôi lạnh túa ra như mưa, hắn thử cử động cái cánh tay phải bị chật khớp, phát hiện giờ đây nó đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, cử động không có còn đau như trước nữa, trong lòng cũng kính nể Trương Dương thêm vài phần. Hàn Duy chính căn bản là không có thấy rõ thủ pháp lấy khớp xương của Trương Dương mô tê ra làm sao, chỉ thấy hắn hai tay đặt lên tay phải con mình, trong nháy mắt làm cái động tác gì đó vậy mà cánh tay chật khớp đã hoàn toàn bình phục như chưa hề bị sao hết. Ngày hôm qua chính miệng thằng con trai mình nói, Trương Dương là một người đánh ba, hắn còn không có tin, thế nhưng hiện tại thấy người ta tự thân xuất thủ, hắn đã hoàn toàn tin rồi. Thật đúng là anh hùng suốt thiếu niên, xem ra mình đã già thật rồi, thời đại trước mắt xem ra cũng sắp thuộc về mấy người trẻ tuổi này rồi. Bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương Lý Trường Vũ hiện tại đang ngồi ở trong phòng, các phó đội trưởng đội hình sự Cát Xuân Lệ đang đứng ở đằng sau ghế sofa, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, Lý Trường Vũ khép hờ hai mắt, Lặng lặng thụ hưởng sảng khoái truyền đến từ hai bờ vai Sau khi Cát Xuân Lệ nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn Nhìn vùng da thịt đằng sau tai Lý Trường Vũ dần dần chuyển đỏ Nàng cúi người xuống, ôm lấy cái cổ của Lý Trường Vũ Lẻ cái lưỡi thơm nhẹ nhàng liến tai hắn Nhỏ giọng nói, người ta muốn Lý Trường Vũ như người trong mộng bị làm cho giật mình tỉnh giấc Hắn lắc đầu, giấy ruộng thoát khỏi hai cánh tay như dây thường xuân của Cát Xuân Lệ Rồi đứng dậy, đi trong phòng vài bước, đi tới trước cửa sổ nhìn xuyên tấm sa mỏng lờ mờ, ngắm nhìn dòng bước bồng bềnh dập dềnh của sông Xuân Thủy cách đó không xa, một màn kinh hồn diễn ra vào đêm lễ tình nhân không thể nghi ngờ là tâm mà trong lòng Lý Trường Vũ, chính như lời Trương Dương đã nói. Thân thể hắn quả thực có vấn đề, cho dù đang ôm ấp mỹ nhân, hắn vẫn như liếu hạ huệ trong lòng không loạn, hắn thực sự không thể dựng lên được. Cát Xuân Lệ có chút u oán đi tới, từ phía sau ôm lấy thân thể hắn, ngón tay nhỏ nhắn như linh xà xuyên qua đại lưng hắn, nhẹ nhàng cầm lấy cái thứ nằm ở giữa hai chân hắn. Lý Trường Vũ có chút không nhịn được lắc đầu, em còn nghĩ anh không đủ phiền phức sao? Mặt cười của Cát Xuân Lệ trắng bệch, cắn đôi môi đỏ như lửa, buông cái vật mềm nhún kia của Lý Trường Vũ ra, cực kỳ bi thương tiêu sát đi qua ghế sofa, ôm lấy một cái đệm mặt vùi vào trong đệm, thấp giọng khóc nức nở. Lý Trường Vũ thở dài một tiếng, hắn cũng hiểu được vừa rồi mình có chút quá đáng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cát Xuân Lệ đưa tay ôm lấy thân thể nàng vào trong lòng tiểu lệ anh gặp phải phiền phức anh thực sự không dựng lên được lý bí thư để có thể nói ra chuyện này trước mặt tình nhân quả thực cần dũng khí tương đối lớn cát xuân lệ ngẩng mặt cười lê hoa đái vũ lên nàng gật đầu em biết nhất định là do chuyện đến đó tạo thành rào cản tâm lý trong anh cho nên em mới muốn giúp anh lý trường vũ lại thở dài một hơi cát xuân lệ thâm tình nhìn lý trường vũ bình tĩnh mà nói thì nàng có tình cảm rất sâu sắc đối với nam nhân này không có lý trường vũ thì không có nàng hôm nay vô luận trong chính trị hay tình cảm nàng thực sự ỉ vào hắn rất nhiều đã trở nên khó dứt bỏ sau trải chuyện phát sinh đêm đó tại bờ sông xuân thủy nàng thậm chí đã nghĩ mình bại lộ cũng không có gì chỉ cần lý trường vũ không bị làm sao mình tình nguyện cả đời này sẽ đi theo hắn cho dù không có danh phận cũng không sao đều tại em không tốt nếu như không phải em muốn làm chuyện như vậy hôm đó cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Cát Xuân Lệ tự trách mình nói, đích xác đêm đó chẳng biết đã làm gì, không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại muốn đến bờ sông Xuân Thủy làm chuyện đó, có lẽ trong lòng quá mức khẩn trương, có lẽ là do khích thích mới mẻ, vậy mà lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nhưng có một điểm nàng không thể phủ nhận. Trong hoàn cảnh như vậy nàng đạt đến cao trào dễ dàng hơn. Lý Trường Vũ yêu thương vươn tay trái lau đi vết lệ trên mặt Cát Xuân Lệ, Cát Xuân Lệ lại một lần nữa lao vào sự ôm ấp của hắn, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, em nhất định có thể chữa được cho anh, không bằng em dùng miệng. Lý Trường Vũ lắc đầu, tuy rằng hắn biết rất rõ, lúc bắt đầu hắn nghĩ rằng mình đoạt được Cát Xuân Lệ là dựa vào quyền thế, thật sự trong lúc đó, hắn liền mong muốn Cát Xuân Lệ không chỉ coi trọng quyền thế của chính mình, Cát Xuân Lệ có thể nói ra những lời này quả thực đã thể hiện sự chân tình, Lý Trường Vũ không thể không bị nàng làm cho cảm động. Hắn thở dài nói Trương Dương đã nói bệnh của anh là do kinh mạch trong cơ thể. Muốn khôi phục lại thì phải khỏi thông kinh mạch bế tắc trong cơ thể. Cát Xuân Lệ nhịn không được nở nụ cười, một tên nhóc con mà anh cũng tin tưởng sao. Lý Trường Vũ buông Cát Xuân Lệ ra, nâng cốc cà phê đang bốc khói nghi nhút trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, nếu như không phải anh tận mắt nhìn thấy, anh cũng sẽ không tin hắn lại có bản lĩnh như vậy. Quả thực hắn chỉ dùng đến một cây châm đã chữa khỏi bệnh đau đầu cho chị dâu anh, thằng nhóc này quả thực không đơn giản. Cát Xuân Lệ không nói gì, nhớ tới hoàn cảnh hai người bọn họ phải đối mặt cùng với hình dạng của Lý Trường Vũ liền thở dài một hơi. Lý Trường Vũ nói, hắn cùng lắm mới có 20 tuổi, thế nhưng những suy nghĩ và tính toán trong còn thâm trầm hơn cả anh, anh thực sự không biết làm thế nào với hắn. Chuyện của công ty vận chuyển hành khách ra sao rồi? Chuyện xảy ra tối hôm qua Cát Xuân Lệ ít nhiều cũng nghe nói đến, cho nên mới hỏi như vậy. Lý Trường Vũ lắc đầu, một chuyện nhỏ mà thôi nhưng dù sao để hắn mang anh ra làm bia đỡ đạn cũng không phải là biện pháp. Chuyện của công ty vận chuyển hành khách Lý Trường Vũ cũng không muốn làm lớn chuyện, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì mới là kết cục tốt nhất, thân là bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương, hắn không thể dây dưa đến mấy chuyện nhỏ như vậy được, hắn không muốn ở trước mặt kẻ khác bị hiềm nghi là người vì tình riêng làm chuyện sai trái. Cát Xuân Lệ biết Lý Trường Vũ từ trước đến bây giờ đều là người rất có giã tâm, từ lúc hắn leo được lên vị trí bí thư huyện ủy huyện xuân dương mục tiêu kế tiếp của hắn là nhắm ngay vào giang thành quả thực là tâm tư háo thắng trên chính đàn mới khiến cho lý trường vũ trong hai ngày này lại sinh ra cảm giác thất bại lớn đến vậy hắn trở nên lo được lo mất sợ rằng tất cả những gì hắn khổ cực làm ra đều bị hủy ở trong tay thằng nhóc đó làm người bên gối của lý trường vũ cát xuân lệ ý thức được mình phải có trách nhiệm san sẻ với hắn nàng nhỏ giọng đề nghị nếu hắn muốn làm quan không bằng sắp xếp cho hắn một chức quan nhà tản, em Tơ hí hắn cũng rất thông minh, hẳn là sẽ không nói bậy, hơn nữa một người một khi đã bước vào con đường làm quan, sẽ không tự chủ mà suy nghĩ đến tiền đồ và số phận của mình, không hẳn không phải là chuyện tốt. Hắn chỉ là một học sinh đang thực tập trong bệnh viện, còn chưa có tốt nghiệp, anh sắp xếp hắn vào đâu đây? Lẽ nào lại làm theo như lời hắn nói, để hắn là bí thư đảng ủy bệnh viện nhân dân huyện? Chưa nói đến việc anh trước mắt không có loại năng lực này cho dù có năng lực đó đi nữa còn không làm cho hệ thống chính trị ở cả Giang Thành này cười đến rụng răng sao. Cát Xuân lệ cao mày lại, nàng bỗng nhiên nhớ đến một vụ án mới xảy ra gần đây, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử của huyện Xuân Dương là từ kim đệ bị kẻ xấu đánh, hai chân đều bị đánh gãy, hiện tại đang nằm điều trị ở Bệnh viện Nhân dân huyện, tuy rằng cảnh sát đã nhúng tay vào mấy ngày nay, thế nhưng cho đến nay vẫn không tìm ra được bất cứ đầu mối nào, công tác kế hoạch hóa gia đình ở huyện Xuân Dương vốn là một vấn đề khó khăn. Xã Hắc Sơn Tử bởi nguyên nhân là vùng hẻo lánh, cho nên công tác kế hoạch hóa gia đình càng trở nên khó khăn. Từ Kim Đệ cũng không phải là người đầu tiên đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình. Ba chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình trước đây cũng không may mắn tránh khỏi kết cục bị ăn đòn. Nhưng Từ Kim Đệ lần này lại chịu thương tổn nặng nhất. Lúc này trong thể chế huyện Xuân Dương đều coi ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử là khu vực có mìn. Trương Dương là một học sinh thực tập ở bệnh viện, chức nghiệp cũng miễn cường được cho là phù hợp, hơn nữa theo như lời của Lý Trường Vũ nói, thằng nhóc này ở phòng bảo vệ của công ty vận chuyển hành khách chỉ cần vùng ta một cái, lấy một địch ba, tố chất thân thể thực sự đáng tin, giá như hắn đền nhận chức chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình, chính là có thể có đất dụng võ, hơn nữa thằng nhóc ở ở lại thì trấn một ngày chính là một nhân tố bất định. Nếu như hắn gặp phải chuyện gì là Lý Trường Vũ lại phải giải quyết hậu quả cho hắn, như vậy Lý Trường Vũ rất nhanh sẽ rơi vào bên trong phiền toái, xã Hắc Sơn từ núi cao Hoàng đế xa, cho dù muốn làm một chuyện gì đó, đối với Lý Trường Vũ mà nói có thể giải quyết dễ dàng, đem sức ảnh hưởng tận lực khống chế trong một phạm vi có hạn, vẫn có thể xem là phương án giải quyết xong toàn trước mắt. Cát Xuân Lệ trong lòng tính toán xong, lúc này mới bám lấy Lý Trường Vũ thì thầm vào tai hắn chủ ý của mình, Lý Trường Vũ nghe xong mặt mày rạng rỡ vậy là đã buông được cái của nợ kia xuống, Chủ động ôm lấy Cát Xuân Lệ hung hăng hôn một cái tiểu lệ, em quả thật là vợ ngoan của anh. Chương 10, Đạo quân tử có câu. Trương Dương lúc này cũng không có hay biết Lý Bí thư huyện ủy đang ở bên người tình các Đại đội trưởng đội hình sự hai người đang mưu đồ bí mật tính kế trên người hắn, lúc chữa xong cho cánh tay của Hàn Truyện Bảo, Trương Dương liền cầm lấy túi đựng những đồ đã mất đi tìm Tả Hiểu Tình, đem đến đưa cho nàng, xem thử một chút đi, bên trong còn thiếu những thứ gì. Tả Hiểu Tình nhìn qua một chút những đồ trong túi, nhịn không được nở nụ cười, hiệu suất làm việc của bọn họ thật cao, thế nhưng đó là hiệu suất mua đồ chứ chẳng phải là tìm đồ. Trương Dương cũng nở nụ cười, bất kể là đi mua thì cũng là tìm về rồi, chỉ cần đồ dùng không sai khác là được rồi. À, công ty vận chuyển hành khách còn bồi thường cho ngươi và Hồng Linh một ngàn tệ, thế nào, trích ra một ít giải quyết vấn đề ấm no cho ta chứ? Tả Hiểu Tình cũng hiểu rõ được cái ý tứ này của Trương Dương, sau đó mới nhận ra được là hắn cùng Hồng Linh là chung một loại hám tiền như nhau. Tả Hiểu Tình nhìn lướt qua một lượt những đồ bên trong, có tiền, cả cái máy điện thoại di động Motorola, nàng đều nhét trở lại vào túi, đưa đến trước mặt Trương Dương, "Trả lại cho ngươi, những thứ này lai lịch bất minh, ta cũng chẳng cần." Trương Dương chỉ là muốn đùa giỡn chút xíu mà thôi, cũng không có muốn bắt chẹt gì Tả Hiểu Tình cả, hắn cười nói, "Hào phóng như vậy sao, chỉ là những thứ này cũng không phải của ta, vô công bất thụ lộc." ta cũng không dám nhận. Ngươi thực sự không muốn nhận, đúng là nói một đường nghĩ một nẻo. Đạo quân tử có câu, ta không có thiếu bạc. Ồ, nghĩ không ra ngươi lại có đạo đức tốt như vậy. Tả Hiểu tình nhịn không được trêu ghẹo một câu. Đúng vậy, ta từ trước cho tới bây giờ đều là làm việc lợi người không lợi mình. Trương Thần y tuy đến thời đại những năm 90 này chưa lâu, thế nhưng tài ăn nói cũng tiến triển một cách cực nhanh ngay cả câu danh ngôn mao lão gia tử tặng cho đồng chí Bạch Ân đồng hắn hiện tại cũng hạ bút thành văn, đọc thuộc lòng. Tả hiểu tình nhìn cái vẻ dương dương tự đắc này của Trương Dương, cũng hết nói nổi luôn, lại nhớ tới chuyện tình tối hôm qua, nàng ta không khỏi có chút hiếu kỳ, nhìn xung quanh một chút, thừa dịp không có ai ở gần đây nhỏ giọng hỏi, người thật sự là cháu của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ à. Ta hiện tại rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là miệng lưỡi thiên hạ rồi. Trương Dương câu được câu không thở dài đáp. Tả Hiểu Tình thấy hắn muốn nói đến vấn đề này, cũng không có gặng hỏi hắn nữa, dù sao nàng cũng là khuê nữ con nhà giàu có, được dạy dỗ từ nhỏ nên cũng biết cách kìm nén tính tò mò của mình lại. Bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại gần bên người kêu lên, Trương Dương nhìn lại cái túi đang cầm, nhưng phát hiện Tả Hiểu Tình lại từ trong túi áo dài trắng lấy ra một chiếc điện thoại, không khỏi có chút sửng sốt, chẳng phải điện thoại di động của nàng ta ngày hôm qua đã mất rồi hay sao? Thật đúng là tiểu thư nhà giàu. Cái đồ mấy nghìn tệ đó nói mua là mua được ngay, đó đều không phải là người mà con nhà nghèo như mình có thể so sánh được." Tả Hiểu Tình nghe xong điện thoại, chuyển hướng về nhìn Trương Dương, lúc này mới để ý thấy bộ dạng ngây ngốc kinh ngạc của hắn, khiến nàng không khỏi nở nụ cười. Là sáng sớm ngày hôm nay, lúc sắp đi làm thì Vương Đồn trưởng đồn công an chỗ bến xe tới tìm, là hắn đã tìm về những đồ đã mất của ta và Hồng Linh, cho nên Ánh mắt của nàng lại dừng trên cái túi đựng đồ trong tay Trương Dương kia, đồ bên trong đó là của ngươi đi, ta cũng không có cần. Trương Dương cuối cùng cũng hiểu, tối hôm qua là hắn được ngủ một giấc no say, không có nghĩ tới mấy người Hàn Duy Chính, Vương Trung Khoa này đều không có nghỉ ngơi, cố gắng tìm lại mấy đồ đã mất của Tả Hiểu Tình này, có thể để bọn họ ra sức như vậy thì nguyên nhân chính thực ra là những thế lực sau lưng Trương Dương với Tả Hiểu Tình vẫn chưa có lộ diện. Trương Dương bỗng nhiên thấu hiểu được một cái đạo lý nắm tay chỉ là một loại vũ khí hữu hình mà quyền lực mới là lực lượng vô hình chân chính đáng sợ nắm tay chỉ có thể làm thương tổn đến thân thể một người nào đó thế nhưng quyền lực to lớn lại có thể uy hiếp làm người khác khinh sợ từ trong nội tâm hai thứ lực lượng này thì hiển nhiên cái thứ hai lợi hại hơn rất nhiều dùng quyền làm người khác sợ thì chỉ là vũ phu mà không dùng quyền cũng làm người khác sợ thì đó mới chân chính là đại trượng phu khi đã giác ngộ được những đạo lý trong đó trương dương lại càng muốn có được quyền lực hơn bao giờ hết mới nhớ ra là mãi cho đến giờ Lý Trường Vũ vẫn chưa có cho hắn một lời thuyết phục nào cả. Cái tên bí thư huyện ủy hỗn đản này thực sự muốn cả đời làm thái giám sao? Tả hiểu tình thấy Trương Dương đứng chân ngốc một chỗ hồi lâu, nhẹ giọng cười, nhiều đồ như vậy, mà giá trị cũng không có nhỏ đâu, dù sao người ta cũng thật lòng tặng lễ, không bằng ngươi cứ nhận đi. Trương Dương cười cười, thầm nghĩ trong tay còn có 5.000 tệ, vậy mà còn phải đi lấy mấy thứ đồ này sao? Cứ coi như là muốn đi chăng nữa, Thế nhưng tại trước mặt con gái thì cũng phải giả bộ nghĩa khí một chút chứ, không thể để mất hình tượng như vậy được. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng ai gọi, "Trương Dương, ngươi là thực tập sinh, không ở trong phòng học tập cho tốt đi, ra ngoài này đi dạo làm cái gì? Không muốn tốt nghiệp nữa phải không?" Trương Dương quay đầu lại nhìn, thấy chính là Cao Vĩ đang giận dữ nhìn mình, nghĩ một chút là có thể hiểu được, người này là thấy mình cùng Tả Hiểu Tình đứng nói chuyện với nhau, nên mới thấy khó chịu bắt bẻ mình đây tả hiểu tình chạy ra sau lưng cao vĩ, hướng về phía Trương Dương lè lè lưỡi trêu trông thật xinh xắn đáng yêu, Trương Dương cười nhẹ, hắn cũng chẳng muốn cùng cao vĩ so đo làm gì, hắn hiển nhiên coi cao vĩ kia không có cùng cấp độ, chậm rãi cầm cái túi đựng đồ kia, được thôi, nếu như ngươi không có lấy, thì ta đem trả lại cho hắn vậy, đỡ phải để người ta nói ta là kẻ hám đồ. Người nói vô tâm, người nghe lại có ý, cao vĩ bỗng nhiên mặt đỏ lên, Hắn bước lại cản đường Trương Dương, Trương Dương, người nói cái gì? nói rõ ràng lại cho ta. Trương Dương thấy tên này cứ lại nhải nhiều không khỏi có chút tức giận, ta nói cao vĩ ngươi, sao ngươi chẳng hiểu chuyện gì hết vậy. Ta chọc giận ngươi khi nào, vậy sao ngươi cứ giống như chó dại bám lấy ta suốt như vậy. Ngươi thích ai thì phải bám nít người đó chứ, cứ bám theo ta làm gì, thực là muốn đáng giấm quá. Đừng nói là cao vĩ, mà ngay cả tả hiểu tình cũng phải thở phì phì trừng mắt nhì Trương Dương. Tiểu tử này thực không có tình nghĩa gì cả, ai nghe những lời này đều có thể nghe ra được chính mình cũng bị liên lụy vào. Cao Vĩ nói như thế nào thì cũng là thầy giáo của Trương Dương hắn, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, có cả bệnh nhân lẫn học sinh của mình, thằng quát con này lại dám buông những lời sỉ nhục hắn như vậy, hắn sao có thể chịu nhục được, hắn phẫn nộ gầm lên ta thực chưa có thấy một học sinh nào có tố chất kém như ngươi cả. Được, ta lập tức gọi điện đến trường của ngươi, xem bọn hắn xử lý ngươi như thế nào. Đúng là chó động được mà, Trương Dương không nhịn được nói. Vẫn thấy Cao Vĩ đang đứng chắn đường mình, Trương Dương không khỏi có chút không kiềm chế được, đẩy hắn một cái khiến hắn lảo đảo suý té xuống đất, chó ngoan thì không cản đường. Nghe Trương Dương nói những lời độc địa như vậy, viên văn vệ thường ngày có tốt tính đến đâu cũng vì tiểu tử này mà giận sôi lên, vẫn theo thói quen phát tiết tức giận của nàng, cầm cuốn tạp chí trong tay dơ lên dọa đánh vào đầu Trương Dương, người có biết hay không, để cho người thực tập ở cái bệnh viện này, ta đã tốn biết bao nhiêu công phu không hả? Người cố ý muốn làm khó ta phải không? Viên văn lệ thấy điệu bộ cợt nhà của Trương Dương, cũng không kìm nén được lửa giận nữa, đập cuốn tạp chí trong tay xuống đầu Trương Dương. Nàng ta dù sao cũng là người nhìn Trương Dương lớn lên mỗi ngày, trong mắt nàng ta thì Trương Dương này cũng chẳng khác nào em trai cả, cũng vì thân quen từ nhỏ nên nàng cũng không có kiêng rẻ cái gì cả, trực tiếp dạy dỗ hắn tại đương trường. Trương thần y nhẹ nhàng giơ tay phải lên, dễ dàng bắt lấy cuốn tạp chí vẫn còn trong không chung, sau đó cười tủm tìm, để lại lên trên bàn, trưởng khoa viên. Không, viên đại tỷ, chuyện tình hôm nay cũng là ta không đúng, thế nhưng cao vĩ hắn cũng chẳng phải là cái loại gì tốt đẹp cả, ta cũng chẳng có trêu chọc gì hắn, hắn dựa vào cái gì mà suốt ngày bám theo ta gây khó dễ vậy. Hắn là muốn theo đuổi tà hiểu tình, thì cứ việc thoải mái mà theo đuổi, ta không có ngăn cản gây khó dễ, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều lợi dụng việc công để trả thù riêng, nói hắn không phải là chó dại thì là cái gì. Viên Văn Lệ lại cầm tờ tạp chí lên định đập Trương Dương cái nữa, thế nhưng nghe được những lời này của Trương Dương thì cười rộ lên, mà khi nàng đã cười rồi thì sự nghiêm túc của sự tình nhất thời suy giảm, đối với cái mặt dày của Trương Dương này, nàng cũng chẳng biết dạy dỗ hắn như thế nào nữa, đành thở dài, nếu như không phải nể tình mẹ ngươi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi làm gì. Nàng ta chỉ vào một cái ghế bên cạnh, ý bảo Trương Dương ngồi xuống, tận tình khuyên ngủ, "Trương Dương à, Trước giờ ngươi vẫn là một đứa nhỏ ngoan vẫn biết nghe lời, gần đây ngươi làm sao vậy? Chuyện tình với Chu viện trưởng lần trước còn chưa có yên ổn, vậy mà chỉ trước mắt một cái ngươi lại gây sự với bác sĩ cao rồi. Sau này báo cáo thực tập ngươi định viết như thế nào? Mẹ ngươi là ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ngươi bằng từng này, cho ngươi đến trường, trông cậy vào ngươi, mong muốn ngươi sau này nở này nở mặt, thấy ngươi chỉ còn nửa năm nữa là sẽ tốt nghiệp rồi, ta đã thỏa ước nguyện của ngươi là được thực tập ở bệnh viện nhân dân huyện cũng là để cho ngươi lưu lại những ấn tượng tốt với mấy phòng ban trong này. Sắp xếp thời gian cho ổn thỏa, tranh thủ tới đây làm phụ trợ phòng, sau này có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống sau này tốt rồi, hoàn cảnh của mẹ ngươi cũng sẽ dần chuyển biến tốt đẹp, Trương Dương. Trương Dương chống tay vào bàn làm việc của Viên Văn Lệ, thằng nhãi này từ nãy tới giờ vẫn làm cái bộ dáng vô tâm hờ hững, chẳng thèm nghe ai nói gì cả. Tuy rằng ấn tượng của hắn với vị viên đại tỷ hàng xóm này cũng khá tốt, thế nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý làm thực tập sinh ở cái bệnh viện nhân dân huyện này nữa. Hắn một bên vừa ngáp vừa nói, viên đại tỷ, ta cũng không có dự định thực tập nữa, chị cũng đừng uổng phí công sức làm gì nữa. Viên văn lệ trợn tròn hai mắt, được lắm tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Lẽ nào ngươi không muốn tốt nghiệp phải không? Không thực tập thì ngươi làm gì? Trương Dương hỏi ngược lại viên văn lệ, nếu như ta tiếp tục thực tập nửa năm nữa thì có thể làm viện trưởng được không? có thể làm bí thư được không? Người có thể bảo chứng ta sau này làm quan được sao? Viên văn lệ bị hắn hỏi cứng họng nửa ngày cũng không nói ra được câu nào, ngón trò tay phải điểm mạnh vào trán Trương Dương một cái nói, người tưởng một sinh viên tốt nghiệp vệ giáo mà cũng đòi làm viện trưởng sao? Thầm nghĩ, ta cũng phải phấn đấu hơn 10 năm mới leo lên được cái chức trưởng ban khoa giáo này, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng mà. Viện trưởng là rất lớn sao, ngay cả cái quan thất phẩm cũng không bằng, có cho ta làm ta cũng phải suy nghĩ lại cẩn thận nữa là viên văn lệ lúc này trong đầu chỉ còn một ý nghĩ tiểu tử này không phải ăn nhầm cái gì kích thích rồi chứ như thế nào mà đang ban ngày ban mặt lại nói mê sảng như vậy nể tình là hàng xóm lâu năm viên văn lệ cũng không có nổi giận với trương dương làm gì kệ hắn nói hưu nói vượn gì đi nữa nàng ta vẫn một mực khuyên bảo trương dương nhiều giờ liền mãi cho đến khi trương dương đồng ý đi xin lỗi cao vĩ mới chịu thôi Lúc Trương Dương ra khỏi viện hành chính, đến khu ký túc xá thì cũng sắp đến bữa ăn trưa rồi, đi ngang qua đại sảnh phòng khám bệnh thì đụng mặt ngay Tả Hiểu Tình. Thế nhưng sắc mặt nàng ta cũng có chút bất thiện, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn hắn, cũng khó trách được nàng ta tức giận như vậy. Hắn cãi nhau với Cao Vĩ một trận ồn ào như thế làm cho hầu hết tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết, Cao Vĩ đang theo đuổi Tả Hiểu Tình. Tả Hiểu Tình là một người trầm tính, cũng không có thích làm tiêu điểm để người khác chú ý. Thế nhưng số tiểu tử Trương Dương này giờ đây lại đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió chịu tai tiếng. Trương Dương cũng chỉ nhếch môi cười cười, thực sự làm Tả Hiểu Tình phẫn nộ chính là, thế nào mà thằng nhãi này chẳng biết thế nào là ái náy cả, vẫn cứ cái điệu cười đáng ghét kia, hơn thế nữa hắn lại làm mặt dày, Vô Liêm xỉ hỏi một câu, ngươi chờ ta à? Có đúng hay không muốn mời ta đi ăn? Nếu như không phải là Tả Hiểu Tình còn bận tâm cái hình tượng thuộc nữ này, thì đã sớm đá hắn một cái bay tận ra ngoài đường rồi hai tay đem quyển sổ chuẩn đoán giày ôm trước ngực, hung hăng liếc Trương Dương một cái, hướng đến cửa ngoài bệnh viện đi nhanh đến. Cái quần bò xanh bó sát đôi chân thon dài của nàng, nhịp bước chân tràn ngập thanh xuân, Trương Dương từ lúc đến thời đại này thì lại có thói quen thích ngắm những đôi chân thon dài kia, dù sao tại cái thời đại tùy chiều kia, nữ nhân đều toàn mặc váy dài, trừ khi cởi bỏ tuốt cuồn tuột, bằng không khó mà có thể thấy được những cặp đùi đẹp như vậy. Tả hiểu tình tuy rằng giận dỗi bước đi rất nhanh, chỉ tiếc rằng Trương Dương không muốn bỏ người đẹp có đôi chân thon dài đó đi một mình, chạy tới đi song song cùng nàng, tả hiểu tình, là ta mời ngươi đi ăn cơm đi, trong cái bộ dạng khó chịu như vậy, chỉ là mời người ta ăn cơm thôi mà, so với giết người còn khó chịu hơn. Tả hiểu tình bất chợt bước chậm lại, hung hăng dùng giày cao gót của mình dẫm lên cái chân đi dép lê của Trương Dương một cái rõ đau. Trương Dương không có ngờ tới một người có tiếng thục nữ như tả hiểu tình lại có cái hành động ám toán ngầm này, đau đến phải ôm chân nhảy nhót lung tung như khỉ, tả hiểu tình lại bước nhanh hơn bỏ mặc trương dương diễn trò ở lại, vui vẻ vuốt cái tóc đuôi ngựa của mình, rốt cục cũng không nhịn được phải cúi đầu, bả vai nàng như hoa trong gió thầm run run, nàng đang thầm cười trộm. Trương dương trong lòng nóng lên, đang muốn đuổi theo nàng ta, thì một chiếc Toyota trắng dừng lại trước mặt bọn họ, trên xe bước xuống chính là hàn chuyện bảo, thấy hàn chuyện bảo đột nhiên xuất hiện, tả hiểu tình cũng lấy làm kinh hãi dù sao hàn chuyện bảo ngày hôm qua lưu lại cho nàng cái ấn tượng quá kém, hắn chẳng khác nào như bọn lưu manh phố phường, cũng không tự chủ được sợ hãi lui về phía sau một bước, đi tới bên cạnh Trương Dương. Con người ta là vậy, lúc nào gặp nguy hiểm, thì bất luận là thế nào cũng phải tìm một chỗ an toàn, bám cho thật chắc, mà không thể ngờ được rằng Trương Dương lại có thể gây cho nàng cái cảm giác an toàn này. Tả hiểu tình không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn lại Trương Dương một chút, phát hiện rằng hắn hiện tại vẫn đang chăm chú nhìn mình với nụ cười nhẹ trên mặt, lại nhớ tới cái bộ dáng của hắn lúc nãy, không nhịn được phải cắn chặt môi dưới, thầm nhủ thế nào cũng không được cười ra mặt, thế nhưng khuôn mặt nhịn cười của nàng trông vô cùng khó coi. Trương Dương đang muốn mở miệng trêu đùa nàng ta mấy câu cho bó tức, thì hàn chuyện bảo đã đến gần hắn cung kính kêu lên một tiếng, Trương ca. Trương Dương cũng kinh ngạc mà thốt lên, ta nói hàn chuyện bảo ngươi, đừng có gọi ta như vậy, người xưng hô như thế chẳng phải làm ta già đi bao nhiêu tuổi sao. Hàn tuyện bảo nhìn tả hiểu tình bên cạnh Trương Dương một cái, tuy rằng trong lòng vẫn thầm ca ngợi đánh giá từ trên xuống dưới tiểu mỹ nhân này, thế nhưng vẻ mặt với ánh mắt vẫn cứ thủy chung là nam nhân đứng đắn, hướng đến tả hiểu tình không người xuống chị, ngàn sai vạn sai vẫn là ta sai, đại nhân thì không nên so đo chấp nhặt với tiểu nhân, có gì mong chị bỏ qua cho. Tả hiểu tình với Trương Dương đều ngơ ngác nước mắt nhìn nhau, mặt cười cười cũng có chút quái dị, hàn truyện bảo này năm nay 26 tuổi, kêu nàng là chị, có cho thêm tiền nàng ta cũng không có muốn bị người khác gọi già đi nhiều tuổi như vậy. Hàn truyện bảo cung kính đưa cho Trương Dương một cái bọc to bằng giấy báo, người sáng suốt vừa nhìn qua cái là có thể nhận ra được trong đó chắc chắn toàn là tiền mặt, nụ cười trên mặt tả hiểu tình cũng tắt ngấm, trong lòng thầm nghĩ, giỏi cho Trương Dương ngươi, thừa dịp cơ hội này là trắng trợn vơ phét của cải, thực sự là tốt tính mà. Trương Dương nhận cái bọc tiền mặt cất đi, rồi đưa cái túi đựng đồ sáng nay Hàn Duy Chính bồi thường đưa trả lại cho Hàn Chuyện Bảo. Mấy đồ bên trong ta cũng không có động vào, người xem qua một chút đi. Trước mặt Tả Hiểu Tình này thì cũng phải bộ dạng rộng lượng chứ. Hàn Chuyện Bảo kinh sợ lắc đầu ngây ngậy. Đó đều là của công ty vận chuyển hành khách chúng ta bồi thường tổn thất cho các ngươi, ta thế nào lại có thể lấy lại được? Tả Hiểu Tình cũng nghiêm mặt lại lạnh lùng nói những vật bị mất đều đã tìm về được rồi mấy thứ này ta cũng không có cần hàn chuyện bảo thấy nàng ta kiên quyết như vậy thì cũng chỉ đành nhận túi đồ trong tay trương dương trương ca các ngươi còn chưa có ăn cơm không bằng lên xe ta mời các ngươi đi ăn nhìn ra được hàn chuyện bảo lần này đến thực sự thành tâm cũng nhiều lúc muốn thu phục sự trung thành của nam nhân cũng có thể thông qua chinh phục bằng thân thể đương nhiên là trương dương thu phục hàn chuyện bảo thông qua thu phục bằng thân thể là bằng nắm tay Trương lắc đầu từ chốt, lòng tốt của người ta nhận, chẳng qua chúng ta còn có chút việc, chuyện ngày hôm qua coi như xong đi. Hàn chuyện bảo ngại ngùng gãi gãi đầu, mắt thấy Trương Dương cùng tả hiểu tình đã đi xa, mới ngầm thở dài một hơi. Lúc Trương Dương xuất công phu đem cánh tay bị chật khớp của Hàn chuyện bảo trở lại vị trí cũ xong, Hàn Duy Chính cũng không có hoàn toàn yên tâm, liền mang theo con trai đến tìm cái vị trưởng khoa chỉnh hình bệnh viện Đông Y kia. Một lần nữa chụp ích quang mới biết cánh tay con trai mình đã hoàn toàn bình phục rồi, ngay cả vị trưởng khoa kia cũng bảo ổn rồi lúc đó lão mới yên tâm hàn chuyện bảo nhớ lại buổi tối hôm qua trương dương lấy một đánh ba mà vẫn dũng mãnh phi thường trong lòng vừa sợ vừa hâm mộ người ta không chỉ thân thủ cao siêu mà bối cảnh sau lưng cũng thực sự là dọa người muốn đối địch với người ta không phải là mình chán sống rồi sao huống chi hàn chuyện bảo buổi sáng đã gặp qua vương trung khoa cũng biết được là mình làm sằng bậy khiến cha cũng bị ảnh hưởng ít nhiều cho nên hắn mới tức tốc quay trở lại đây đưa tiền cho trương dương cộng thêm lời xin lỗi, cố gắng biểu hiện thành ý tạ lỗi, cũng hy vọng người ta không có chấp nhận làm khó cha con mình nữa. Nhiều lúc con người trải qua những tao ngộ, cũng có thể làm cho người ta thay đổi tâm tính, chín chắn trưởng thành lên, mà hàn chuyện bảo bản tính thực ra cũng không có xấu, trải qua chuyện vừa rồi hắn cũng hiểu hơn được nhiều điều, trưởng thành hơn trước. Ta mời người ăn, Trương Dương một lần nữa cố gắng đuổi kịp tả hiểu tình. Ta không thấy đói, tả hiểu tình lạnh lùng nhàn nhạt cự tuyệt tiền kia là ta châm cứu cho hắn lao động mà có được ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều nữa tả hiểu tình dừng bước lại có chút phẫn nộ nhìn trương dương những chuyện này ngươi việc gì phải giải thích với ta chúng ta chỉ là đúng dịp cùng thực tập tại bệnh viện này ngươi là ngươi ta là ta ta không muốn hỏi đến chuyện của ngươi cũng chẳng cần phải biết chuyện của ngươi làm gì nói đến đây trong lòng nàng ta cũng không khỏi có chút hoảng loạn mình làm sao lại như vậy nhỉ một chuyện nhỏ mà thôi sao lại có thể tạo thành ảnh hưởng lớn tới tâm tình mình đến vậy, thực sự là không muốn hỏi đến chuyện của Trương Dương sao. Nàng ta thực sự dường như đúng theo lời nói, căn bản không có quan tâm tới người bạn cùng thực tập này sao. Cũng chẳng biết đáp án thế nào nữa, tả hiểu tình có chút bối rối, trốn tránh ánh mắt của Trương Dương, xin lỗi, là ta quá lời. Đôi lông mi đen dài kẽ rung như như cánh bướm, khuôn mặt cười trắng nõn bỗng nhiên lại hiện ra hai mảng đỏ ửng, nhắm hướng ngoài cửa chạy đi. Trương Dương cũng không có đuổi theo lập tức, cũng không có nổi giận, khóe môi nở ra một nụ cười tếu ý nhàn nhạt, Trương Thần Y quá khứ cũng duyệt vô số nữ nhân, từ biểu hiện thất thường của tả hiểu tình vừa rồi hắn có thể nhìn ra được, cô nàng thường ngày bình tĩnh như nước này vậy mà vì mình lại sinh ra dao động, Trương Dương hắn cũng không có phủ nhận, hắn đối với cô nàng tả hiểu tình này có hảo cảm hơn với những người khác nhiều, thế nhưng tinh lực hắn vẫn cứ một mực đặt trên phương diện phải mau chóng thích ứng với cái thế giới mới này. Quen thuộc thời đại này, thay lời khác mà nói, hắn cũng không có muốn bắt đầu nảy sinh một đoạn tình cảm này. Thế nhưng hắn có thể ý thức được tương lai sẽ phát sinh nhiều điều nữa, vậy nên nội tâm hắn cũng có chút khẩn trương, lại như có chút chờ mong. Ba ngày kế tiếp, tả hiểu tình cũng không nhìn thấy Trương Dương, thậm chí hoài nghi đáng giận tên tiểu tử này tại cố ý tự mình tách ra, thế nhưng nói bóng nói gió hỏi qua Hồng Linh mới biết được, Trương Dương mấy ngày nay căn bản không có đến khoa lý thực tập, nghe nói đã nằm trên sổ đen bệnh viện, thuộc loại cá biệt sắp bị thanh lý ra ngoài. Kỳ thực Trương Dương cũng không nhàn dỗi, lúc cùng viên văn lệ trò chuyện, hắn đã có quyết định, không tiếp tục thực tập thêm nữa, hắn trương mỗ đến thời đại này được hưởng thụ quá tốt. Đối với hắn mà nói tất cả đều là mới lạ, hắn cảm nhận trong khoảng thời gian này so với tiền tài còn muốn trân trọng gì đó. Đã từng chết quá một lần, hắn cho rằng bản thân so với người khác càng hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, sở dĩ vậy Trương Dương không muốn lãng phí thời gian của mình tại bệnh viện nhân dân huyện, y thuật của hắn từ lâu không cần chứng minh. Ở đại tùy lúc ấy, Trương Đại Thần Y cũng đã đứng ở đỉnh y học Trung Hoa, đó là loại cảm giác thế nào? Đó là loại cảm giác cô đơn trống trải, giá như Trương Đại Thần Y mãi mãi sinh sống tại đại tùy, hắn khẳng định sẽ cảm thấy rất nhanh chán ghét kiểu sinh sống này, thế nhưng đi tới thời đại này mọi thứ hoàn toàn mới. Trở thành Trương Dương, hắn phát hiện ra một điểm hưng phấn mới, đó chính là chức vị, Trương Đại Thần Y sẽ không làm, đã làm phải làm được tốt nhất. Trương Đại Thần Y đang vì thực hiện mộng tưởng này mà nỗ lực. Mấy ngày nay Trương Dương cũng không có đi đâu khác, mà vùi đầu vào Xuân Dương huyền đồ thư quán, hắn nghiên cứu nhị thập tứ sử, hắn nghiên cứu lịch đại quan chế, hậu hắc học, thẩm tạp chí tư bản, mao tuyển, đặng tuyển. Chính câu nói kia, Trương Dương vùi đầu vào mấy cuốn sách tựa hồ đói quá, liền bổ nhào vào chiếc bánh mì, hắn đang không ngừng ăn uống một cách ngon lành, bởi chính mình cách xa quan đạo cho nên hắn đối với lý thư ký tương đối có lòng tin, vị này giai đoạn trước tính chất như thái giám, lý thư ký nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Bởi vì ngại đi tới đi lui ký túc xá vô cùng phiền phức, Trương Dương trú tại huyền đồ thư quán đối diện khách sạn thanh niên, tiêu chuẩn một người mỗi ngày mất 58 hào nguyên ở một gian sang trọng, nước nóng 24 phần 24, TV, tủ lạnh, điện thoại đầy đủ mọi thứ, cộng thêm còn có dịch vụ giặt rũ, Trương Dương không sợ dùng tiền, cũng không lo lắng dùng tiền nhiều hay ít, sợ nhất là có tiền mà không có được một chỗ tử tế. Nếu Trương Dương không phải quay về ký túc xá, hắn cũng không biết Lưu Hải Đào đã tìm hắn tròn ba ngày. Lưu Hải Đào nhìn thấy Trương Dương có khí phách cảm giác như chút được gánh nặng, ba ngày này hắn cảm nhận đầy đủ được lãnh đạo động nói chuyện cấp dưới chạy gãy chân, hắn đã muốn hướng bệnh viện huyền nhân dân, cho dù ăn cơm cũng không cần phải chịu khó như vậy, Lưu Hải Đào trong lòng khâm phục, nhiệm vụ này thực không phải ai làm, bên này còn không lo lắng nói chuyện cùng Trương Dương. Lý Thư Ký bảo đi lấy điện thoại, Lưu Hải Đào hoang mang rối loạn dương dương chạy đến cửa hàng tạp hóa cổng ký túc xá, trở về một chiếc điện thoại. Lý Trường Vũ hiển nhiên có chút mất hứng, trong điện thoại chợt nghe tiếng hắn có chút đông cứng, "Tiểu Lưu à, cậu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Ngay cả việc nhỏ như vậy mà cũng làm không tốt, ba ngày, ba ngày cũng tìm không được một người. Lưu Hải Đào cầm điện thoại cười cười, Lý Thư Ký, Lý Thư Ký, tôi đã tìm được Trương Dương, đang ở cùng hắn đây. Lý Trường Vũ nghe thế, khí sắc tự nhiên tiêu tan một chút, thanh âm cũng thấp xuống, lập tức dẫn cậu ta tới ăn cơm, ta có việc quan trọng cần bàn với cậu ta. Nói xong, sợ Lưu Hải Đào có ý khác, liền bổ sung một câu, cậu ta có ba cuộc điện thoại từ bên ngoài. Những lời này có chút hiềm nghi như vẽ rắn thêm chân, Lưu Hải Đào tuy rằng chỉ là một tài xế, cũng không phải kẻ ngu si. Mấy ngày nay trong lúc tìm kiếm Trương Dương, hắn tự mình phát huy tiềm chất trinh thám, đem Trương Dương hỏi thăm dành mạch hoàn cảnh xuất thân, tiện đường còn đi một chuyến đến xưởng máy móc nông nghiệp ký túc xá. Thực chất anh ta chỉ là đi xem Trương Dương có ở nhà không, lúc đó cũng không có thì tìm cách khác. Lý Trường Vũ để lại một câu nói khiến Lưu Hải Đào không thể không phát hiện ra một điều kỳ lạ, Trương Dương rõ ràng chịu trách nhiệm tại xưởng công tác máy móc nông nghiệp, thế nào lý thư ký nói tại ngoại mà? Thế nhưng lý thư ký khôi phục sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng, Triệu Thiết Sinh cũng là một người công nhân, Lưu Hải Đào tư duy logic rất nhanh. Một loạt những dự đoán đều tạo nên một kết luận, khẳng định quan hệ Trương Dương với Lý Trường Vũ cực không đơn giản. Lý Trường Vũ vừa giải thích câu kia như vẽ rắn thêm chân khiến Lưu Hải Đào càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ Trương Dương là con riêng của Lý Trường Vũ? Lưu Hải Đào đã dám to gan lớn mật suy đoán như vậy, thái độ đối với Trương Dương chỉ có thể là càng thêm cung kính, con riêng thì cũng là con, nhưng cũng không thể gặp nơi huyên náo, thân phận so với một tài xế như hắn trên gấp bội lần, Trương Dương Lý thư ký bảo cho ngươi đêm nay đi Vi Viên ăn. Trương Dương hơi nhíu mày, hắn vốn định lên xe tới, nhưng thấy ở góc xa xa có thân ảnh một người thon gầy đang đứng. Tuy rằng hoàng hôn nồng đậm nhưng Trương Dương chỉ liếc mắt liền nhận ra đó là mẹ hắn Từ Lập Hoa. Từ Lập Hoa xa xa đã trông thấy con trai, thế nhưng bởi vì Trương Dương đứng ở xe có rèm che phía trước cùng Lưu Hải Đào trò chuyện với nhau, vậy mà Từ Lập Hoa đối với bản thân lại xuất hiện một chút hoài nghi, cho đến khi Trương Dương đi tới phía bà. Từ Lập Hoa lúc này mới tin vào mắt mình, chàng thiếu niên hăng hái chính là con trai mình, nhìn vóc dáng Trương Dương cao lớn hơn người, Từ Lập Hoa thân là mẹ lần đầu tiên có được cảm giác con trai mình đã trưởng thành, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác vui mừng hay yêu thương không phân biệt rõ ràng. "Mẹ, làm thế nào mẹ tới đây?" Trương Dương tuy rằng đối với mẹ tình cảm không quá sâu đậm, thế nhưng thấy hắn giấu ở trong đôi mắt tình yêu thương thắm thiết, trong nội tâm vẫn đang không khỏi sinh ra tình cảm ấm áp khó hiểu. Như biết được điều gì, mẹ nghe nói con xảy ra một chút vấn đề, vì thế mẹ đến xem thế nào. Trương Dương không cần nghĩ cũng đã đoán được nhất định là Viên Văn Lệ đã nói cái gì, hắn nhàn nhạt cười cười, con vẫn bình thường, ăn ngon, ngủ kỹ. Mẹ, mẹ đừng nghe những người khác nói bậy, được rồi ạ, à, mẹ còn không ăn cơm đi. Từ Lập Hoa thoáng nhìn Lưu Hải Đào mà sợ hãi, người mở ô tô cũng đều có thân phận, có địa vị, tuy rằng cách ăn mặc Lưu Hải Đào cũng không nghĩ một người người xấu nhưng từ lập hoa vì con trai nên cảnh giác quá độ, chẳng qua đó cũng là chuyện bình thường. Lưu Hải Đào có sở trường nhìn mặt bắt hình rong, thấy từ lập hoa hướng chính mình, hắn lập tức giả như không có việc gì, móc ra một điếu thuốc lá châm hút, đây là thói quen tốt của hắn, không hút thuốc ở trong xe, tuy rằng hắn đã nghiện thuốc lá rất lâu, dù sao tại đây hắn chỉ đảm nhiệm là một người tài xế, chung quy đúng là bảo vệ lãnh đạo. Từ lập hoa lôi tay Trương Dương đi tới hai bên trái đèn đường, Cầm trong tay túi plastic giao cho hắn, bên trong có thịt bò và lạp xưởng, nghe người ta nói, gần đây tại bệnh viện xảy ra vấn đề. Không thể ngờ rằng Từ Lập Hoa là một người mẹ cực kỳ hiền từ, bởi vì Trương Dương từ nhỏ mất đi người cha, cũng không thể trách cứ hắn, thế nhưng một từng nghĩ hắn gả cho Triệu Thiết Sinh, vậy mà hoàn cảnh Trương Dương đã biến đổi nhanh như vậy, hắn tính tình nhu nhược, không thể cải biến hiện thực tàn khốc, chỉ có thể tận lực chăm sóc con trai mình. Trương Dương cầm bàn tay khô gầy của mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con, không lâu nữa, mẹ sẽ tự hào vì con. Vành mắt từ lập hoa đỏ ngầu, bà cố sức gật đầu, cầm tay Trương Dương đặt lên má, Trương Dương thương hại mà nhìn mẹ, hắn nhận thức đến sáng suốt người mẹ trong nội tâm nhu nhược rất khó cải biến. Bằng lòng với mẹ một việc nhé, ngàn vạn lần con không được học điều xấu. Trương Dương gật đầu, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng mừng rỡ Trương Dương. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 10.